chương 481, tướng nữ thuần âm lâm tiên sinh, lại gặp nhau rồi. Tiêu phàm nâng chén trà lên uống một ngụm, từ tốn nói. Vâng, vâng, tiêu tiên sinh. Lâm tiên sinh, căn hộ này của anh, vị trí không tệ, trang trí nội thất cũng không tệ, xem ra lâm tiên sinh là một người rất biết thưởng thức cuộc sống. Lâm thành đặc ngay tức khắc sắc mặt lúng túng, miệng không ngừng đáp, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ không thôi, không biết những lời này của tiêu phàm là có ý gì. Thế nhưng có một điểm có thể khẳng định, nửa đêm canh ba như vậy, tiêu phàm tuyệt đối không phải là chạy đến đây tìm y nói chuyện. Lâm tiên sinh, thực ra tôi cũng không muốn phá hỏng những ngày tháng tốt của anh. Anh mặc dù không thể nói là người tốt, chung quy ông trời có đức hiếu sinh, chỉ cần anh có thể ăn năn sám hối, tôi cũng không định gợi yêu ta ết anh. Lời của tiêu phàm còn chưa nói dứt Lâm Thành Đạc liền sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phốc một tiếng quỳ xuống, sống chết dập đầu với tiêu phàm nước mắt nước mũi chan hòa, không ngừng kêu lên. Tiêu tiên sinh, tha mạng, xin tha mạng, chuyện hôm nay, thực sự không phải là chủ ý của tôi, là... Là Phạm tiên sinh, à, là Phạm anh bắt chúng tôi làm như vậy, tôi, tôi còn khuyên anh ta. Thật đấy, tiêu tiên sinh, thật sự không liên quan đến tôi, tha mạng. Khó trách Lâm Thành đặc bị dọa thành đức hạnh này, quả thực hôm đó tiêu phàm làm cho y chịu khổ không ít cho tới nay vẫn là ký ức như mới, chỉ cần vừa nghĩ đến cả người liền ngứa ngáy khó chịu. Những hàng đầu sư như thế này muốn gỡ yêu ta một người thật quá chi là dễ dàng, giống như nghiền chết một con kiến vậy. Kỳ thực cho dù thật sự hàng đầu sư muốn gỡ yêu ta người cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói gỡ yêu ta ít là gỡ yêu ta ấy, cũng phải tìm một cơ hội thích hợp đi hạ hàng đầu mới được. Hàng đầu thuật có thể trong vài khắc lấy được tính mạng người ta hàng đầu sư bình thường cũng không dễ dàng luyện chế ra. Chỉ có điều Lâm Thành Đạc đang ở thành lạc già, sống ở một thế giới mà hàng đầu sư tung hoành không kiêng kỵ gì, sự sợ hãi đối với hàng đầu sư sớm đã thâm căn cố đế. Cho cũng không dám lại có lòng nghi ngờ phản kháng thêm nữa. Tôi phải làm thế nào mới có thể tin được anh đây? Audio điện tử võ tấn bền Đợi Lâm Thành Đạc dập đầu xong một trận, tiêu phàm mới chậm rãi nói, giọng nói vẫn bình tĩnh ôn hòa, không mang theo chút ác khí nào. Càng như vậy, trong lòng Lâm Thành Đạt càng sợ muốn chết. Loại người ngoài mặt ôn tồn tao nhã, bất động thanh sắc này, lúc gờ yêu ta hết người, mắt đều không chấp lấy một cái. Tiêu tiên sinh, tiêu tiên sinh, thật sự không liên quan đến tôi, là Phạm Anh bắt chúng tôi làm đó. Phạm Anh vì sao phải làm như vậy? Phạm Linh đối với gã lại không hề có bất kỳ uy hát yêu ta ép nào. Có phải ngươi ở trước mặt Phạm Anh nói cái gì hay không? lần này hỏi là phạm nhạc dựa vào ý tứ của phạm nhạc loại trộm sau lưng chủ như lâm thành đạt trực tiếp yêu iota s cho xong việc chỉ có điều tiêu phạm muốn giữ y lại làm dây núi phạm nhạc liền chịu đựng không ra tay nhị thiếu ra không dám không dám tôi tuyệt đối không hề nói gì trước mặt phạm anh tôi làm gì có gan đó đúng rồi hình như tôi nghe miệng phạm anh nói một câu cái gì mà năm âm tháng âm gì đó tôi cũng không hiểu Lâm Thành Đạc lắp ba lắp bắp nói. Phạm Nhạc đã biến sắc. Cơ khinh xa bèn liếc nhìn anh ta một cái. Phạm Nhạc nhẹ giọng nói. Ngày sinh bát tự của Phạm Linh là trùng âm. Cái gọi là trùng âm cũng chính là người hay được gọi là thuần âm, chỉ là những người sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm. Phương pháp ghi chép thời gian của cổ nhân thời kỳ cổ đại là dùng thiên can và địa chi phối hợp. Thiên can có 10, gồm giáp ất bính ninh mậu kỳ canh tân nhâm quý, làm chữ đầu của năm, xưng là mẫu. Địa chi có 12, viết tí sử dần mão thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợi, làm chữ đứng sau của năm, xưng là tử. Khi ghi năm, trước tiên lấy thiên can làm đầu, sau đó mới phối hợp với địa chi, thành hai chữ, dựa vào các lượng từ năm tháng ngày V. V mà thành, nếu như dùng một đến 12 phối hợp với 12 địa chi, vậy thì gặp số lẻ là dương, gặp số chẵn là âm, liền có thể phân biệt ra năm âm dương. Ví dụ năm giáp tí là năm dương, năm ất sửu lại là năm âm. Tháng âm càng dễ phân biệt, cổ nhân ghi tháng tương đối đơn giản, 12 địa chi ứng với mỗi một tháng, lại ở đằng trước thêm vào một tiền tố đặc thù là chữ kiến, mà thành. Ví dụ như tháng kiến tý chính là tháng riêng âm lịch. Tháng lẻ là dương, tháng chẵn là âm. Phương pháp ghi ngày và ghi năm giống nhau, lấy 60 ngày làm một chu kỳ, như vậy cũng có thể phân biệt âm dương. Ghi giờ càng thêm rõ ràng hơn, một ngày 12 canh giờ dùng 12 địa chi để ghi bắt đầu từ giờ tí, kết thúc bằng giờ hợi. Giờ, ngày, tháng, năm tổng cộng có bốn cái, các nhà âm dương gọi là tứ trụ, mỗi một trụ hai chữ, cổ có thuyết, bát tự. Căn cứ theo phương pháp này, trong ngày âm tháng âm năm âm nếu lại thêm vào giờ âm, chính là mệnh lý, bát tự toàn âm, hiếm thấy. Hai hàng lông mày của tiêu phàm nhẹ nhàng dương lên, nói. Phạm Linh là tướng nữ thuần âm. Đúng. Phạm Nhạc gật gật đầu, Sắc mặt của Tiêu Phàm trở nên nghiêm trọng. Tướng nữ thuần âm mặc dù không thể nói là đặc biệt hiếm thấy, nhưng ở một góc độ cũng không phải là dễ tìm. Thông thường, tướng nữ thuần âm nếu như phối hợp tốt với các mệnh lý tướng lý khác, số mệnh đều sẽ rất tốt, giống như người thuần dương vậy. Đương nhiên, nếu như là nam mang tướng nữ hoặc nữ mang tướng nam, vậy thì lại nói theo cách khác. Tuy nhiên Tiêu Phàm chú ý lúc này, rõ ràng không phải là số mệnh của Phạm Linh như thế nào. Hắn quan tâm đến chính là chuyện tướng nữ thuần âm này. Từ xưa tương truyền, một số thuật sư tà phái tu luyện công pháp cực kỳ tà ác, đều sẽ dùng đến người thuần âm hoặc thuần dương để làm lò đỉnh tiến hành tà thuật tách âm bổ dương hoặc tách dương bổ âm. Hoặc là trực tiếp đem người thuần âm hoặc người thuần dương làm thành vật dẫn nào đó, tiến hành tu luyện tà pháp. Tiêu Phạm tin chắc, Lâm Thành Đạt không có lá gan lớn như vậy đi mật báo cho Phạm anh. Hàng đầu sư bình thường tuyệt đối sẽ không vì một người không có quan hệ gì lớn với mình mà đi giải hàng đầu của một hàng đầu sư khác hạ xuống. Làm như vậy không những hao phí tinh lực rất lớn, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Một khi bản lĩnh của hàng đầu sư đối phương ở trên mình, vị hàng đầu sư giải hàng đầu này liền rất có khả năng bị hàng đầu cắn trả. Lâm Thành Đạc cho dù có được Phạm Anh yêu thích hơn chăng nữa, suy cho cùng cũng chỉ là một tên tôi tớ mà thôi. Phạm Anh làm sao có thể vì y đi mạo hiểm như vậy? Tên Lâm Thành Đạc này mặc dù ngày thường bị ổi vô cùng, nhưng cũng chỉ là một tên ngu ngốc, sẽ không tự tin đến mức kiêu ngạo nông nổi. Suy đoán như vậy, Phạm Anh đích thân xuất mã, bắt giữ, Phạm Linh, cực kỳ có khả năng là do Phạm Linh có tướng mệnh thuần âm đặc biệt. Dựa vào tu vi trên hàng đầu thuật của Phạm Anh hiện giờ, gã hẳn là vẫn chưa dùng đến, lò đỉnh. Tiêu Phạm ngẫm nghĩ một chút, nhìn về phía cơ khinh xa, nói. Khinh xa, pháp tu luyện, thiên quỷ hàng, cô có biết không? Không biết, đôi mi thành tú của cơ khinh xa nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên quỷ hàng là hàng đầu thuật đỉnh cao tột bậc trong đồn đại, ngoại trừ thiên quỷ vương, lạp chát đắc lý trong lời đồn ra, cho đến bây giờ chưa từng nghe nói đến có người đã luyện thành công. Cơ khinh xa trước đây khi du học ở thành lạc gia, mặc dù rất chú ý thu thập thông tin về hàng đầu thuật, thế nhưng tư liệu liên quan đến thiên quỷ hàng lại ít càng thêm ít, thỉnh thoảng có được một chút, cũng chẳng qua chỉ là đôi câu vài chữ, rất mơ hồ anh đang hoài nghi đây là lời của cơ khinh sa còn chưa dứt trên khuôn mặt xinh đẹp sớm đã hiện ra đầy vẻ u buồn tiêu phàm gật gật đầu vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng phân tích như vậy cũng không phải không có lý bình thường tà thuật càng lợi hại yêu cầu tu luyện lại càng vô cùng hà khắc ví dụ như nuôi dưỡng sáu đôi quỷ âm thì trước giờ chưa từng có hàng đầu sư nào làm được cơ khinh sa trầm ngâm nói chỉ dựa vào điểm này liền đủ để chứng minh sự bất phàm của ma cưu đại quốc sư. Xem ra, chân tướng rốt cuộc như thế nào, còn phải tìm Phạm Anh, ở trước mặt tìm hiểu một chút mới được. Trầm tư một lát, tiêu phàm hạ giọng nói. Cơ khinh sa và Phạm Nhạc đều gật đầu đồng ý. Tiêu phàm lập tức hướng về phía Lâm Thành Đạc, nói. Lâm tiên sinh, giờ anh hãy chứng minh cho tôi một chút, giá trị tồn tại của mình. Lâm Thành Đạc lại vội vàng dập đầu về phía tiêu phàm, luôn miệng nói tiêu phàm tiên sinh xin cứ sai bảo, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định dốc hết toàn lực đi làm. Được, tôi cần anh sắp xếp một chút, gặp mặt với Phạm Anh. Hơn nữa tốt nhất đừng làm kinh động đến người khác, nhất là không thể kinh động đến Gino, anh có thể làm được không? Tiêu phàm chậm rãi nói. Trên trán Lâm Thành Đạc lập tức liền toát ra mồ hôi dày đặc, nói. Tiêu tiên sinh, anh biết đấy, tôi, tôi chỉ là một tên tôi tớ, không có khả năng sắp xếp hành trình của Phạm Anh Tiên Sinh Vậy sao, vậy giữ lại người có tác dụng gì Phạm Nhạc lạnh lùng nói Lật cổ tay, một thanh dao gam liền hiện ra trong tay Dưới ánh đèn sáng ngời, tinh quang bắn ra từ phía Hàn khí kinh người Đừng mà, đừng mà, nhị thiếu ra Tôi, tôi thật sự làm không được Á, Lâm Thành Đạc kêu lên Thế nhưng ngay sau đó, tiếng gào đột nhiên dừng lại Phạm Nhạc bước nhanh đến phía trước giơ tay túm tóc của y xoẹt một tiếng thanh dao găm sáng như tuyết liền kề trên cổ của y thoáng dùng lực một vòi máu tươi lập tức phun ra lâm thành đạt sợ tới mức hồn bay phách lạc chỉ cảm thấy hạ bộ một phen gấp gáp thiếu chút nữa liền tè ra quần cách nhìn của phạm nhạc đối với y thật sự kém đến cực điểm lâm thành Đạc không hề nghi ngờ phạm nhạc sẽ dùng một đao kết liễu tính mệnh của mình nhị thiếu gia nhị thiếu gia tha mạng tôi tôi nhớ ra rồi ngày mai Ngày mai Phạm Anh có một đàm phán thương mại. Giờ khắc này, một số người bị dọa đến đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra, còn có một số người, trí nhớ ngược lại lại xoay chuyển nhanh chóng. Không nghi ngờ gì, Lâm Thành Đạc là thuộc loại người sau. May là y kịp thời nhớ ra, bằng không liền phiền phức lớn rồi. Chương 482, bá tước tiên sinh. Bất kể ai cũng phải thừa nhận, In tiên sinh là một vị thân sĩ vô cùng tao nhã. Ở bang Lạc Già, Mikhail rất được hoan nghênh. Làm CEO của công ty khoa học kỹ thuật Đức Mế, có lẽ Mikhail tiên sinh không được hoan nghênh nhiều lắm. Nhưng với thân phận khác của ông ta, thì cho dù là quốc vương nước Đan Mạn cũng phải kính trọng. Mikhail là một quý tộc thực sự, được phong danh hiệu bá tước tôn quý. Hơn nữa Mikhail không chỉ đơn giản là CEO của công ty khoa học kỹ thuật Đức Mế, những người hiểu chuyện đều biết rõ, khoa học kỹ thuật Đức Mế kỳ thực chỉ ngẫu nhiên được thành lập mà thôi thuần túy là do suy nghĩ ngẫu nhiên của ông ta, nên công ty khoa học kỹ thuật Đức Mế mới đột nhiên xuất hiện. Tổng giá trị hiện tại của công ty Đức Mế vượt qua 200 triệu đô la. Đối với Mikhail đây chẳng qua chỉ là món đồ chơi thuộc quyền sở hữu của ông ta mà thôi. Công ty mẹ của công ty khoa học kỹ thuật Đức Mễ là tập đoàn năng lượng Đức Mễ, đây mới chính là bạo chúa. Bá tước Mikhail đồng thời cũng chính là đại cổ đông của tập đoàn năng lượng Đức Mễ, là người khống chế cổ phần chẳng qua là tập đoàn này do một người khác phụ trách, Mikhail bình thường cũng không can thiệp vào công việc hàng ngày của tập đoàn. Không thể không nói bá tước rất cơ trí, bởi vì ở bất kỳ quốc gia nào thì ngành sản xuất nguồn năng lượng đều là ngành sản xuất mẫn cảm nhất, trực tiếp có liên quan đến chiến lược quốc gia. Thường thì người có thể chơi với nguồn năng lượng đều là người có mạng lưới quan hệ rộng và chỗ dựa vững chắc, nếu không ngay cả tư cách gia nhập thị trường cũng không có, cố gắng chen chúc vào bên trong, đó chính là tự tìm cái chết. Dù là như thế, mấy năm nay xã hội Đông Âu thay đổi nhanh chóng, cuộc đấu tranh giữa chính quyền quốc gia và tài chính hoặc để cho những tên đầu sỏ nguồn năng lượng bổ nhào đến tận đáy, cả đời không thể thoát thân được. Nhưng cho tới bây giờ Mikhail vẫn chưa từng bị những chuyện này ảnh hưởng đến. Khi các tập đoàn năng lượng khác cùng phá sản đóng cửa, tập đoàn năng lượng Đức Mễ lại càng thêm lớn mạnh. Cùng với đó, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, mà CEO tập đoàn năng lượng Đức Mễ liên tiếp bị giam vào ngục. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ, ba người cầm lái tập đoàn đều lần lượt ngã xuống, nhưng tập đoàn lại ngày càng lớn mạnh. Người thường thì không thể hiểu được, nhưng những người trong nghề liếc mắt là có thể nhìn ra được. Do người thực sự nắm giữ tập đoàn quá hùng mạnh, mạnh đến mức đến cơ quan nhà nước cũng không có cách nào với ông ta. Người thực sự nắm giữ tập đoàn năng lượng Đức Mễ chính là bá tước Mikhail chẳng qua là nể chút mặt mũi cho vị lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ nhà nước, nên Mikhail mới hy sinh ba CEO của công ty. Nhưng dù cơn lốc chính chỉ có mãnh liệt đến mức nào, thì cũng không dính đến một cọng tóc gáy của Mikhail. Một vị quý tộc chân chính, nắm giữ mạch năng lượng và kinh tế của mấy quốc gia, bỗng nhiên đến lạc già thành khó trách sẽ khiến cả nước đan mạn dao động. Điều khiến tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được chính là, lần này Mikhail đến lạc già thành còn là để đàm phán việc kinh doanh với Phạm Gia mặc dù Phạm Gia là một trong bốn đại gia tộc người Hoa ở Thành Lạc Gia. Ở Thành Lạc Gia xem như cao cao tại thượng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng nếu so với ở nước Đan Mạn thì chỉ là con số không, còn nếu so với cả thế giới thì lại càng không cần thiết phải nhắc tới. So với chùm năng lượng Mikhail căn bản là không ở cùng một đẳng cấp. Ở trong mắt Mikhail, tầng cấp thương nhân như Phạm Anh cũng giống như những người vô danh qua đường vậy. Chính là bởi vì như thế, bá tước lần này lại đại giá đến phạm gia mới khiến người ta hò ẩn to ẩn không nghĩ đến. Theo lý thuyết Phạm Anh có thể tạo quan hệ với công ty Đức Mễ, vậy cho dù Tổ Tông có linh cũng vội vàng chạy đi, bái Sơn Môn. Công ty Đức Mễ phái phó tổng tài ra mặt tiếp đãi Phạm Anh chứ không để giám đốc bộ phận tiếp đãi là đã nể mặt Phạm Anh lắm rồi. Còn việc được Mikhail gặp mặt thì có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Ai ngờ, bá tước tiên sinh chẳng những đồng ý gặp Phạm Anh thậm chí còn đích thân đến thành Lạc Già gặp mặt. Vận khí của Phạm Anh thật sự rất tốt sao. Hơn nữa trong tình hình Phạm Gia công nhiên vạch mặt Hoàng Gia, tranh đấu gay cấn, hành động lần này của Mikhail có thể cho thấy ông ta ủng hộ Phạm Anh và cả Phạm Gia. Điều này khiến cho thiên bình của cạnh tranh sẽ nghiêng về phía Phạm Gia. Có bá tước Mikhail và tập đoàn Đức Mễ làm chỗ dựa, không cần nói đến bang Lạc Già, mà ngay cả tòa ẩn bộ đan mạn cũng không có mấy công ty có thể trở thành đối thủ của Phạm Gia. Tuy nhiên xét thấy thanh danh của bá tước Mikhail và tập đoàn năng lượng Đức mỹ thực sự hiển hách, tuy rằng bá tước đích thân đến thành lạc già, đặc biệt đến vì Phạm Anh. Nhưng nửa ngày đầu tiên mới đến đây, hai bên vẫn chưa có cuộc đàm phán nào mang tính thực chất. Mikhail đã dành thời gian nửa ngày này cho phía chính phủ bang lạc già và nước đan mạn. Những thứ để lấy lệ này cũng phải bận tâm một chút mới được. Sau tiệc tối, bá tước Mikhail tuyên bố hơi mệt, cần nghỉ ngơi nên về phòng của mình trước. Thư ký của ông ta lập tức từ chối tất cả những người muốn vào thăm. Theo bá tước một thời gian dài, các thư ký đều hiểu tính cách của bá tước. Không hề nghi ngờ, vị thân sĩ tao nhã này là một người giàu tình yêu, nhưng đồng thời cũng là một người cố chấp. Một khi ông ta đã quyết định việc gì thì không ai có thể thay đổi được. Các thư ký phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của bá tước. Bất luận ai có ý muốn ông ta thay đổi ý kiến, đều chỉ là phí công mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, những thư ký mà cứ muốn cố gắng làm những việc không nên làm thì đều sẽ bị đuổi việc đối với mikhail tiên sinh ông ta cần người chấp hành chứ không cần người tham mưu lẽ nào trên thế giới này lại còn có người cơ chí hơn mikhail sao đó hiển nhiên là điều không có khả năng nhưng mà thế giới này rất thú vị chỉ cần có quy củ thì sẽ có ngoại lệ cho dù thân phận cao quý như bá tước mikhail cũng có lúc ngoại lệ mikhail cũng ngủ lại ở khách sạn kim mải ngạt nhưng ông ta không ở trong biệt thự bãi biển mà ở phòng dành cho tổng thống thực ra bá tước thích ở biệt thự bãi biển để hưởng thụ cảnh đẹp bãi biển thái bình dương hơn nhưng vì vấn đề an toàn nên vẫn mời bá tước ở phòng dành cho tổng thống thì việc cảnh giới sẽ thuận tiện hơn là một thân sĩ tao nhã bá tước có thể suy nghĩ cho người khác cho dù không nguyện ý nhưng vẫn tiếp nhận sự sắp xếp này trở lại phòng tổng thống vô cùng xa hoa bá tước thay quần áo ngủ rộng thùng thình tựa vào salon màu vàng nhạt Mở ra quyển sách đã cũ, bắt đầu chăm chú đọc Ngò ai dựa đó ẩn của mọi người chính là Mikhail đang xem một quyển sách tiếng hoa cổ Sách được buộc chỉ, chữ phồn thể thẳng tắp, trang giấy khô vàng Những điều này đều chứng minh đây chính xác là một quyển sách cổ chứ không phải là chế phẩm May mà trong phòng không có người ngò ai, nếu không thì họ thật sự sẽ bị chấn động Lọ ai sách cổ này cho dù là người châu Á cũng chỉ có ít người xem hiểu được Chứ đừng nói Mikhail người Đông Âu mắt xanh mũi cao này đây thực sự là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Mikhail xem rất chậm, gần như là nghiên cứu từng chữ từng chữ một. Có thể thấy không phải ông ta không biết chữ phồn thể, mà ông ta xem chậm là bởi vì nội dung cuốn sách này đáng để ông ta nghiên cứu từng chữ một. Khi Mikhail đang mê mẩn đọc, liền bị một âm thanh đánh thức. "Tiên sinh, có khách cầu kiến." Một vị quản gia nhiều tuổi nhẹ nhàng đến trước mặt Mikhail hạ giọng nói. Mikhail buông sách xuống, ngẩng đầu về phía quản gia, mỉm cười nói. Vladimir, chả lẽ ngươi không thấy ta đang đọc sách sao? Vladimir vội vàng nói. Vâng, thưa tiên sinh, tôi biết, nhưng... Không nhưng nhị gì hết, Vladimir yêu quý, bây giờ ta đang nghỉ ngơi, không muốn gặp bất kỳ ai cả. Giọng bá tước vẫn ôn hòa như trước. Nhưng quản gia Vladimir đi theo bá tước đã lâu biết rõ rằng thực ra bá tước đã bắt đầu tức giận. Nhất là khi nghỉ ngơi hoặc đọc sách, bá tước lại càng không thích bị người khác quấy dày. Tuy nhiên, Vladimir vẫn cả gan nói. Thưa ngài, không phải khách của nước này mà là vị khách đến từ phía nam nước láng giềng, một vị tiểu thư xinh đẹp. Khách đến từ phía nam nước láng giềng. Rốt cục thì Mikhail cũng đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, nhìn Vladimir, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên Mikhail chưa từng nghĩ tới ở quần đảo Nam Dương này có thể gặp gỡ khách đến từ phía nam nước láng giềng. Trong suy nghĩ của Mikhail, địa vị của phía nam nước láng giềng quan trọng hơn nhiều so với Đan Mạn. Là một trong đối tượng chủ yếu mà tập đo năng lượng Đức Mễ hợp tác. Đây cũng chính là nước lớn ở phía nam đang trỗi dậy nhanh chóng. Đúng thế, vị cơ tiểu thư xinh đẹp đó chính là bạn cũ của ngài. Là cơ tiểu thư sao? Trên vẻ mặt tái nhợt của Mikhail lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Vâng, chính là cơ tiểu thư. Vladimir cũng mỉm cười đáp đã sớm đó ẩn trước được bá tước tiên sinh sẽ lộ ra vẻ mặt đó, nếu không thì Vladimir tuyệt đối sẽ không dám vào thông báo. Mặc dù ông ta là quản gia mà bá tước tín nhiệm nhất, nhưng cũng không quá tùy tiện đến mức rước họa vào thân. Mời cô ấy vào đi. Mikhail vui vẻ nói. Vladimir lại do dự, hạ giọng nói. Tiên sinh, cơ tiểu thư không đến một mình, cô ấy đi cùng một vị tiên sinh trẻ tuổi nữa, người đó họ tiêu, nghe nói là bạn trai của cơ tiêu thư, hả hai hàng lông mày mikhail nhớn lên điều này có quan hệ gì chứ vladimir trần trờ nói tiên sinh cụ thể là có gì khác biệt tôi cũng không nói được nhưng tôi có cảm giác vị bạn trai của cơ tiểu thư dường như cũng không phải người bình thường ha ha thế sao thế thì thật thú vị nếu đã như vậy ta đây càng muốn gặp vị tiêu tiên sinh đó mikhail liền mỉm cười mắt lóe ra hào quang vâng thưa ngài thấy mikhail đã quyết định Vladimir liền hơi cúi đầu, xoay người đi ra ngoài cửa. chương 483, yêu cầu quá đáng. Cửa chính bằng gỗ lim ở phòng tổng thống dần dần được mở ra, dưới sự dẫn dắt của Vladimir, cơ khinh xa và tiêu phàm chậm rãi đi vào phòng. Mikhail sớm đứng dậy, đứng lặng chờ. Tuy rằng đều là người da trắng, nhưng lại không tùy ý giống những người Mỹ, quý tộc Âu Châu truyền thống đều rất chú ý đến lễ tiết. Dù người đến là ai, nếu đã là người bản thân mình mời vào thì phải tiếp đãi khách khí. Lần đầu tiên nhìn thấy tiêu phàm, Mikhail liền có một loại cảm giác, tiêu phàm và ông ta là đồng loại. Người đàn ông trẻ tuổi phương đông này tư văn hữu lễ, cả người mang phong độ của người trí thức, cử chỉ tao nhãn, hào phóng khéo léo, thậm chí sắc mặt cũng lộ ra sắc khí quý tộc như Mikhail. Tuy nhiên chỉ ngoài điều tương tự này ra, Mikhail cũng không đánh giá đồng loại nữa. Bá tước tiên sinh không nông cạn như thế, Điều khiến Mikhail cảm thán chính là thần sắc trên mặt tiêu phàm rất tốt, tràn đầy tự tin. Chỉ có cao thủ thực sự mới có thể có được sự tự tin như thế này. Một thân sĩ thực sự, hay nói cách khác một người đàn ông thực sự, có hùng mạnh hay không, không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá, bình phán về người đó, mà tự tin cũng là một tố chất tất yếu. Cơ khinh xa xinh đẹp diễm lệ, người mà từng khiến cho Mikhail động tâm, giờ phút này cô đang nhẹ nhàng kéo tay tiêu phàm, trên mặt mang theo nụ cười tao nhã mà kiêu ngạo. Trong khoảng thời gian ngắn, Mikhail thậm chí không nhìn thấy cơ khinh xa, sự chú ý của ông ta đều bị tiêu phàm thu hút. Có thể làm cho người đàn ông hùng mạnh nghiêng ngả, thì chắc chắn đó phải là tuyệt thế giai nhân. Nhưng có thể làm một người đàn ông hùng mạnh chú ý đến, thì đấy chỉ có thể là một người đàn ông hùng mạnh khác. Bá tước tiên sinh, buổi tối vui vẻ. Tiêu phàm đứng cách Mikhail mấy bước, khẽ không người, khẽ cười nói, ánh mắt nhấp nháy, Nhìn Mikhail, đồng tử có chút co rút lại. Rõ ràng là Mikhail cũng khiến Tiêu Phàm chú ý. Có thể khẳng định là sự chú ý đặc biệt này không phải do Mikhail có của cải quyền thế. Trong mắt Tiêu Phàm, mấy thứ này chỉ giống như phù du, không có giá trị gì cả. Cũng phải do thân phận quý tộc và danh hiệu bá tước của Mikhail, Tiêu Phàm không quá để ý những thứ trên danh nghĩa này. Ở châu Á còn rất nhiều hậu duệ hoàng tộc vẫn đang sinh sống tiêu tiên sinh, buổi tối vui vẻ, cơ tiểu thư, đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ? Mikhail lộ ra nụ cười tượng trưng của quý tộc Âu Châu để đáp lễ. Tuy nhiên điều thú vị chính là, khi tiêu phàm dùng tiếng Nga tiêu chuẩn chào hỏi ông ta, Mikhail lại dùng tiếng Hán chuẩn và thành ngữ vô cùng chuẩn xác để đáp lại. Có chút điên đảo rồi. Nhờ tài phú của bá tước, tôi rất khỏe. Hai năm không gặp, phong thái của tiên sinh vẫn như trước, thật đáng mừng. Cơ khinh xa lại dùng những thành ngữ lưu loát trả lời ông ta, cười nói tự nhiên, tuyệt đối không sợ người Đông Âu này không nghe rõ. Người này tinh thông hoa hạ, điều này cơ khinh xa sớm đã biết. Cơ khinh xa và Mikhail gặp mặt cách đây 2 năm, lúc đó Mikhail lấy thân phận cá nhân đến châu Á du lịch. Thực tế là đi đàm phán bí mật về ngành sản xuất năng lượng cao tầng ở châu Á. Điều trùng hợp chính là, lúc ấy tập đoàn cơ thị cũng bắt đầu tiến quân vào ngành sản xuất năng lượng nhờ một vị quan lớn dắt mối cơ khinh sa và mikhail đã trực tiếp gặp mặt hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ nhanh chóng ký hợp đồng hiện tại tập đoàn cơ thị triển khai hợp tác toàn diện với một công ty con của tập đoàn đức mễ tại khu vực tây á xem xét một cách tỉ mỉ thì cơ khinh sa và mikhail quan hệ đối tác hơn nữa hợp tác rất vui vẻ lúc đó mikhail tinh thông văn hóa hoa hạ khiến cơ khinh sa vô cùng giật mình Người quý tộc ngoại quốc mắt xanh mũi cao này rất am hiểu văn hóa lịch sử Hoa Hạ, hơn nữa còn am hiểu hơn rất nhiều so với đa số người Hoa Hạ. Ha ha, cảm ơn lời khen của Cơ tiểu thư. Cơ tiểu thư, mời qua bên này ngồi. Tiêu tiên sinh, tôi và Cơ tiểu thư là bạn bè cũ nên khá tùy ý, mong Tiêu tiên sinh không phiền lòng. Mikhail vô áo ngủ trên người, khẽ cười nói. Mặc áo ngủ tiếp khách, đương nhiên là trái lại với lễ tiết của quý tộc châu Âu truyền thống. Tuy nhiên dù sao thì thời đại cũng không giống nhau nhất là lại ở khách sạn thời gian riêng tư thì càng không nên so đo chuyện này bá tước tiên sinh khách khí rồi tiêu phàm cũng rất tao nhã lễ độ lập tức ba người phân khách chủ ngồi vào chỗ của mình vladimir đích thân dân trà xanh và cà phê lặng lẽ lui sang một bên khoanh tay đứng hầu tiêu tiên sinh tôi vô cùng ngưỡng mộ lịch sử văn hóa châu á tuy nhiên xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng Tiêu tiên sinh là vị thân sĩ chân chính số một của hoa hạ mà tôi được gặp. Mikhail nói rất nghiêm túc. Bá tước tiên sinh quá khen rồi. Sau khi hai bên nói chuyện mấy câu, cơ khinh xa khẽ cười nói. Bá tước tiên sinh, tôi thực sự không nghĩ tới ngài sẽ đại giá quang lâm tới thành lạc già. Mikhail cười nói. Không phải cơ tiểu thư cũng đến đây sao? Cơ tiểu thư và tiêu tiên sinh không phải đến đây để du lịch chứ? Thành lạc già vốn là thánh địa du lịch, tôi và bạn trai đến đây để hưởng thụ thế giới của hai người, không phải là rất hợp lý sao? Mikhail liền cười, lại không nói gì nữa. Hiển nhiên là câu nói này của cơ khinh xa không nhận được sự đồng thuận của bá tước tiên sinh. Tất nhiên cơ khinh xa có thể cùng bạn trai đến bờ biển Nam Dương hưởng thụ thế giới của hai người. Sau đó lại may mắn gặp được Mikhail ở đây, nhưng Mikhail không tin đây chỉ là trùng hợp. Bá tước tiên sinh, điều gì đã khiến ngài bỗng nhiên lại hứng thú đến nơi hẻo lánh này vậy? Mikhail mỉm cười nói. Cơ tiểu thư là người trong nghề, nên biết, hiện tại, ngành sản xuất năng lượng toàn cầu đang cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Khu vực xung quanh quần đảo Nam Dương có nguồn dự trữ năng lượng vô cùng phong phú, trong tương lai có khả năng sẽ trở thành nơi cung ứng năng lượng lớn nhất thế giới. Hiện tại chọn nơi này, có thể tương lai sẽ có tác dụng quan trọng. Cơ khinh sa nhẹ nhàng cười, nói. Bá tước tiên sinh, tôi hoàn toàn đồng ý ngài phân tích viễn cảnh nguồn năng lượng quần đảo Nam Dương, cũng vô cùng khâm phục bá tước nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên dự án hợp tác quan trọng như vậy, ngài không thấy là Phạm Anh Tiên sinh hình như không đủ tư cách sao. Khai thác nguồn năng lượng, cho tới bây giờ đều là đại chiến lược của quốc gia, thương nhân bình thường sao có thể tham dự vào được. Tập đoàn cơ thị sở dĩ có thể hợp tác với tập đoàn nước Mỹ thực ra chính là hình thức kéo dài chiến lược quốc gia nào đó. Nguồn năng lượng dự trữ ở khu vực Tây Á vẫn là tiêu điểm chú ý của cả thế giới không biết có bao nhiêu ánh mắt cảnh giác không ngừng chú ý vào mảnh đất hoang vu ở Tây Á kia. Chú ý vào lượng dầu mỏ, khí thiên nhiên và than đã trôn vùi dưới mảnh đất đó. Chiến lược Tây Tiến của châu Á đã bị nước lớn ở phương Tây áp chế quấy nhiễu. Quan hệ hợp tác, thân mật khăng khít trong lĩnh vực nguồn năng lượng giữa hai nước lớn ở khu vực Viễn Đông là điều mà các nước lớn phương Tây không muốn nhìn thấy. Ở dưới tình huống như vậy, cho dù có tâm cùng với châu Á hợp tác, bên ngoài lực cản to lớn, cũng là khó có thể tưởng tượng. Vì thế cơ khinh xa dũng cảm đứng ra, vượt qua một vị quan lớn, biểu thị việc đồng ý dựa vào hình thức dân gian cùng triển khai hợp tác với tập đoàn Đức Mễ, cũng coi như là có tác dụng tìm tòi trước khi hành động. Đợi sau khi hợp tác một thời gian, sẽ tìm kiếm quy mô đột phá hơn. Tương đối mà nói, như vậy khá cơ mật, không đến mức khiến cho nước lớn phương Tây chú ý và bất an. Nếu không có bối cảnh lớn, hoàn cảnh lớn thì cho dù mạng lưới tập đoàn cơ thể có rộng thế nào đi nữa, cơ khinh xa có năng lực thế nào đi nữa, thì cũng không thể chen chân tiến vào lĩnh vực nguồn năng lượng được. Ở nước Đan Mạn, Phạm Anh và Phạm Gia còn chưa lên được bàn tiệc. Tập đoàn Đức Mễ và Phạm Gia hợp tác, thử tiến hành khai thác nguồn năng lượng, thật sự giống như là trò chơi tập làm người lớn, khiến người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Phạm Anh dựa vào cái gì đi thuyết phục các chính khách trong chính phủ Đan Mạn, trừ phi ma cưu đại quốc sư đồng ý ra mặt. Nhưng mà trong lịch sử, nước Đan Mạn có rất ít hàng đầu sư ra mặt can thiệp sự vụ chính phủ. Dường như giữa tất cả hàng đầu sư đều tạo thành quy củ bất thành văn nào đó, hàng đầu sư sẽ không can thiệp. Phạm Anh có thể dùng viên đạn bọc đường, dùng tiền vàng Mỹ nữ thu phục Gino, cũng không thể áp dụng với ma cưu đại quốc sư được. Dựa vào thân phận và uy vọng của ma cưu đại quốc sư, nếu ông ta muốn tận tình thanh sắc khuyển mã, còn phải cần tới Phạm Anh đến cung phụng sao Toàn bộ thổ dân bang lạc già đều đã cam tâm tình nguyện cung phụng Đệ nhất hàng đầu sư Vì thế nói, hành động lần này của Mikhail thật sự rất kỳ lạ Đối với nghi vấn này của cơ khinh sa Mikhail cười không đáp, hỏi ngược lại Cơ tiểu thư, nếu đã gặp lại ở đây thì coi như là có duyên Cô có cần tôi giúp gì không Không thể nghi ngờ, Mikhail nhìn ra được Tiêu Phàm và Cơ Khinh Sa lần này đặc biệt đến nhà thăm hỏi, tuyệt đối không dừng lại ở việc ôn chuyện, chắc chắn có việc quan trọng nào đó. Bá tước tiên sinh, quả thật chúng tối có một yêu cầu hơi quá đáng. Cơ Khinh Sa cũng không khách khí, lập tức gật đầu nói. Mikhail khẽ mỉm cười, nói. Mời cơ tiểu thư nói. Cơ khinh xa trực tiếp nói. Ngày mai, bá tước tiên sinh muốn đích thân gặp mặt phạm anh tiên sinh, chắc sẽ nói chuyện hợp tác chi tiết tôi hy vọng bá tước có thể cho tôi thêm vào những người sẽ đi cùng bá tước hả hai hàng lông mày mikhail hơi nhớn lên cảm thấy kinh ngạc dường như không ngờ đến là cơ khinh sa lại đưa ra yêu cầu như vậy vladimir khoanh tay đứng hầu bên cạnh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc bá tước tiên sinh yên tâm tôi chỉ cần lộ mặt trước phạm anh tiên sinh tuyệt đối sẽ không làm phiền hai người đàm phán điều này tôi có thể cam đoan cơ khinh sa rất trịnh trọng nói Mikhail liền cười, ánh mắt thâm thúy chậm rãi lướt qua tiêu phàm và cơ khinh xa, một bộ dạng đầy hứng thú. Tiêu phàm cũng cười, bưng lên cốc trà xanh thơm ngát, nhẹ nhàng uống một ngụm, vẻ mặt thản nhiên. Được, không thành vấn đề, tôi đồng ý. Mikhail cũng không do dự lâu, lập tức liền gật gật đầu, sảng khoái nói, căn bản sẽ không hỏi tại sao cơ khinh xa phải làm như vậy. Cảm ơn bá tước tiên sinh. Cơ khinh xa cười tươi như hoa chương 484, yêu quái. Tiên sinh, tại sao ngài phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ? Đợi sau khi tiêu phàm và cơ khinh xa rời đi, cửa chính buồng tổng thống bằng gỗ lim nặng nề chậm rãi khép lại. Vladimir nhìn Mikhail không hiểu hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt. Rõ ràng, cơ tiểu thư đối với Phạm Anh không có ý xấu. Vladimir nói ra lo lắng của chính mình. Tất cả mọi người đoán ý đồ đích thực của lần này Mikhail đến thành lạc giả, vladimir không cần đoán cũng biết rất rõ ràng qua nhiều năm như vậy tất cả mọi bí mật bá tước tiên sinh đều không gạt anh ta anh ta là nô bộc trung thành nhất của bá tước tiên sinh mikhail không vội trả lời hai tay để sau lưng chậm rãi đi qua đi lại trong phòng khách rộng lớn vladimir chẳng lẽ ngươi không có cảm giác cơ khinh xa và vị tiêu tiên sinh kia không phải người bình thường sao sau một lát mikhail dừng bước liếc nhìn vladimir nói chậm rãi vladimir nghi ngờ nói tiên sinh ý ngài nói là mikhail lại lắc đầu nói chỉ là ta có cảm giác như vậy người này không đơn giản tốt nhất là không nên đối chọi với hắn vladimir nói nhưng mà tiên sinh phạm anh là đối tượng sau nhiều lần chúng ta cân nhắc lựa chọn từ người này có lẽ có thể cởi bỏ bí mật thực sự của hàng đầu thuật nam dương nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này muốn lựa chọn một đối tượng thích hợp e rằng sẽ gặp nhiều trắc trở mikhail chậm rãi nói vladimir ngươi nên biết hành động lần này của chúng ta vẫn chưa được hội trưởng lão trao quyền đám lão già thông thái dởm kia đối với bất luận tư duy có tính sáng tạo nào đều tuyệt đối không dễ dàng khoan nhượng cho nên hành động lần này tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn nếu không tha hủy bỏ hành động cũng không thể miễn cưỡng làm việc một khi xảy ra ngoài ý không biết phải phí bao nhiêu tinh lực để đi ứng đối với chất vấn và chỉ trích của đám lão già kia nếu cơ khinh xa và tiêu phàm theo dõi Phạm Anh, như vậy chúng ta nhất định phải phải ngưng hẳn hành động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thực sự nếu như không có phát sinh bất ngờ, lại suy xét khôi phục hành động. Người hiểu không, Vladimir dường như vẫn có chút không cam tâm, ngẫm nghĩ một chút, nói. Tiên sinh, vì sao chúng ta không suy xét khiến cơ khinh xa và tiêu phàm rời khỏi đây? Nơi này không phải Hoa Hạ Quốc, mà là Đan Mạn Quốc, thậm chí đều không cần chúng ta đích thân ra mặt, chỉ cần nói một tiếng với cái gã Phạm Anh kia là được rồi. Tin tưởng gã có cái năng lực đó, quan hệ giữa gã và lãnh đạo cục cảnh sát Thành Lạc Già vô cùng tốt. Trước khi Mikhail đến Thành Lạc Già, đám người Vladimir đã điều tra rõ ràng lai lịch của Phạm Anh. Nếu không bá tước tiên sinh làm sao có thể đích thân giá lâm đến vùng thiếu văn minh man di này? Căn cứ tin tình báo cho biết, hiện nay Phạm Anh là người hoa có quyền thế nhất ở Thành Lạc Già. Không thể Mikhail quả quyết nói không chút khách khí, bác bỏ đề nghị của Vladimir, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Vladimir, người quá xem thường bọn họ rồi, nhất là tiêu phàm, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng của ngươi. Mặc dù Phạm Anh là đầu sỏ cường hào ác bá ở địa phương, nhưng muốn đối phó với tiêu phàm, vậy thì còn kém xa lắm. Bởi như vậy, đối với kẻ địch mà chúng ta không hiểu rõ, thì không cần phải làm như thế mikhail vẫn chưa nói cho vladimir biết anh ta cảm nhận được sự uih iota ép nào đó cực kỳ mãnh liệt trên người tiêu phàm mikhail tin rằng tiêu phàm hoàn toàn có khả năng uih iota ép đến an toàn của bọn họ mikhail không thể nhận biết rõ loại uih iota ép này đến từ bản thân tiêu phàm hay đến từ vật phẩm mang theo người của hắn nhưng bất kể là lý do gì thì mikhail cũng không muốn mạo hiểm không những mikhail vô cùng không muốn mạo hiểm mà còn phải xem mạo hiểm có tất yếu hay không Vladimir, người hãy nhớ kỹ, những thứ khác không nói, nhưng thời gian, chúng ta có rất nhiều. Vâng, tiên sinh, mắt thấy Mikhail đã quyết tâm, Vladimir liền không dám bướng bỉnh nữa. Mikhail ngồi xuống sofa, cầm lấy quyển sách cổ buộc chỉ đặt dưới đệm xem khá hứng thú. Vừa rồi sau khi tiêu phàm và cơ khinh xa vào cửa, Mikhail đem bản sách cổ hán ngữ buộc chỉ tùy tay đặt ở dưới gối trên sofa lớn, không để cho ai phát hiện, không biết là vô tình hay cố ý tiên sinh, vậy ngày mai thương lượng. Cứ theo lẽ thường tiến hành, hành động sau đó tạm thời dừng lại. Vâng, Vladimir kính cẩn đáp lại, thấy Mikhail không dặn dò gì khác liền khoanh tay lui ra ngoài. Không khí bên trong buồng tổng thống trở nên căng thẳng, không khí bên trong chiếc xe Mercedes-Benz đang dưới bãi đỗ xe ngầm của khách sạn Kim Hải Ngạn cũng cô dễ chịu. Sau khi tiêu phàm và cơ khinh xa ngồi vào trong xe Mercedes-Benz, thật lâu cũng chưa hề di chuyển. Xe này là hoàng gia tạm thời cho tiêu phàm và cơ khinh xa mượn dùng, nhìn không mới không cũ, nên không làm cho người khác chú ý. Đêm nay, phạm nhạc không đi theo, cơ khinh xa tự mình làm lái xe. Cơ khinh xa từng du học tại thành phố này hơn 3 năm, nên đối với thành lạc già vô cùng quen thuộc. Ban đầu cơ khinh xa vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường, chỉ có điều sau khi một mực yên lặng theo sau tiêu phàm rời khỏi buồng tổng thống, bước chân cũng nhanh hơn 3 phần. Vừa ngồi vào bên trong xe, Tiêu Phàm lập tức cầm trong tay mai rùa trắng như tuyết, Huyền Vũ Giáp là một trong ba bảo vật trấn giáo vô cực môn. Tiêu Phàm cầm Huyền Vũ Giáp trong lòng bàn tay, hai mắt khép hờ, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc. Cơ Khinh Sa giật mình kinh hãi, theo bản năng dừng động tác trong tay lại. Không hề nghi ngờ Tiêu Phàm đang tiến hành kết nối nào đó cùng bảo vật. Qua thời gian uống một chén trà, Tiêu Phàm chuyển hướng sang Cơ Khinh Sa thấp giọng hỏi. "Khinh Sa, cô nói ban đầu là lý bá bá giới thiệu cho cô biết mikhail cơ khinh sa càng kinh ngạc khẽ gật đầu một cái vị lý bá bá mà tiêu phàm vừa nhắc tới chính là quan lớn lúc trước thúc đẩy quan hệ hợp tác của cô với mikhail trước kia cơ khinh sa cũng không hề nghe nói giữa lý bí thư và tiêu gia có quan hệ chặt chẽ nhưng theo xưng hô của tiêu phàm với ông ta có thể đoán được mạng lưới tình báo của cô có sự tăng cường theo tính cách của tiêu phàm với quan hệ bình thường thì Tiêu Phàm sẽ không gọi Lý Bá Bá. Tuy nhiên hiện tại Cơ khinh sa chú ý thấy rõ ràng không phải vậy. Hai hàng lông mày Tiêu Phàm lại nhăn lại, nhẹ giọng nói ra. Nói như vậy, mọi người đều chẳng hay biết gì rồi. Tiêu Phàm, rốt cuộc là thế nào, anh khiến cho tôi thấy khẩn trương rồi đấy." Cơ khinh sa vội vàng nói. Ở trong ấn tượng của mọi người, thì bất kể khi nào Cơ khinh sa đều điềm tĩnh trầm ổn dường như không có nửa chút dính dáng với từ khẩn trương này thậm chí biết rõ tiêu phàm muốn đối phó chính là đại quốc sư ma cưu cơ khinh xa cũng không chút do so dự đi theo tiêu phàm nhưng bây giờ cũng bị tiêu phàm khiến cho có chút khẩn trương chẳng lẽ mikhail bá tước có gì không ổn tiêu phàm lắc đầu nói cô không cảm thấy mikhail không giống với người thường sao còn có vladimir nữa một vị thân sĩ rất tao nhã thật ra tôi không có cảm giác gì đặc biệt Cơ khinh xa trầm ngâm nói. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười tươi, lập tức kiềm chế nói. Đương nhiên rất tao nhã rồi, sống lâu như vậy, còn cái gì chưa trải qua, cơ khinh xa lập tức liền bị mê hoặc nói. Bá tước hẳn là không quá lớn tuổi đúng không? Với bộ dạng đó, tôi đoán nhiều nhất khoảng 40 tuổi. Đó là bề ngoài của anh ta, cô hãy cẩn thận ngẫm lại thời điểm 2 năm trước cô và anh ta gặp mặt, có phải anh ta giống như hiện tại không, có chút thay đổi nào không? hai năm trước hình như lúc đó và hiện tại giống nhau như đúc nhưng như vậy không phải rất bình thường sao bình thường đàn ông đang tuổi trẻ thời gian một hai năm sẽ không nhìn rõ sự thay đổi nào cơ khinh xa càng bị mê hoặc thêm tiêu phàm chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết mikhail là một yêu quái lời này ít nhiều mang tính chất vui đùa tiêu phàm quay đầu nhìn sang nhẹ giọng nói chẳng lẽ cô cho là anh ta không phải sao lần này cơ khinh xa thật sự ngây dại kinh ngạc nhìn tiêu phàm, nửa ngày nói không ra lời, vẻ mặt không dám tin. Tiêu phàm, anh nói đùa sao? Cái này, điều này sao có thể? Sau khi chố mắt thật lâu, cơ khinh xa mới cười khổ, vừa nói vừa lắc đầu. Là một vị thuật sư trình độ cao, truyền nhân dòng chính phái Hà Lạc, cơ khinh xa gặp qua tình hình quỷ dị nhiều hơn hẳn người bình thường. Nhưng lời này của tiêu phàm vẫn là vượt qua tầm hiểu biết của cô. Yêu quái, nhất là Mikhail, anh Tuấn tao nhã như vậy, nhưng Tiêu Phạm lại không giải thích, khẽ nói chặn phủ đầu. Khinh Sa, ngày mai tôi với cô sẽ cùng nhau hành động. Nhưng vừa rồi chúng ta đã nói với Mikhail, chỉ có tôi cùng anh ta gặp mặt. Tạm thời lại thay đổi, chỉ sợ Mikhail sẽ không đồng ý. Hơn nữa cũng rất dễ khiến cho Phạm Anh ngờ vực vô căn cứ. Đó cũng không là một người dễ đối phó. Cơ Khinh Sa nhíu mi nói, không sao, tôi sẽ không công khai lộ diện. Vừa rồi Mikhail đã nói cho bọn hắn biết ngày mai sẽ tại khách sạn Kim Hải Ngạn cùng Phạm Anh chính thức tiến hành hội đàm, nếu đàm phán thuận lợi, mới suy xét đến nhà Phạm Anh làm khách. Nghe nói đây cũng là tập tục tôn trọng của người Hoa, người Hoa cho rằng có thể đến nhà làm khách, mới thực sự coi là bằng hiếu. Xét thấy thân phận Mikhail tôn quý, ngày mai khẳng định khách sạn Kim Hải Ngạn sẽ được đề phòng nghiêm ngặt, tuy nhiên cũng không có gì khó, cảnh giới có nghiêm ngặt đến đâu đối với tiêu phàm cũng chỉ là thùng rỗng kêu to tiêu phàm muốn ở cách đó không xa, theo dõi, hội đàm lần này, thì chắc chắn không có người nào có thể ngăn cản được. Tiêu phàm, chúng ta có phải hơi cẩn thận quá không? Cơ khinh xa rất huyền chuyển đưa ra, kháng nghị, cô thật sự còn có chút không thể hiểu được cái tiêu phàm gọi, yêu quái cuối cùng là gì. Nghe ý tứ trong lời nói tiêu phàm, thì Mikhail và Vladimir đều là, lão yêu quái, sống thời gian đặc biệt dài. Điểm này cơ khinh xa hoàn toàn không thể hiểu được. Chẳng lẽ trên trái đất này thật sự tồn tại sinh vật siêu tự nhiên? Hơn nữa, tập đoàn cơ thị và tập đoàn đức mễ hợp tác nhiều năm trên thương trường, bởi vậy cơ khinh xa không muốn khiến cho Mikhail không vui, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tiến triển quan hệ hợp tác của hai tập đoàn. Quyết định như vậy đi, cô sau này hãy ít tiếp xúc với Mikhail. Tiêu phàm lắc đầu nói kiên định, giọng điệu không thể nghi ngờ, thậm chí vô cùng võ đoán. Nhưng, khinh xa... Trước mắt cứ như vậy đi, chuyện này về sau tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. Chương 485, cảm bẫy. Đứng trước Ngọc Dương Quan tường đỏ ngói xanh duyên dáng sang trọng, trong lòng Phạm Anh hiện lên một chút do dự. Nếu như nói, một số nơi ở thành Lạc Già, Phạm Anh tương đối kiêng kỵ, thì Ngọc Dương Quan cô nghi ngờ là một trong số đó, thậm chí xếp ở vị trí đầu tiên. Bởi vì trụ trì chân nhân nguyên thành tử của Ngọc Dương Quan là thúc phụ của Hoàng Thanh Vân. Phạm Anh cũng từng muốn có quan hệ tốt với Nguyên Thành Tử, nhưng đã nhanh chóng từ bỏ. Mối quan hệ máu mủ trời sinh dĩ nhiên ông ta không thể thay đổi. Hơn nữa có sư phụ đại hàng đầu sư Jinno làm chỗ dựa với tấm biển lớn, phái bất cổ, việc có quan hệ tốt với Nguyên Thành Tử cũng không còn quan trọng. Nhưng vì bảo đảm đạt được mục đích, ngày thường Phạm Anh tuyệt đối không bước vào Ngọc Dương Quan một bước. Bản thân là truyền nhân ngoại môn của Tiên Thiên Huyền Công Ngọc Dương Quan. Trước kia Phạm Anh từng ở Ngọc Dương Quan, đối với Ngọc Dương Quan biết rõ hết thảy. Chính là bởi vì như vậy, sau khi Phạm Anh gia nhập trở thành hàng đầu sư, trái lại không hề đặt chân đến Ngọc Dương Quan nữa. Càng đi sâu nghiên cứu hàng đầu thuật thì càng kiêng kỵ với Ngọc Dương Quan. Đạo thuật bên trong có rất nhiều thủ đoạn cũng giống như hàng đầu thuật, làm người ta khó phòng bị. Nhưng hôm nay là Phạm Anh bị bắt buộc phải đến Sa tiểu thư là trợ lý đặc biệt của bá tước tiên sinh Mikhail muốn đến tham quan Ngọc Dương Quan một chút, mời Phạm anh cùng đi. Trợ lý đặc biệt của bá tước tiên sinh là một vị tiểu thư hoa kiều xinh đẹp, khiến Phạm anh hơi bất ngờ. Hơn nữa ngày hôm qua khi hoan nghênh bá tước tiên sinh, cô Sa tiểu thư này cô có lộ diện. Nhưng đó không phải điều quan trọng, mà điều quan trọng là bá tước tiên sinh Mikhail đối với Sa tiểu thư vô cùng coi trọng. Điều này Phạm anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Với vị sa tiểu thư vô cùng xinh đẹp này mà nói, gần như trong lòng Phạm Anh lập tức liền kết luận quan hệ thực tế của sa tiểu thư và bá tức tiên sinh tuyệt đối không đơn giản, có lẽ bọn họ trên thực tế chính là người yêu. Nếu thân phận của sa tiểu thư quan trọng như thế, như vậy đối với mọi yêu cầu của cô ấy, Phạm Anh đều phải thỏa mãn. Bản thân một cô gái hoa kiều muốn đi tham quan một chút đạo quán Ngọc Dương Quan lớn nhất thành Lạc Gia, thật sự rất bình thường. Phạm Anh hoàn toàn không thể cự tuyệt. Đương nhiên nếu thận trọng một chút, Phạm Anh cũng có thể mượn cớ thoái thác, để cho người khác cùng đi tham quan Ngọc Dương Quan với Sa Tiểu Thư, tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ có vẻ thiếu thành ý. Nếu chẳng may khiến Sa Tiểu Thư không vừa lòng, việc hợp tác cùng tập đoàn nước Mỹ có thể nói là nước dội lá khoai. Chuyện này tuyệt đối không thể đùa được, liệu trước có Zino làm chỗ dựa, các đạo sĩ ở Ngọc Dương Quan cũng không dám đối xử với mình không tốt. Hơn nữa, tin tình báo từ bên trong, tuyến nhân, cũng cho thấy, Nguyên Thành Tử và mấy tên đạo sĩ lợi hại nhất vẫn ở Hoàng Phủ, chưa trở về Ngọc Dương Quan. Điều này khiến lo ngại của Phạm Anh hoàn toàn được chút bỏ. Dựa vào trình độ của mình về mặt hàng đầu thuật và võ thuật, chỉ cần không phải Nguyên Thành Tử đích thân ra tay, những người khác của Ngọc Dương Quan không đáng cho Phạm Anh để mắt. Ngọc Dương Quan cách Phạm Phủ cũng không quá xa, thực sự có điều gì bất chắc, chỉ cần mình chống đỡ một lát, sư phụ Gino có thể chạy tới, cứu giá. Nghĩ như vậy, phạm anh liền hoàn toàn yên tâm mỉm cười đối với vị mỹ nữ bên cạnh nói sa tiểu thư mời vị sa tiểu thư phong thái thanh nhã hoa nhường nguyệt thẹn này dĩ nhiên là là cơ khinh xa rồi mặc dù đánh giá của tiêu phàm đối với mikhail khiến cơ khinh xa không ngờ nhưng bá tước tiên sinh không hổ là thân sĩ nổi danh lời nói gói vàng đồng ý chuyện của cơ khinh xa cuộc họp mặt đàm phán với phạm anh buổi sáng mặt ngoài giới thiệu cơ khinh xa một cách coi trọng trong quá trình hội đàm Mikhail thỉnh thoảng thấp giọng trưng cầu ý kiến của Sa Tiểu Thư. Những chi tiết này có thể thấy được Sa Tiểu Thư cũng là nhân vật tôn quý trong tập đoàn nước Mễ, giống bá tước tiên sinh. t r u e n c u a t u -i n e t Thành công treo lên khẩu vị của Phạm Anh. Thế cho nên cơ khinh Sa chẳng qua chỉ thuận miệng nói muốn thăm quan Ngọc Dương Quan, Phạm Anh liền lập tức nhận lời, vui lòng đích thân cùng đi với Sa Tiểu Thư. Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ là thấu hiểu sự đời đều là học vấn, tình người từng trải thức bài văn. Tiêu Phạm nói: Mikhail In sống thời gian rất dài, quả nhiên thật sự thạo đời về tình nghĩa. Phạm Tiên Sinh mời Cơ Khinh Sa khẽ cười bước vào Ngọc Dương Quan. Thật ra Cơ Khinh Sa rất quen thuộc với Ngọc Dương Quan. Mấy năm trước du học ở Thành Lạc Già, cô là khách quen của Ngọc Dương Quan, bởi vì Phạm Nhạc giúp đỡ khơi thông, cô thậm chí có thể tùy tiện ra vào tàng kinh các của Ngọc Dương Quan. Xem các loại sách cổ. Tuy nhiên hiện tại cơ khinh xa đương nhiên là cải trang, so với cơ khinh xa năm đó khác nhau rất lớn. Mắt thấy cô gái này thước tha đi ở phía trước, trong mắt Phạm Anh lé lên một chút lửa bản quyền võ y gờ. Thật không hổ là tuyệt đại báu vật, khó trách Mikhail đều phải lấy lòng cô. Phụ nữ như vậy, trái tim của người đàn ông nào có thể không động lòng chứ? Là gia viên tinh thần của người Hoa ở thành Lạc Già, quy mô Ngọc Dương quan cực kỳ to vượt xa, vô trần quan, ở vùng ngoại ô thành phố Nam Phương. Đình đài lầu các liền nhau không dứt cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Phạm Anh liền ân cần giới thiệu cho cơ khinh xa xem bố cục bên trong cùng với công dụng của mỗi một tòa cung điện. Cơ khinh xa từ đầu đến cuối vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, không biết vô tình hay cố ý dẫn dắt Phạm Anh đi đến hướng hậu viện. Ngoài mặt, sạt tiểu thư không thích huyên náo lắm. Ngọc Dương Quan không chỉ là một tòa đạo quán, mà còn là một điểm du lịch nổi tiếng của thành Lạc Già. Du khách đến thành Lạc Già du lịch đều sẽ sắp xếp hành trình để đi thăm Ngọc Dương Quan, nên giá vé vào cửa khá đắt. Nhưng Ngọc Dương Quan cho vào xem chỉ ở khu vực tiền viện và một phần nhỏ xung quanh, hậu viện không phải nơi du khách tùy tiện ra vào. Vì vậy du khách đều tập trung ở tiền viện, hậu viện liền hiển nhiên vô cùng thanh tĩnh. Cũng không biết là nguyên nhân gì, chỗ hành lang gấp khúc và chỗ cửa hậu viện không có đạo sĩ gác, cửa rộng mở Tơ khinh xa cứ như vậy đi vào không gặp bất kỳ ngăn trở nào. Phạm Anh tự nhiên càng sẽ không can ngăn. Nói cho cùng, hậu viện cũng chỉ là khu sinh hoạt, không phải nơi cấm thực sự gì. Nếu xa tiểu thư dạo chơi đến nơi này, Phạm Anh dĩ nhiên cũng không làm cô mất hứng thú. Ở hậu viện Ngọc Dương quan ưu tính và đi qua mấy con đường mòn vòng quanh dần dần cách xa tiền viện ồn ào náo động tranh cãi ẩm ý, gió lạnh phơ phất làm người ta hết sức vui vẻ thoải mái. Cơ khinh xa tùy ý đi vào một gian phòng cửa hơi khép, dường như là một gian phòng trà. Phòng trà âm u, mát mẻ, có một gã trí thức trẻ tuổi, cả người phong độ đang cùng một vị đạo sĩ ngồi ở chỗ kia thưởng thức trà. Trên bàn gỗ đen xì trước mặt bày một bàn cờ, hai người một bên thưởng thức trà một bên chơi cờ rất nhàn nhã tự tại, tựa như người trong bức họa. Có một gã đàn ông khác đứng phía sau vị đạo sĩ, đang đứng xem chơi cờ. Nhìn thấy bóng dáng cao ngất của người đàn ông này, Phạm Anh không khỏi hơi sững sờ, trong đầu nảy lên một dự cảm không rõ ràng. Bóng dáng này rất quen thuộc. Chỉ có điều trong lúc này, Phạm Anh cũng không có thời gian để do dự. Sa Tiểu Thư đã đi vào rồi, Phạm Anh chỉ có thể đi theo vào cửa. Lâm Thành Đạc và một vị tùy tùng của Sa Tiểu Thư cũng cùng nhau vào cửa. Bởi vì Sa Tiểu Thư không thích điều động binh lực, chuyến thăm quan lần này chỉ có bốn người bọn họ. Nhưng mà càng đi vào trong sự cảm không rõ ràng trong lòng phạm anh lại càng cao hai mắt gắt gao nhìn chăm chú bóng dáng người đàn ông trẻ tuổi đang đánh cờ tốc độ suy nghĩ trong đầu cực cao tuy rằng vẫn không nhớ nổi người này rốt cuộc là ai phạm anh cũng đã có thể khẳng định người này và gã có quan hệ tuyệt đối không giống bình thường cũng may nghi hoặc như vậy không kéo dài quá lâu người đàn ông trẻ tuổi nhã nhận đang cùng đạo sĩ chơi cờ đã nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười đứng dậy thản nhiên nói phạm tiên sinh đến rồi sao Phạm Anh chợt dừng bước, hai hàng lông mày bỗng nhiên dương lên, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Trong lúc này, Phạm Anh cũng đã biết chính mình đã rơi vào trong cạm bẫy nào đó. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, gã ta vẫn có chút mê muội, rất khó liên hệ cái bẫy này với tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn Đức Mễ và bá tước Mikhail nếu như nói bá tước mikhail từ châu âu xa xôi chạy tới nơi này là đặc biệt để đối phó với gã ta chính phạm anh cũng sẽ không tin mặc dù gã ta rất tự tin nhưng cũng chưa tới nông nỗi ngạo mạn điên cuồng biết mình mạnh yếu ra sao còn xa mới đủ tư cách kia trong lúc này khẳng định có nhiều chỗ không bình thường nhưng hiển nhiên phạm anh đã không có thời gian để nhận ra kỹ càng chân tướng của cái bẫy này người đàn ông nhã nhận trẻ tuổi chưa trả lời câu hỏi của gã ta Lão đạo sĩ ngồi đối diện chơi cờ cùng với người đàn ông đứng xem chơi cờ kia cũng đã xoay người lại đối mặt với Phạm Anh. "Là ngươi?" Sắc mặt Phạm Anh lập tức thay đổi lớn, chợt lui về phía sau. Bóng dáng người đàn ông đứng xem chơi cờ vô cùng quen thuộc, chính là Phạm Nhạc. Một người mà Phạm Anh vốn cho là đã chết bỗng sờ sờ đứng ở trước mặt gã ta, sao không khiến cho Phạm Anh sợ đến vỡ mật được đây? Về phần vị lão đạo sĩ chơi cờ kia dĩ nhiên là trụ trì chân nhân hiện tại nguyên thành tử của Ngọc Dương Quan. Căn cứ vào tin tức mà Phạm Anh lấy được, nguyên thành tử lúc này hẳn là đang ở lại trong hoàng phủ, như thế nào bỗng nhiên xuất hiện ở Ngọc Dương Quan. Trong lúc nhất thời, trong đầu Phạm Anh ầm ầm rung động, hoàn toàn không xử lý suy tư pháp chính thông thường. Nhưng mà bản năng nói cho Phạm Anh biết, nơi này vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể ở lâu. Ngay sau đó, Phạm Anh không nói hai lời, chân lùi lại một chút thân mình giống như tên rời cung, lao ra ngoài cửa. Giống như Phạm Nhạc, Phạm Anh cũng là đệ tử tục gia của Ngọc Dương Quan, truyền nhân dòng chính, tiên thiên huyền công, phái long môn. Theo Phạm Nhạc nói, thiên phú luyện võ của Phạm Anh còn ở trên cả anh ta. Trong lúc nguy cấp, Phạm Anh toàn lực thi triển, quả thực không thể so sánh tầm thường. Võ công cao, thân pháp cực nhanh, vô cùng hiếm có, ngay cả tiêu phàm cũng không kìm nổi khẽ vuốt cằm, lộ ra thần sắc tán thưởng mặc dù chưa chắc thật sự mạnh hơn Phạm Nhạc, nhưng cũng là vô cùng khó lường. Chỉ tiếc cuộc diện hôm nay chính là đặc biệt lập ra cho gã ta. Dưới loại tình hình này, võ công của Phạm Anh cao đến đâu, thân pháp nhanh nhẹn hơn nữa, muốn bình yên thoát thân cũng tuyệt đối không dễ dàng. Thân thể của Phạm Anh khó khăn lắm mới bắn tới trước cửa, lưỡng đạo mãnh liệt mạnh mẽ một trái một phải mãnh kích mà đến. Trở về, theo âm thanh quát lạnh, hai gã đạo sĩ trung niên từ chỗ tối lao ra, trưởng phong gào thét thế không thể đỡ. Tiên thiên huyền công, chính tông nhất. Phạm Anh một lòng, lập tức ngã xuống. Audio điện tử võ tấn bền. chương 486, chế phục. Tính cách Phạm Anh không phải cái loại khoanh tay chịu chết, biết rõ thế cục cực kỳ bất lợi, cũng không nguyện đầu hàng. Gầm lên giận dữ, tay vung lên, một đạo hàn quang nhanh chóng bắn ra. Nhìn kỹ lại, đó là một kích vô cùng sắc bén đấy, một Tiêu Yến Tử tinh xảo vọt thẳng tới phía bên trái đầu tên đạo sĩ. Đây là ám khí độc môn do Phạm Anh và Phạm Nhạc khổ luyện nhiều năm mới có được. Những người có thể ngăn chặn Phạm Anh ở trong này đương nhiên cũng không phải người bình thường, tất cả đều là đệ tử thân tín của Nguyên Thành Tử, tính ra họ đều là đồng tông sư huynh của Phạm Anh. Mắt thấy Tiêu Yến Tử sắc bén đang phóng tới, một đạo sĩ trung niên khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười khinh thường, ngón tay trái vừa nhấc, đã nhanh chóng kẹp lấy Tiêu Yến Tử. Tuy nhiên, một chiếc tiêu yến tử này của Phạm Anh vốn cũng không muốn làm bị thương ai, chỉ là muốn ngăn cản thế tấn công ở phía trước anh ta một chút. Một tiêu bắn ra, cũng không liếc mắt nhìn hướng bên này nữa, mà xông tới đạo sĩ đứng bên phải, chẳng thèm quan tâm liền khí vận đan điền. Hự, một tiếng, cũng là một trưởng đánh tới đạo sĩ trung niên, hung hãn vô cùng, không ngờ là đấu pháp muốn cả hai bên đều bị thương. Phạm Anh không hổ là, kiêu hùng, tính toán cục diện hung hiểm như thế, trong nháy mắt liền phân biệt rõ lợi hại được mất, biết rõ ở tình huống này nếu, đi từng bước, gặp chiêu phá chiêu quả là biện pháp ngu nhất, chỉ có liều mạng, mới có hy vọng mở được đường tiến. Luận võ không, trong phòng này ngoại trừ Lâm Thành Đạc sớm đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu kia, không có người nào yếu thế so với anh ta. Ngay cả vị người hầu của cơ khinh xa kia, cũng là nữ đạo sĩ của Ngọc Dương quan đóng giả. Lấy ít địch nhiều, không liều mạng làm sao còn có nửa điểm hy vọng chỉ tiếc nhìn thực lực trước mặt là quá mạnh dù liều mạng chiến đấu cũng chỉ là uổng công tên đạo sĩ bên phải kia đã bị đấu pháp chết cùng của phạm anh làm cho hoảng sợ miệng cúi xuống mắng một tiếng không thể không đem trưởng lực thu trở về tự bảo vệ mình trước đã gã và phạm anh cũng không muốn phải liều mạng đến mức huyết hải thâm cừu một trưởng bước lui được tên đạo sĩ bên phải phạm anh thở dốc một hơi chạy ra hướng ngoài cửa sau lưng tiếng gió nổi lên Phạm Anh bị chấn động mạnh, không dám đi về phía trước nữa, chỉ có thể né tránh ở một bên. Tiếng gió này tuy rằng cũng không quá bén nhọn, nhưng Phạm Anh lại có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý cực kỳ nguy hiểm. Nếu mình kiên trì đi về phía trước, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Tốc độ xuất thủ của người sau lưng kia, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với mình. Ở loại tình huống này, toàn bộ môn hộ phía sau lưng Phạm Anh mở rộng, không có bất kỳ phòng bị. Phạm Nhạc. Phạm Anh hừ lạnh một tiếng đối với hơi thở của người phía sau, gã quá quen thuộc. Trước kia, gã thường xuyên cùng luận bàn võ nghệ với Phạm Nhạc, chỉ có điều không ngờ tới, mấy năm không gặp, võ công của Phạm Nhạc đã đạt đến trình độ này. Phạm Anh đương nhiên không thể tưởng được, mấy năm này, Phạm Nhạc đều luôn khổ luyện, hy vọng một ngày kia, có thể trở về đến thành lạc già, tính sổ với gã. Tương đối mà nói, Phạm Anh mấy năm này cũng quá bận, vừa muốn luyện tập thuật hàng đầu, vừa muốn khuyết trương kinh doanh trăm phương ngàn kế muốn đánh bẹp hoàng gia, bất kể là thế nào, đều phải hao tổn rất nhiều thời gian và tinh lực, võ thuật mặc dù không bị hoang phế, nhưng cũng không có tiến bộ lên bao nhiêu. Phạm nhạc không kêu nửa tiếng, chiêu thức trên tay cũng không chậm chút nào, chiêu nào cũng giống chiêu nào, mỗi một chiêu đánh ra, đều vô thanh vô tức, lại kẹp thêm nội lực cực kỳ hùng hậu, giống như đã không hoàn toàn là kế thừa dòng chính của Long Môn Phái. Phạm nhạc, đấu pháp đàn bà như vậy, người học từ chỗ nào đấy? phạm anh vài lần muốn bước phạm nhạc tông cửa xông ra lại không hề có tác dụng bị phạm nhạc gắt gao quấn lấy hoàn toàn không thể thoát thân không khỏi vừa sợ vừa giận quát mắng theo tôi học đấy cơ khinh sa cười tự nhiên nhẹ giọng nói ra cô là ai phạm anh gần như tức nổ phổi cho dù phạm anh vẫn không hiểu được giữa cơ khinh sa và mikhail rốt cuộc là loại quan hệ nào nhưng không hề nghi ngờ người phụ nữ này tuyệt đối không phải trợ lý của mikhail mikhail sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến thành lạc già để đối phó với gã tôi tên là cơ khinh sa là bạn của phạm nhạc phạm anh tiên sinh tôi khuyên anh đừng chống cự vô vị nữa chỉ cần phạm tiên sinh đồng ý hợp tác chúng ta cũng không có ý định muốn lấy mạng của anh cơ khinh sa nhẹ giọng nói ra ngữ điệu vô cùng dịu dàng muốn lấy mạng của tôi quả là nực cười biết đây là nơi nào không đây là thành lạc già các ngươi nếu thật sự dám gỡ yêu ta tôi, có thể sống mà rời khỏi đây sao? Sư phụ tôi là Zino, tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Phạm Anh giận tím mặt, lớn tiếng kêu lên. Phạm tiên sinh, xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cơ khinh xa than nhẹ một tiếng, một trận tiếng, bi bi ba ba, vang lên, năm ngón tay phải tinh xảo của cơ khinh xa bỗng nhiên dài thêm vài phần, sơn móng tay đỏ tươi trở nên cực kỳ diễm lệ. Bóng người trượt lóe, làn gió thơm bắt đầu khởi động phạm anh thấy hoa mắt năm ngón tay nhỏ và dài của cơ khinh xa bỗng nhiên chạm vào mặt gã lúc nào không hay không giống với cơ khinh xa xúc thế kinh người lúc trước thời điểm xuất thủ lập tức trở nên vô thanh vô tức chỉ thấy vô số lợi chỉ múa máy ở trước mặt phạm anh nguyên thành tử luôn đứng bên cạnh lẳng lặng xem cuộc chiến giờ đây trên mặt cũng hơi biến sắc hạ giọng nói nói thiên thủ quan âm thiên biến thủ tiêu phàm mỉm cười nói chân nhân có ánh mắt tốt đấy thiên thủ quan âm thiên biến thủ là tuyệt kỹ thành danh của Ngọc Quan Âm ở mấy tỉnh phương Bắc Trung Quốc, trở thành đại danh. Thậm chí nhiều cao thủ đứng đầu phía Nam cũng đã được nghe nói đến đại danh của thiên biến thủ. Tuy nhiên đây là võ thuật gia truyền của mẫu tộc cơ khinh xa, rất ít lộ diện trong giang hồ. Nguyên thành tử trốn ở trên hải đảo Nam Dương, không ngờ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, thật là uyên bác. Khi bị Phạm Nhạc và hai gã đạo sĩ giáp công, Phạm Anh sớm đã khó có thể ứng đối. Cơ khinh xa này vừa gia nhập, Phạm Anh trong khoảng khắc đã hiện lên dấu hiệu bị thua, liên tiếp gặp nạn. Trường hợp như vậy, đương nhiên không ai nói quy củ giang hồ, đạo nghĩa võ lâm cùng gã. Đây là thế giới của người thắng làm vua. Bụp một tiếng vang nhỏ, xen lẫn một tiếng, hư của Phạm Anh, một cánh tay đã chuyển động mất linh. Khốn cây ếch yêu ta -f -a, a không đợi Phạm Anh lửa giận giải phóng xong, đã liên tiếp trúng chiêu, rốt cục đứng không vững, hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Hai gã đạo sĩ trung niên một phải một trái, ấn chặt bờ vai của gã xuống, đưa hai cái cánh tay của gã vắt ở sau lưng. Cơ khinh xa và phạm nhạc thân hình trượt lóe, liền thối lui đến bên cạnh tiêu phàm. Các ngươi, dám, phạm anh vẻ mặt trướng đến đỏ bừng, thất bại cũng không khiến gã cảm thấy hổ thẹt, nhưng ở trước mặt phạm nhạc, hai đầu gối quỳ xuống đất mới làm gã xấu hổ vô cùng. Rất lâu trước kia, sau khi gã biết rằng quyền kế thừa của mình xếp hạng sau phạm nhạc phạm nhạc liền biến thành kẻ thù lớn nhất trong suy nghĩ của gã mong muốn diệt trừ được y cho bỏ tức hơn nữa gã cũng đã làm được trong mắt gã phạm nhạc đã bại dưới tay mình nhưng hiện tại gã lại không thể kháng cự mà quỳ gối trước mặt kẻ bại tướng ngày xưa phạm anh thật không cam tâm một tiếng hư phạm anh cắn vào đầu lưới của mình một ngụm máu tươi phun ra đồng thời miệng lẩm bẩm khuôn mặt mới vừa rồi còn trướng đến đỏ bừng, nháy mắt trở nên tái nhợt vô huyết. Vốn chỉ là phòng trà có vẻ tương đối dâm mát, bỗng nhiên lúc đó âm phong từng trận, một màn xương đen từ trong cơ thể của Phạm Anh dần dần xông ra, ngưng tụ thành hình. Tuy rằng miệng mũi mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra được là một đứa bé ước chừng 4 năm tuổi. Không ngờ Phạm Anh lại đưa âm quỷ mà gã nuôi dưỡng bấy lâu đi ra. Nói như vậy, âm quỷ mà hàng đầu sư nuôi dưỡng cũng sẽ được thả ra để hoạt động vào ban đêm ban ngày thì giấu ở trong cơ thể của hàng đầu sư nghỉ ngơi ánh nắng nóng cháy là một trong những kẻ địch nguy hiểm nhất của âm quỷ đương nhiên nếu hàng đầu sư trình độ đủ cao công lực thâm hậu nuôi dưỡng âm quỷ vô cùng nhiều cũng có thể hoạt động ngắn ngủi vào ban ngày về phần công lực của đại hàng đầu sư đạt tới cảnh giới như tô nam ma cưu rồi thì việc nuôi dưỡng âm quỷ có còn bao nhiêu hạn chế vậy cũng không biết được chỉ mới mấy năm phạm anh đã trở thành hàng đầu sư việc nuôi dưỡng âm quỷ đương nhiên cũng không phải quá lợi hại buổi tối thừa dịp người khác chưa chuẩn bị hạ hàng đầu hoặc là tìm hiểu tin tức một chút miến cưỡng cũng có thể sử dụng nhưng ở ngọc dương quan các loại pháp trận loại âm quỷ tiêu chuẩn này căn bản cũng không đủ ý vào tự nhiên phạm anh cũng không muốn sử dụng âm quỷ làm đối địch đối mặt nguyên thành tử loại đạo môn tông sư này đơn thuần lấy âm quỷ phát động công kích Đơn giản chính là muốn chết. Mau, đi về nhà, cầu cứu sư phụ. Âm quỷ vừa mới ngưng tụ thành hình, Phạm Anh liền không chút do dự mà ra lệnh. Trong lòng gã hiểu rất rõ, dưới ánh mặt trời nóng bỏng ở nơi này, âm quỷ phải về đến Phạm phủ báo tin cho Gino, gần như phải hao tốn hết toàn bộ tinh lực. Âm quỷ mà gã khổ cực tế luyện mấy năm, nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà lửa đã cháy đến nơi rồi rơi vào tay Phạm Nhạc, gã còn con đường khác sao? Xem chừng Phạm Nhạc còn muốn nuốt sống tim gã. So với việc ngồi chờ chết, thì không bằng liều chết đánh cược một lần. Chỉ cần Gino có thể nhận được hơi thở cầu cứu, như vậy còn hy vọng có thể xoay chuyển tình thế. Đối với Gino, Phạm Anh rất được lòng tin. Vị sư phụ này của gã tuy có chút tham hoa háo sắc, nhưng đối với hàng đầu thuật lại rất nghiêm túc. Huống chi, tổ sư gia đã về tới bang lạc già, dừng chân ở trang viên ma cưu cách chừng 10 cây em, lại là chỗ dựa lớn cho Phạm Anh. Ném chuột sợ vỡ bình, lường tin rằng Phạm Nhạc cũng không dám đột nhiên hạ độc thủ đối với mình. Điều khiến Phạm Anh thấy kỳ lạ là, mắt thấy gã tế ra âm quỷ, nhưng bọn nguyên thành tử lại không có chút động tĩnh nào, dường như không thèm để ý chút nào, cho rằng âm quỷ của gã không có gì bất lợi. Phạm tiên sinh, chẳng lẽ mấy ngày nay anh đều không phát hiện ra, khối hóa thân này của anh đã không giống như trước kia sao? lúc này tiêu phàm mỉm cười mở miệng cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống phạm anh đang quỳ dưới đất giọng nói bình tĩnh dịu dàng cái gì không giống phạm anh cười lạnh hỏi ngược lại người này lại có thể biết nói ra lời nói ngây thơ như thế ở trong lĩnh vực võ công lấy ít địch nhiều phạm anh tự nhận mình đã không có cơ hội lật ngược tình thế nữa rồi phải có thực lực tuyệt đối mới được nhưng hàng đầu sư nuôi dưỡng âm quỷ chính là thân ngoại hóa thân có ổn hay không Chẳng lẽ chính mình lại không biết? Tên thanh niên Hoa Kiều này không biết đến từ đâu, không ngờ nhiễu loạn tinh thần của mình, đúng là hay nói đùa. Nhưng ngay sau đó, Phạm Anh biết mình đã mắc sai lầm rồi. Hơn nữa sai thật sự thái quá. Chương 487, âm quỷ cắn trả. Sau khi Phạm Anh truyền đạt mệnh lệnh, cái bóng đứa bé mơ hồ kia cũng không giống như trước kia, không nói hai lời, lĩnh mệnh mà đi, mà lại ngơ ngác đứng nguyên ở đó, đối mặt với Phạm Anh, không có bất kỳ hành động nào. Dương Đồng. Phạm Anh chấn động, kêu lên một tiếng. Nguyên thành tử vốn đã bắt đầu âm thầm bấm tay niệm thần chú, chuẩn bị thực hiện cũng bị chấn động, ngưng thần không phát, không đánh giá được cái bóng đứa bé mơ hồ kia, vẻ mặt y trở nên kinh hãi. Nguyên thành tử không phải hàng đầu sư, nhưng y là trụ trì chân nhân của Ngọc Dương Quan, sống ở Nam Dương, đối với việc hàng đầu sư nuôi dưỡng âm quỷ thì lại rất quen thuộc. Rất rõ ràng, âm quỷ này của Phạm Anh đã xảy ra chuyện hai đạo ánh sáng màu đỏ nhạt dần dần xuất hiện từ mắt của Dương Đồng. Dương Đồng nhìn qua là một đứa bé 4 năm tuổi, nhưng ngũ quan vô cùng mờ nhạt, chỉ có cảm giác như vậy mà thôi. Mà hai đạo ánh sáng màu đỏ này lại như là điểm mắt vẽ rồng, khiến bóng đen lập tức trở nên linh động, mặc dù là đang ban ngày, cũng tràn ngập cảm giác yêu dị như trước. Dương Đồng Phạm Anh lại phun ra một ngụm máu tươi, miệng niệm chú trở nên gấp gáp. Hai mắt của âm quỷ dần dần sáng ngời hồng quang, trong âm thanh niệm chú lại bắt đầu trở nên ảm đạm. Tiêu phàm khẽ hừ một tiếng, tay phải nắn bí quyết, ngón tay giữa chỉ về phía trước, một đạo pháp lực hùng hậu bỗng nhiên đánh vào trong cơ thể âm quỷ, hồng quang của âm quỷ vừa mới có vài phần ảm đạm, lại một lần nữa sáng ngời gấp bội. Âm quỷ mạnh mẽ xoay người lại, gắt gao nhìn thẳng Phạm Anh. Phạm Anh có cảm giác ớn lạnh lan rộng toàn thân, niệm chú đột nhiên dừng lại. Vừa sợ vừa giận mà nhìn về phía tiêu phàm, giận dữ hết ngươi là ai ngươi đã làm gì với âm bộc của ta âm bộc của ngươi khóe miệng tiêu phàm hiện lên một tia cười kỳ lạ phạm tiên sinh chỉ sợ tên tiểu tử này không còn là âm bộc của ngươi nữa nó bây giờ chỉ nghe lời của ta thôi không thể nào tuyệt không có khả năng này phạm anh đầu tiên là ngẩn ra lập tức kêu to lên gân xanh trên cổ dựng lên hai con ngươi trợn lớn ở thành lạc gia, phạm anh tuy rằng không phải thân sĩ phong độ tao nhã nhưng cũng là người có thân phận bề trên ngày bình thường mặc đồ tây xem ra rất có khí chất lúc này dưới tình thế cấp bách lập tức liền lộ ra tướng mạo dữ tợn mọi chuyện đều có thể tiêu phàm thản nhiên nói lập tức tay trái bấm niệm thần chú miệng liên tiếp phát ra những ngôn từ khó hiểu ngón giữa của tay phải chỉ ra phía trước lại là một đạo pháp lực hùng hồn đánh vào trong cơ thể dương đồng hai mắt dương đồng phát ra hồng quang lóng lánh mơ hồ hiện ra những hình ảnh hỗn độn lông tóc khắp người phạm anh liền dựng đứng bản năng cảm thấy có một nguy cơ nào đó mà gã không lường được đang đốt cháy hơi thở ở trong đan điền bắt đầu khởi động một tiếng kêu khóc âm đồng mau ra đây hàng đầu sư nuôi dưỡng âm quỷ đều là từng đôi từng đôi một phân thành hai bên âm dương nhưng bên trong một đôi âm quỷ luôn có một cái chính một cái phụ phạm anh nuôi dưỡng đôi âm quỷ này cái chính là dương đồng âm đồng làm phụ thu nhận tin tức tung tích từ hàng đầu đều do dương đồng một mình hoàn thành, âm đồng ở bên trong pháp khí, ngày thường cũng không ra ngoài, chỉ có làm bạn với dương đồng mà thôi. Trong lúc này, dương đồng dường như đang muốn cắn trả chủ nhân, phạm anh dưới tình thế cấp bách, chỉ còn cách gọi âm đồng ra, để nó đi ngăn lại hành động điên cuồng của dương đồng. Chỉ tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Âm đồng không có phản ứng, bóng đen chợt lóe, dương đồng hai mắt hồng quang lóng lánh liền mãnh liệt chạy về phía phạm anh, kéo theo một cỗ âm phong, vô cùng quỷ dị. Phạm Anh một tiếng thét chói tai, hoảng sợ cực độ. Ở Nam Dương, hàng đầu sư luôn được tôn kính, nhưng đồng thời cũng là một nghề nhiều mạo hiểm. Số lượng hàng đầu sư chết vì già, sống thọ hay chết tại nhà cũng không nhiều, không ít hàng đầu sư đều là đột tử. Bình thường mà nói, không phải chết giữa đấu pháp của các hàng đầu sư với nhau thì cũng chết khi đang tu luyện. Bị âm quỷ mà mình nuôi dưỡng cắn trả mà chết là điều ít xuất hiện khi tu luyện đối với một vị hàng đầu sư đủ kinh nghiệm mà nói nuôi âm quỷ là pháp thuật không thể thiếu nhưng một khi bắt đầu nuôi âm quỷ là không còn đường để quay lại hàng đầu sư nuôi dưỡng âm quỷ cũng giống như chiếc roi da một khi đã quất về phía trước thì không thể rút lại thời gian trôi qua năng lực âm quỷ sẽ mạnh dần nếu lực tiến thân pháp của hàng đầu sư không theo kịp tốc độ tăng trưởng năng lực của âm quỷ cũng có thể bị âm quỷ cắn trả bất cứ lúc nào nếu nuôi dưỡng âm quỷ càng lợi hại đồng nghĩa với việc bản lãnh của hàng đầu sư càng mạnh. Cho nên có không ít hàng đầu sư biết rõ tính nguy hiểm nếu bị âm quỷ cắn trả, nhưng vẫn liều lĩnh dùng mọi cách thức để nuôi dưỡng năng lực cho âm quỷ, đồng thời ép chính mình vùi đầu vào khổ tu, tăng cường công lực. Phạm Anh biết rõ như vậy, nên mấy năm nay gã vẫn luôn chú ý khống chế cẩn thận tốc độ trưởng thành của âm quỷ, không cho âm quỷ thoát khỏi bàn tay mình. Đối với gia trưởng Phạm gia mà nói, Mục tiêu lớn nhất cả đời Phạm Anh không phải trở thành một vị đại hàng đầu sư được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ, mà là trở thành người hoa giàu nhất thành Lạc Già Thành, thậm chí là toàn bộ nước Đan Mạn. Nếu có thể, còn muốn trở thành người hoa giàu nhất Nam Dương. Đó mới là điều khiến Phạm Anh không ngừng phấn đấu. Hàng đầu thuật cũng chỉ là một loại thủ đoạn gã dùng để tự bảo vệ mình mà thôi. Nhưng Phạm Anh rốt cuộc không ngờ tới, cũng có một ngày chính mình bị âm quỷ cắn trả. Nếu như bị thua giữa đấu pháp của các hàng đầu sư, thì gã còn có cơ hội sống sót. Nhưng bị âm quỷ do chính mình nuôi dưỡng cắn trả thì trăm phần trăm là chết, không có nửa chút hy vọng tồn tại. Dù Phạm Anh luôn rất điềm tính, nhưng giờ phút này cũng sợ đến vỡ mật, hoàn toàn không thể kìm nén nổi liền run lên, mềm nhũn ra như lá rụng trong gió. Đừng, đừng, tha mạng, tha mạng. Phạm Anh không còn chú ý đến phong độ, thân phận địa vị gì, kêu to lên như người bị bệnh tâm thần, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người mồ hôi chảy đầm đìa, ướt đẫm. Nếu không phải bị hai gã đạo sĩ ra song trưởng ấn chặt, không thể nhúc nhích, Phạm Anh sẽ không kìm lòng nổi mà đập đầu cầu xin tha mạng. A, à, nhưng lời cầu xin của gã cũng không làm nên chuyện gì. Dương Đồng không ngần ngại chút nào, lập tức liền chui vào trong cơ thể của gã. Chuyên của tôi, nét. Phạm Anh chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn đau đớn thấu xương trong phút chốc truyền khắp xương cốt tứ chi, âm hàn dường như đến từ tầng 18 địa ngục, trong nháy mắt máu cả người đều như động, từ đầu đến chân, mỗi một đoạn cơ thể đều bị đông cứng, ngay cả nâng một đầu ngón tay nhỏ lên cũng rất khó khăn. Duy chỉ có một thứ còn có thể hoạt động chính là cái miệng của gã. Nhưng một tiếng hét thảm kia nghe rất kinh hãi lòng người, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi. Phạm Anh không ngừng niệm chú, nhưng không có tác dụng, hai âm quỷ ngày xưa vô cùng nghe lời thì giờ phút này đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của gã, không quan tâm đến những câu niệm chú. Phạm Anh có thể cảm nhận rõ, hai đứa âm quỷ đang cắn nuốt từng ngụm từng ngụm máu tươi của gã. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Cái gọi là âm quỷ cắn trả hoặc là quỷ hàng, trong hàng đầu thuật kỳ thật là sự cắn nuốt linh khí của một người, chứ không phải là cắn nuốt máu thịt. Như vậy mới càng thêm đáng sợ. Cái loại cảm giác, người là dao thất tôi là thịt cá, này, có thể khiến một người đang kiên cường nhất sụp đổ trong nháy mắt từ ý nghĩa nào đó mà nói phạm anh được coi là một kiêu hùng ít nhất gã có đầy đủ tiềm chất của kiêu hùng nhưng đối mặt với loại cắn nuốt linh hồn hoàn toàn không thể kháng cự này dũng mãnh như phạm anh cũng lập tức sụp đổ phạm nhạc phạm nhạc cứu mạng tôi biết tôi có lỗi với anh tôi tình nguyện đem tất cả gia sản đều trả lại cho anh đều trả lại cho anh đều là của anh hết cứu mạng cứu tôi phạm anh một bên kêu rên một bên hướng phạm nhạc cầu xin tha thứ Phạm Linh ở nơi nào? Phạm Nhạc lạnh lùng hỏi, không mang theo chút cảm tình. Ở nhà, ở nhà, cô ấy không sao, thật đấy, một chút cũng không sao, tôi cam đoan. Lâm Thành Đạc, mau gọi điện thoại về nhà để bọn họ thả Phạm Linh ra, nhanh lên. Phạm Anh liên tiếp gào lên. Chỉ tiếc vị Lâm Tổng Quản này, thật đúng là không nể mặt mũi Phạm Tiên Sinh, y sớm đã sợ tới mức cả người sụi lơ, gục ở chỗ đó, không dám cử động. Trong lúc này, y làm sao còn có thể chấp hành mệnh lệnh của phạm anh rõ ràng phạm anh đã là ốc không lo nổi mình ốc tự thân khó bảo toàn cơ khinh xa nhẹ nhàng cười nói phạm anh tôi còn tưởng rằng anh là người thông minh đã đến tình trạng này anh còn muốn người ta làm mật báo anh cảm thấy anh còn có cơ hội lật ngược tình thế sao không không sa tiểu thư à không là cơ tiểu thư cơ tiểu thư tôi tuyệt không có ý đó thật sự không phải mật báo. a à, tha mạng, tha mạng. Phạm Anh răng nanh cắn chặt, sắc mặt tái nhợt biến thành xanh mét, trên trán mồ hôi không chảy nữa, ngược lại hiện lên một tầng xương mù trắng như tuyết, cái loại lạnh thấu xương này, thật sự muốn đem gã đông thành băng rồi. Dừng. Tiêu phàm tay phải cong lại gảy nhẹ, một đạo pháp lực bay vào trong cơ thể của Phạm Anh. Hai đứa âm quỷ đang cắn nuốt tinh khí linh hồn của Phạm Anh, dường như nhận được lệnh, đột nhiên dừng cắn nuốt. Nổi thống khổ của Phạm Anh cũng đột nhiên dừng lại, lập tức thở vào một hơi, cả người đều trở nên mềm nhún, dường như tất cả tinh khí đều bị âm quỷ cắn nuốt hết không còn một mảnh. Nếu không phải là bị hai gã đạo sĩ nâng lên, thì sớm đã mềm nhũn trên mặt đất rồi. Trong lúc nhất thời, trong phòng trà trở nên vô cùng yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Phạm tiên sinh, tôi tin anh là người thông minh, bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ? Một lát sau, Giọng nói của Tiêu Phàm Nhu Hòa chậm rãi vang lên. Cái cảm giác lạnh buốt đó trong cơ thể Phạm Anh đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt cũng đã hồi phục một tia huyết sắc, nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn phía Tiêu Phàm, cười khổ một tiếng, nói: "Được, thắng làm vua thua làm giặc, tôi cho dù không muốn nói, chỉ sợ cũng không thể không nói." Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, bưng chén trà trước mặt lên, uống một ngụm, không vội vàng không hấp tấp, nói: cho nên nói, Phạm Tiên Sinh là người thông minh. Phạm Tiên Sinh, anh hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, hợp tác cùng chúng ta. Như vậy, Phạm Tiên Sinh chẳng những có thể giữ được tính mạng, còn có thể bảo vệ một phần tài sản. Tôi có thể thay mặt Phạm Nhạc bảo đảm với anh, chỉ cần anh làm theo chỉ bảo của chúng tôi, sau khi chuyện thành công, gia sản của Phạm Gia sẽ chia cho anh một phần ba. Về phần lựa chọn thứ hai, tin rằng trong lòng Phạm Tiên Sinh đã rất rõ, cũng không cần tôi nhiều lời. Phạm Tiên Sinh, thời gian của tôi rất quý giá, cho nên, anh đừng do dự lựa chọn, hoặc là sống, hoặc là chết. Mời anh lập tức quyết định, chương 488, giao dịch tôi còn có thể có lựa chọn thứ hai sao? Phạm Anh có chút xem thường, uể oải nói. Qua chuyện lúc nãy, Phạm Anh liền khôi phục trạng thái hoảng sợ, bây giờ đã có chút khí chất của đại nhân vật. Tiêu Phạm liền cười. Lựa chọn của Phạm Anh, một chút cũng không nằm ngoài dữ liệu của hắn loại người giống Phạm Anh, ham thích công danh lợi lộc hồng trần, lập trường không thể kiên định như vậy, luôn có quyết định chính xác. Dưới sự ra hiệu của tiêu phàm, hai tên đạo sĩ đang ấn chặt Phạm Anh liền buông hai tay ra. Phạm Anh đứng dậy, không ngừng vận động hai cổ tay bị kìm hãm bấy lâu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút thần sắc tức giận. Phạm Anh gã, cả đời này vẫn chưa bao giờ chật vật như ngày hôm nay, phải quỳ ở trước mặt người khác, chút lực kháng cự đều không có chỉ có điều lúc này bị người ta khống chế phạm anh dù có tức giận cũng không dám phát tác đột nhiên người trước mắt chợt lóe tiêu phàm bỗng nhiên đã đến trước mặt gã hai ngón tay phải chỉ thẳng vào huyệt thiên trung của gã phạm anh quá sợ hãi không cần suy nghĩ tay trái đón đỡ tay phải biến thành hổ trảo hướng mặt tiêu phàm chộp tới đây là bản năng phản ứng của một cao thủ võ thuật gần như không cần dùng đến đầu óc tuy nhiên ở trước mặt tiêu phàm cũng chỉ là phí công mà thôi Động tác của Phạm Anh mới chỉ làm được một nửa thì cảm thấy một trận đau đớn ở lồng ngực, một cỗ sức lực khổng lồ mãnh liệt vào tới, trong khoảng khắc liền xuyên thấu qua huyệt thiên trung, xâm nhập đến kỳ kinh bát mạch, hai tay của Phạm Anh lập tức liền dừng lại giữa không trung. Thật có lỗi với Phạm Tiên Sinh, khi chúng ta chưa có hiệp nghị hợp tác chính thức, tôi không hy vọng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tiêu Phạm lập tức lui ra phía sau, thản nhiên nói. Cho dù Phạm Anh đã nếm mùi bị âm quỷ cắn trả, nhưng cái này cũng không hoàn toàn nguy hiểm. Là một vị cao thủ võ thuật, Phạm Anh cũng là một nhân vật nguy hiểm, nếu gã quyết tâm, bất luận cái gì cũng có thể xảy ra. Phạm Anh, hừ, lạnh một tiếng, âm thầm vận động hơi thở trong đan điền. Chỉ cảm thấy vùng đan điền bền chắc như thép, ngày thường nội tức bao la như biển, giờ phút này không có nửa phần động tính, đã bị giam cầm hoàn toàn, thậm chí ngay cả kỳ kinh bát mạch đều nổi lên một cảm giác chết lặng. Giờ phút này một thân võ công dường như biến mất hết. Một chút cũng thi triển không nổi. Người trẻ tuổi nhã nhận trầm tĩnh trước mắt này, không ngờ là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Bản thân ngay cả sức chống đỡ đều không có. Phạm Tiên Sinh, mời ngồi. Tiêu Phạm lại ngồi xuống trước bàn trà, chậm rãi nói. Phạm Anh trầm mặt, nghe lời ngồi xuống đối diện với Tiêu Phạm. Dưới tình huống không thể chống đỡ trước mắt, Phạm Anh dù tâm khí cao ngạo, lòng tràn ngập phẫn nộ và không cam tâm cũng chỉ có thể đem chúng kiềm chế vào trong, tất cả nghe theo chỉ bảo của Tiêu Phàm. Sớm đã có người đem Lâm Thành Đạc dẫn ra ngoài, là tôi tớ của Phạm Phủ, y đã hoàn thành nhiệm vụ, không có tư cách ở lại trong này đợi. Cơ Khinh xa và Nguyên Thành Tử một trái một phải, cùng ngồi xuống ở bên cạnh Tiêu Phàm. Phạm Nhạc không dên một tiếng, đứng ở phía sau Cơ Khinh xa, ánh mắt thản nhiên nhìn Phạm Anh cũng không có cảm giác oán hận cực độ như trong tưởng tượng của Phạm Anh, chỉ mang theo vài phần cảnh giác. "Phạm tiên sinh, tôi họ Tiêu, tên tên là Tiêu Phạm." "Tiêu tiên sinh, xin chào." Phạm Anh cứng cổ, nặng nề nói, "Các anh đều là bạn của Phạm Nhạc Ư." Tiêu Phạm cười cười, nói, "Phạm tiên sinh, vấn đề này, chúng ta sẽ nói sau, hiện tại tôi rất muốn biết, anh tại sao muốn bắt Phạm Linh?" "Hừ, cô bé này" Rõ ràng là người của Phạm gia chúng tôi, lại ở cùng lão nhị của Hoàng gia, hoàn toàn không coi Phạm gia chúng tôi ra gì. Tôi đương nhiên không thể dễ dàng tha thứ cho nó. Tiêu Phạm khóe miệng hiện lên một tia cười trào phúng, lắc lắc đầu, nói: "Phạm tiên sinh, tôi cho rằng anh là người thông minh, cho nên tôi mới để cho Phạm Nhạc làm việc, hy vọng anh ta có thể tha cho anh một con đường sống. Nhưng anh cứ như vậy, một chút thành ý đều không có, sẽ làm tôi rất khó xử." Phạm Anh không khỏi biến sắc, lập tức cười lạnh nói: Tiêu Tiên Sinh, tôi làm sao có thể tin anh chứ? Cơ Khinh Sa liền cười, ngồi ở một bên chen vào nói: Phạm Anh Tiên Sinh, anh không cần phải tin, anh cảm thấy anh còn có thể lựa chọn sao? Cùng chúng tôi hợp tác, làm theo sự chỉ bảo của chúng tôi là con đường sống duy nhất của anh. Bằng không, ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của anh. Nhưng tôi có thể cam đoan không có bất cứ kẻ nào dám tảo mộ viếng mổ hết. Bị âm quỷ cắn trả, sẽ ăn hết tất cả, một chút cặn bã cũng không thừa, trên thế giới này, không bao giờ còn lưu lại bất cứ dấu vết gì của anh. Sắc mặt của Phạm Anh hoàn toàn trầm xuống, quay hàm cử động, dường như đang cật lực áp chế sự phẫn nộ của mình. Tuy nhiên ánh mắt của gã liền trở nên ảm đạm, bởi vì gã biết, cơ khinh xa nói rất đúng. Nếu người ta đã đưa gã vào trong, cũng sẽ không cho gã con đường sống nơi này mỗi người đều không tầm thường hơn nữa ngồi đối diện là tiêu phàm lại là người làm người ta khó hiểu nhất với khả năng của phạm anh khi đối mặt với tiêu phàm trong đầu cũng rất bồn chồn phạm tiên sinh tôi nói rồi tôi không muốn lãng phí thời gian tôi hy vọng chúng ta nói chuyện đều có thể rất thẳng thắn và thành khẩn phạm tiên sinh tôi muốn biết nguyên nhân anh bắt phạm linh trở về có phải là bởi vì tướng mệnh thuần âm của cô ấy không phạm anh ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn về tiêu phàm, hồi lâu mới lên tiếng. Anh cũng đã biết, còn hỏi tôi làm cái gì. Tiêu phàm nhíu mày, tựa hồ đối với loại thái độ này của Phạm Anh có chút không vui. Trong lòng Phạm Anh dùng mình, đành phải nói tiếp. Đúng vậy, tôi tìm Phạm Linh trở về, cũng là bởi vì cô ta là thuần âm. Người muốn làm gì với cô ấy? Phạm Nhạc đứng ở phía sau cơ khinh xa không kìm nổi mở miệng hỏi, hai chồng mắt hiện lên một chút sát khí. Lúc này, Phạm Linh là người thân duy nhất của Phạm Nhạc, nếu Phạm Nhạc đã về tới thành lạc già, sẽ không cho phép người khác làm tổn thương Phạm Linh. Tôi không biết, tôi chỉ là Phụng Mệnh làm việc. Phạm Anh liếc nhìn y một cái, nói. Tiêu Phạm hỏi, Phụng Mệnh làm việc, là Zino bảo anh làm như vậy sao? Ừ, Phạm Anh gật đầu, dường như không muốn nói nhiều về chuyện này. Cho dù đây là đang ở ngọc dương quan, Phạm Anh cũng sợ mình nói chuyện Zino ở trong này sẽ bị phát hiện năng lực của đại hàng đầu sư như thế nào người bình thường khó có thể tưởng tượng được tiêu phàm trầm giọng nói phạm tiên sinh tôi hy vọng anh đem tình hình nói rõ một chút tiêu tiên sinh tôi kỳ thật cũng không giấu giếm cái gì chính là hai ngày trước sư phụ đột nhiên nói cho tôi biết phải tìm hai cô gái thuần âm và hai gã đàn ông thuần dương thời gian tới đây phải tìm cho ra tôi biết rằng phạm linh là bát tự toàn âm cho nên đã đem cô ta mang về bây giờ đang ở trong nhà vẫn ổn, không ai làm khó cô ấy hết. Zino cần cô gái thuần âm và đàn ông thuần dương để làm cái gì? Cơ khinh xa lập tức hỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ chú ý. Xem ra chân tướng sự tình rất có khả năng giống phỏng đoán lúc trước của bọn họ, Zino bảo Phạm Anh siêu tầm cô gái thuần âm và đàn ông thuần dương, phỏng chừng là dùng để làm, lò đỉnh, tu luyện một loại hàng đầu thuật nào đó cực kỳ lợi hại. Không biết, Phạm Anh lắc đầu, nói. Những người này là Gino muốn dùng hay là Ma Cưu đại quốc sư muốn dùng? Phạm Anh sắc mặt lại biến đổi, vội vàng nói: "Điều này tôi càng không biết, sư phụ căn bản không nói cho tôi biết, ông ta dùng những người này làm cái gì?" Tiêu Phạm chậm rãi hỏi: "Vậy theo phỏng đoán của anh, Gino cần những người này để làm gì?" Phạm Anh lại lắc đầu, nói: "Tiêu tiên sinh, chuyện như vậy, tôi cũng không dám tùy tiện phỏng đoán." Nói một chút coi tiêu phàm dường như không có ý dừng lại, nhìn chầm chầm hỏi. Phạm nhạc lạnh lùng nói. Phạm Anh, ngươi là hàng đầu sư, chẳng lẽ một chút cũng không biết rõ tình hình. Phạm Anh nhìn y liếc mắt một cái, thở dài, nói. Phạm Nhạc, đối với hàng đầu thuật ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ở trong mắt của ngươi, tất cả hàng đầu sư đều như nhau sao? Kỳ thật hoàn toàn không phải vậy, giống như ta vậy, cũng chỉ mới nhập môn mà thôi. Hàng đầu thuật thiên thiên vạn vạn, ta đều hiểu rõ, chỉ có điều nó cũng không đáng kể. Đại hàng đầu sư chân chính tu luyện như thế nào, ngay cả nghĩ ta cũng không dám nghĩ. Phạm Nhạc cười lạnh một tiếng, nói. Người tốt nhất là biết suy nghĩ một chút, ta đã đồng ý với tiêu tiên sinh, sau khi chuyện thành công, chẳng những không gờ yêu ta ít ngươi, còn chia cho ngươi một phần ba gia sản, như vậy chúng ta phải biết rằng, trả giá như vậy có đáng hay không. Người cho rằng có thể tùy tiện ứng phó với chúng tôi sao? Ngươi thật sự sẽ chia cho ta một phần ba gia sản. Phạm Anh hai mắt bóng dưng co rút lại, hơi thở cũng lập tức trở nên rồn rập, vẻ mặt không dám tin. Kỳ thật lời nói này, vừa rồi Tiêu Phạm cũng đã nói qua, chỉ có điều khi đó Phạm Anh kinh hoàng quá mức, không suy nghĩ cẩn thận chuyện này, hơn nữa gã cho rằng Tiêu Phạm chỉ là thuận miệng thì nói thôi. Nếu Phạm Nhạc không chết, còn bỗng nhiên trở về thành lạc già, như vậy đương nhiên muốn thu hồi những thứ thuộc về Phạm Nhạc, có thể lưu lại cho gã một cái mạng, xem như đại từ đại bi rồi về phần tài sản tốt nhất vẫn không nên nghĩ lung tung thì hơn phạm nhạc cũng không phải là nhà từ thiện nhưng mà hiện tại chính mồm phạm nhạc nói ra lời nói này vậy hoàn toàn khác nhau phạm anh và phạm nhạc là anh em họ nhiều năm như vậy đối với tính cách của phạm nhạc gã vô cùng hiểu phạm nhạc hoặc là không hứa hẹn một khi đã hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện phạm nhạc lạnh lùng nói có thể lưu lại cho ngươi một cái mạng có thể lấy được khoản tài sản này hay không, đều phải xem bản thân ngươi. Phạm Anh, ngươi là người làm ăn, nên biết, bất luận làm gì đều có đền đáp. Được, ta tin tưởng ngươi. Phạm Anh lập tức nói, thở phào một hơi. Cho đến lúc này, khối đá lớn treo trong lòng của gã rốt cục đã rơi xuống đất. Phạm Nhạc và gã là tình cảm anh em họ, đó là điều không thể phủ nhân. Nhưng Phạm Anh cũng không hy vọng Phạm Nhạc sẽ vì nguyên nhân đó mà bỏ qua cho gã. Hiện tại Phạm Nhạc bỏ qua cho gã, còn cùng gã làm giao dịch, đã làm cho Phạm Anh cảm thấy yên lòng. Phạm Nhạc nói không sai, gã là người làm ăn, gã chỉ tin giao dịch. Phạm Anh kiên định cho rằng, trên thế giới này tất cả đều có thể dùng để giao dịch đấy. Giao dịch có thành công hay không, mấu chốt phải xem lợi thế anh đưa ra có thể đả động được người khác hay không. Không thể nghi ngờ, Phạm Nhạc đem lợi thế đả động gã, kế tiếp, gã nên xuất ra lợi thế đầy đủ để đả động Phạm Nhạc rồi chương 489, nhiệm vụ tổ sư ra gia giao. Tiêu tiên sinh, tôi thật sự không biết Zino tại sao muốn tìm những nam nữ có tướng mệnh thuần âm thuần dương đó. Khi Zino nói với tôi về chuyện này, ông ta chỉ nói là chuyện rất quan trọng, nhất định phải mau chóng làm xong, nếu không tổ sư ra sẽ rất tức giận. Một khi quyết định toàn diện, hợp tác, Phạm Anh liền trở nên vô cùng rõ ràng. Dù là như thế, thời điểm gã nhắc tới ba chữ tổ sư ra, Phạm Anh vẫn không kìm lòng nổi rụt cổ một cái, ánh mắt có chút bất an nhìn chung quanh một chút. Trên thực tế, vị tổ sư gia này của Phạm Anh không chỉ có tạo áp lực tâm lý lớn đối với gã, mà đối với những người khác trong phòng này cũng giống như vậy. Tiêu Phạm khẽ gật đầu một cái, nói. Phạm tiên sinh, vì sao chuyện này nếu không xử lý tốt, tổ sư gia sẽ rất tức giận. Điều này, tiêu tiên sinh, tôi quả thật không rõ lắm. Trong khoảng thời gian này, trong thành đều lan truyền đại quốc sư muốn tu luyện, thông linh hàng, cao nhất, tôi đoán, khả năng có liên quan đến chuyện này. Phạm Anh vội vàng nói, ánh mắt rất thành khẩn. Tiêu Phạm chậm rãi nói. Phạm tiên sinh, tôi muốn biết tin tức chính thực, không thể đoán mò được. Tất cả những thứ có liên quan đến ma cưu đại quốc sư, đều phải chắc chắn, chứ không phải là có thể, có lẽ, hoặc là. Anh hiểu chứ? Đối với cái này, Phạm Anh hoàn toàn có thể lý giải cho tới bây giờ gã còn không rõ vị nam tử nhã nhận ngồi trước mặt này vì sao lại cảm thấy hứng thú với ma cưu đại quốc sư như vậy nhưng có thể khẳng định bất kể là ai muốn đối phó với ma cưu đại quốc sư đều tuyệt đối không thể dựa vào tin vỉa hè để thiết kế phương án tác chiến chỉ có điều đối phó với ma cưu đại quốc sư việc này có thể sao ánh mắt phạm anh nhìn tiêu phàm trở nên cực kỳ nghi hoặc đối với nghi ngờ trong lòng của gã tiêu phàm dường như có thể hiểu được cười nói. Phạm tiên sinh, anh không cần phải đoán, tôi lần này đến thành lạc già, chính là vì cây, xích viêm thảo, trong trang viên của ma cưu đại quốc sư. Tuy rằng trong lòng có hoài nghi, nhưng giờ phút này nghe được chính mồm tiêu phạm chứng thực, phạm anh vẫn bị chấn động, trong nháy mắt sắc mặt đã biến đổi, trắng bệch như tờ giấy. Tiêu, tiêu tiên sinh, anh không có nói đùa với tôi chứ? Đại quốc sư tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng tay vào, xích viêm thảo, đâu? đây là thần dược cần thiết để tu luyện hàng đầu thuật. Người luôn bình tĩnh như Phạm Anh, sau khi nghe thấy chuyện này liền nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, trên trán dịn ra nhiều mồ hôi. Tôi biết chứ, tiêu phàm khẽ vuốt cằm, thần sắc bình tĩnh như cũ. Giờ phút này trong đầu Phạm Anh cũng là sông cuộn biển gầm. Tiêu phàm không chút nào giấu diếm ý đồ của chính mình, chẳng khác nào nói cho gã biết, tôi không sợ anh đổi ý. Trong chuyện này, anh nhất định phải hợp tác, nếu không, cho dù là ma cưu đại quốc sư, cũng không thể nào cứu được anh. Có gan tự tin như vậy, chắc chắn là người có thực lực. Chỉ có điều, đối nghịch với tổ sư gia, chuyện như vậy, chỉ mới nghĩ đến thì hai chân cũng đã nhũn ra. Trong mắt Phạm Anh không ngừng quay tròn, Phạm Nhạc lại lạnh lùng mở miệng. Phạm Anh, đừng nghĩ mình quá thông minh, chuyện này không có kế sách vẹn toàn, chỉ có một con đường, người phải giúp chúng tôi, nếu thành công người có thể sống. Nếu thất bại, người thứ nhất phải chết chính là ngươi phạm anh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn thẳng tiêu phàm khàn giọng nói rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì tiêu phàm không chút do dự nói toàn lực phối hợp với chúng ta đầu tiên anh phải tìm hiểu rõ đại quốc sư muốn những người nam nữ tướng mệnh thuần âm thuần dương để làm cái gì tôi cho anh thời gian một ngày ngày mai tôi nhất định phải có được tin tức chính xác sau đó tôi sẽ chỉ cho anh biết bước tiếp theo nên hành động thế nào được phạm anh cũng không chút do dự đáp ứng gã hiện tại rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này một mình ổn định tinh thần suy nghĩ thật kỹ đem hậu quả trước sau của chuyện này làm cho rõ ít nhất việc tiêu phàm muốn gã làm trước mắt dường như cũng không quá nguy hiểm gã có thể nghĩ biện pháp báo cáo kết quả tranh thủ kéo dài thời gian ừ vậy anh đi về trước đi tiêu phàm nhẹ nhàng gật đầu khoát tay áo, nói. Thật sự để cho tôi đi. Lúc đầu Phạm Anh một lòng một dạ muốn rời đi, hiện tại tiêu phàm cho gã đi rồi, gã ngược lại trần chờ, có vài phần bất an. Có lẽ cảm thấy tiêu phàm không nên thả gã đi như vậy. Tiêu phàm cười cười, nói. Phạm tiên sinh, tôi là người rất giữ chư tín, hy vọng Phạm tiên sinh cũng không làm cho tôi thất vọng. Được, vậy cảm ơn. Phạm Anh không do dự nữa, lập tức đứng dậy, ôm quyền cúi xuống, xoay người rời đi, nửa điểm cũng không muốn ở lại. Tiêu Chân Nhân, người này tính cách bướng bỉnh không chịu thuần phục, nhìn tướng mạo xem ra, trời sinh tính đa nghi, giả dối. Cứ thả gã trở về như vậy, Tiêu Chân Nhân cảm thấy gã thật sự sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta sao? Nhìn bóng lưng của Phạm Anh nhanh chóng biến mất ở góc rẽ ngoài cửa, Nguyên Thành Tử rốt cục mở miệng nói, giọng điệu lo lắng. "Trận phục kích hôm nay đều do Tiêu phàm làm chủ." chỉ là mượn dùng ngọc dương quan thanh tịnh này một chút nguyên thành tử liền nghiêm ngặt tuân thủ quy củ tất cả đều do tiêu phàm chủ trì chính mình cũng không tùy tiện nhúng tay tiêu phàm dễ dàng thả phạm anh đi nguyên thành tử cũng không có ngăn cản gã sẽ phối hợp đấy tiêu phàm nhẹ giọng nói ra giọng điệu vô cùng chắc chắc mùi vị bị âm quỷ cắn trả không ai hiểu hơn phạm anh đương nhiên phạm anh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ như vậy sau khi trở về, nhất định sẽ tìm cách thoát thân. Tuy nhiên Tiêu Phàm cũng không lo lắng chuyện này. Hàng đầu thuật Nam Dương đương nhiên thần bí khó lường, nhưng đạo thuật của Vô Cực môn cũng không phải người ngoài có thể phá giải được đâu. Luận đến nguồn gốc Phật pháp, hàng đầu thuật Nam Dương càng không thể so với đạo nho chính thống của Vô Cực môn. Hắn đã dán phù lục cấm chế ở trên người, Dương Đồng sớm đã cùng âm quỷ hòa làm một thể, ngoại trừ chính hắn, người ngoài tuyệt đối không giải được dựa vào khả năng của ma cưu đại quốc sư có lẽ có thể cưỡng ép đem âm quỷ phạm anh nuôi dưỡng trong cơ thể giota s chết nhưng muốn vô thanh vô tức làm được việc này cũng không có khả năng chỉ cần dương đồng bị giota s mặc kệ cách bao xa tiêu phàm cũng cảm nhận được lập tức liền có thể sử dụng âm quỷ đoạt tính mạng của phạm anh nguyên thành tử nói không sai phạm anh trời sinh tính đa nghi là người giả dối không hề đáng tin tuy nhiên người có loại tính cách này sợ nhất là cái chết nếu không có nắm chắc trăm phần trăm có thể thoát khỏi âm quỷ cắn trả, tuyệt đối không dám bội ước. Về phần Phạm Anh và mối giao tình với sư môn của ma cưu đại quốc sư, hoàn toàn không nằm bên trong suy tính của tiêu phàm. Thứ này ở trong suy nghĩ của Phạm Anh quả thực không đáng giá một xu. Nếu không, tại sao lại hạ sát thủ đối với những người thân nhất như Phạm Nhạc, Phạm Linh? Lại càng không cần phải nói, thế giới của hàng đầu sư, căn bản chính là người mạnh mới được tôn trọng. Năm đó, mà cừu đại quốc sư chính là Giota ết chết sư phụ của mình, mới thành công ngồi lên ngai vàng, bất cổ phái. Nếu tiêu chân nhân nắm chắc như vậy, bần đạo quả là quá lo lắng rồi. Nguyên thành tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười. Tiêu phàm mỉm cười nói. Nguyên thành chân nhân, hôm nay có thể thành công bắt được Phạm Anh, tôi phải cảm ơn sự giúp đỡ của chân nhân. Tiêu chân nhân sao lại khách khí như vậy? Tất cả mọi người ở cùng trên một con thuyền, đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Nguyên thành tử bật cười ha hả, vuốt ve tròm dâu hoa dâm. Ước chừng 15 phút sau, tiêu phàm, cơ khinh xa và phạm nhạc ngồi vào trong một chiếc ô tô con, chạy nhanh ra khỏi hậu viện Ngọc Dương Quan. Phạm nhạc, tìm một chỗ nghỉ ngơi khác đi, hôm nay chúng ta không ở lại Hoàng Phủ nữa. Nhưng cách Hoàng Phủ gần một chút. Tiêu phàm nhẹ giọng nói với người đang lái xe là Phạm Nhạc biết. Phạm Nhạc gật đầu, không rên một tiếng hai hàng lông mày của cơ khinh xa hơi dương lên nói anh không muốn đem tất cả trứng gà đều đặt ở trong một giỏ sách chứ tiêu phàm khẽ vuốt cằm nói chiến tranh niên đại có quy định thủ trưởng cao nhất không thể ngồi chung một xe với bộ đội sở dĩ có quy định như vậy chính là một khi ngoài ý thủ trưởng bị đuổi diệt bộ đội như rắn mất đầu liền xảy ra hỗn loạn hiện giờ tô nam ở trong hoàng phủ nguyên thành tử và vài tên đệ tử thân truyền cũng ở trong hoàng phủ hơn nữa ba người bọn họ, gần như tất cả lực lượng đều tụ tập lại với nhau, rất dễ dàng khiến cho ma cưu đại quốc sư chú ý. Đúng là đạo lý này, mục tiêu của Tô Nam và Nguyên Thành Tử quá lớn. Nhất là Tô Nam, có thể nói là người ma cưu kiêng kỵ nhất. Cơ khinh xa lập tức gật đầu đồng ý với cách nhìn của tiêu phàm. Theo sự miêu tả của Tô Nam, y và giáo chủ cao trừng của Tinh Nguyệt Phái, đại tế tin nạp tả của Đỗ Thành Phái, đứng sau đại hàng đầu sư ma cưu của nước Đan Mạn trước mắt, Cao Trừng và Nạp Tả đều xảy ra chuyện, còn lại Tô Nam đang được ma cư chú ý nhất. Tô Nam trước kia vẫn luôn ở tổng đàn, nạp cát phái, khổ tu, thì không nói làm gì, Ma cư dù ghen ghét y cũng không thể làm gì. Hiện tại y xuất hiện ở thành lạc gia, gần trang viên ma cư như thế, tuy cách vài chục cây em, nhưng hành tung đều có thể bại lộ bất cứ lúc nào. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân Tô Nam lẻ loi một mình đến thành lạc gia thật sự y không yên tâm đối với các hàng đầu sư khác bên trong giáo phái của mình. Ai biết bên trong những người thân tín này, có người không bị ma cư mua chuộc. Dù sao vị trí giáo chủ, nạp cát phái của Tô Nam cũng không phải trời sinh mà có đấy, càng không phải không thể thay thế. Nếu Tô Nam bị gờ yêu ta chết, những đại hàng đầu sư khác trong phái đều có cơ hội đảm nhiệm chức vụ giáo chủ. Huống chi ma cưu thân là đại quốc sư, có thể nói ra điều kiện rất tốt, người bình thường rất khó cự tuyệt hơn nữa điều quan trọng hơn chính là ma cư từng hai lần đến tổng đàn nạp cát phái bái kiến tô nam tô nam cũng không thể khẳng định hành tung của mình có bị ma cư biết được hay không giống như tiêu phàm chỉ cần gặp qua người nào đó một lần ở trong phạm vi nhất định hắn cũng có biện pháp xác định hành tung của người đó đây không phải bí thuật độc hữu của vô cực môn bình thường mà nói thuật sư nếu có thuật pháp đạt tới trình độ nhất định đều có thể làm được như vậy chỉ có điều Trình độ tra xét hành tung hơi khác nhau mà thôi Hàng đầu thuật Nam Dương thần bí khó lường Ma Cưu Đại Quốc Sư có lẽ cũng có loại thủ đoạn này Bất kể như thế nào Nơi này là thành lạc gia Là đại bản doanh của Ma Cưu Đại Quốc Sư Ngoại trừ Ma Cưu, Zinoza, Bất Cổ Phái Cũng có không ít hàng đầu sư lợi hại Nếu biết được tin Tô Nam vào ở Hoàng Phủ Ma Cưu xuất lĩnh môn đồ tấn công Chắc không thể ngăn cản được Chuyện nguy hiểm như vậy Tốt nhất nên tránh xa chương 490, tin tức Phạm Anh mang đến. Giống như phán đoán của tiêu phàm, động tác của Phạm Anh tuy rằng không nhanh chóng, nhưng đã hoàn thành đúng hạn, gã chủ động liên hệ với Phạm Nhạc. Phạm Nhạc cho gã số điện thoại liên lạc. Trong điện thoại, Phạm Anh không nói nửa câu vô nghĩa, trực tiếp mời bọn họ đến quán cà phê Hắc Thiên Nga nói chuyện, rồi lập tức cúp điện thoại. Quán cà phê Hắc Thiên Nga ở gần công ty, tôi trước kia thường xuyên vào nơi đó nghỉ ngơi một chút. Phạm Nhạc thuận miệng giải thích với Tiêu Phạm, cái gọi là công ty chính là tổng bộ tập đoàn công ty Phạm Thị, là địa chỉ công ty trước kia của Phạm Nhạc. Lúc đó Phạm Nhạc vừa tham gia đào tạo chuyên sâu ở trường đại học người Hoa ở thành Lạc Gia, vừa đi làm ở công ty, lãnh đạo toàn bộ công việc của tập đoàn Phạm Thị. Cho nên anh ta và cơ khinh sa là bạn học, lớn hơn cơ khinh sa vài tuổi. Quán cà phê Hắc Thiên Nga, cơ khinh sa trước kia cũng thường xuyên đến đấy. Đó là vùng tập trung nhiều công ty người Hoa nhất cũng là khu vực phồn hoa nhất thành lạc gia, thuộc loại thành phố không đêm. Quán cà phê Hắc Thiên Nga có thể mở ở gần tổng bộ tập đoàn Phạm thị, đương nhiên rất tốt, rất hợp khẩu vị của cơ khinh sa. Vậy thì đi thôi." Tiêu Phàm không chút do dự, lập tức đứng dậy. Phạm Nhạc không động đậy, Trần chờ nói: "Tiêu Phàm, tôi vẫn có chút lo lắng, Phạm anh con người này, anh có thể không biết, gã không phải cái loại nguyện thua cuộc. Tôi cũng đã lâu không tới quán cà phê Hắc Thiên Nga." Có lẽ đã có nhiều thay đổi. Ngụ ý của Phạm Nhạc rất rõ ràng, chính là lo lắng Phạm Anh không cam lòng nhận thua, đã thiết kế cái bẫy nào đó ở quán cà phê Hắc Thiên Nga. Dù sao lúc này ở thành Lạc Già, bọn họ người đơn thế cô, Phạm Anh mới là rắn địa phương. Thậm chí có thể điều động người của cục cảnh sát thành Lạc Già. Đơn đả độc đấu, ba người bọn họ ai cũng không sợ Phạm Anh. Nhưng bây giờ là thời đại vũ khí nóng. Tiêu Phạm khẽ mỉm cười, nói: "Yên tâm đi." Phạm Anh không dám làm quỷ kế gì đâu. Dương đồng và Âm đồng đang trong cơ thể của gã, gã làm gì bất thường có thể giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được bản thân gã. Hai đứa trẻ âm quỷ hiện tại chẳng khác nào là lính gác được Tiêu Phàm đặt ở bên người Phạm Anh, thực thi theo dõi gã 24 giờ. Phạm Anh nếu có gì bất thường, không thể gạt được hai vị âm dương này, đương nhiên cũng không thể gạt được Tiêu Phàm. Phạm Nhạc Trung Quy cũng không biết nhiều về hàng đầu thuật đương nhiên không biết tiêu phàm đã nắm chắc trong tay hai vị âm quỷ, nên có thể làm theo ý mình. Thế giới thuật sư, vốn không phải người thường cũng có thể lý giải được hết. Thấy tiêu phàm chắc chắc như vậy, phạm nhạc cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật tiêu phàm có thể dễ dàng khống chế được âm quỷ mà phạm anh nuôi dưỡng, không chỉ có dựa vào phù lục của vô cực môn, nguyên nhân chủ yếu chính là càn khôn đỉnh. Tiêu phàm đem huyết hàng mà phạm anh dáng vào cơ thể Hoàng Thanh Vân Thu vào bên trong, càn khôn đỉnh, lại dùng thần niệm tiến hành điều tra, trong lúc vô tình đã phát triển ra sự kỳ diệu của Càn Khôn Đỉnh, làm cho hắn ở phương diện khống chế âm quỷ nhận được lĩnh ngộ sâu sắc. Trước đó, Tiêu Phàm cũng từng lấy thần niệm điều tra trong đỉnh Càn Khôn, cũng không biết là duyên phận chưa tới hay là công lực không đủ, vẫn không có thu hoạch. Lần này, có, huyết hàng, có lẽ là bởi vì tác dụng kết nối giữa dược lý học và huyền học, Tiêu Phàm thần niệm bỗng nhiên có liên hệ với Càn Khôn Đỉnh từ khía cạnh nào đó chính là càn khôn đỉnh đã truyền thụ cho tiêu phàm một ít nhận thức mới làm người đứng đầu vô cực môn nắm giữ tam bảo trấn giáo càn khôn đỉnh thần kỳ như thế tiêu phàm cũng không bị bất ngờ cho lắm chỉ sợ bảo đỉnh còn có nhiều điều thần kỳ hơn nữa chỉ là trước mắt hắn còn chưa biết hết được chuyện như vậy còn phải chú ý tới duyên phận gấp gáp cũng không được một lát sau chiếc ô tô con màu đen liền rời khỏi tiểu khu biến mất trong bóng đêm mờ mịt Phạm Nhạc lần này tìm chỗ dừng chân là nằm ở một khu chung cư xa hoa trong khu phố người Hoa, cách Hoàng Phủ và Phạm Phủ không quá xa. Cái tiểu khu này không lớn lắm, nên tìm được một chỗ cho thuê phòng cũng không quá khó khăn. Ba người bọn họ đều là bộ dạng người Hoa, điều này mới khiến cho chủ cho thuê nhà cho bọn hắn thuê phòng. Khu phố người Hoa ở thành lạc già tồn tại sự, kỳ thị trùng tộc, vô cùng nghiêm trọng, người bản địa cho dù có nhiều tiền cũng thuê không được phòng ở vùng này, chứ đừng nói đến việc mua nhà ở chỗ này những người hoa giàu có thượng đẳng, tuyệt đối không muốn ở cùng một cư xá với người bản địa. Ngoại trừ, huyết thống luật, làm càn, thế cục trị an xã hội khu dân nghèo ở thành lạc già cũng là nguyên nhân chính. Khách quan mà nói, trình độ dã man của người bản địa ở đây còn vượt xa người Hoa. Khu sinh sống của người Hoa cách quán cà phê Hắc Thiên Nga không đến nửa giờ đi xe. Một đường núi với hệ thống đèn neon không ngừng lóe sáng, dòng người và xe cộ hối hả, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra ảo giác đã về tới thành phố ở trong nước, hoàn toàn không giống như là đang ở trên hải đảo, cùng nhảy múa với người dân bản địa dã man. Quy củ của quán cà phê Hắc Thiên Nga cũng giống như khu phố người Hoa, nếu là người bản địa sẽ không được vào. Cho dù là những nhân vật cao quý ở thành lạc già cũng không được tiếp đãi. Trừ khi có người Hoa dẫn theo, quán cà phê Hắc Thiên Nga mới có thể ngoại lệ cho vào. Loại tình huống này ở nơi đây rất bình thường, chứ không phải quy tắc do quán cà phê Hắc Thiên Nga sáng tạo ra. Đương nhiên, thành lạc già có rất nhiều nhân vật cao cấp, ví dụ như người phụ trách cục cảnh sát tòa thị chính, cũng rất có thân phận địa vị đấy. Nhưng bọn họ biết rõ vùng này rất kỳ thị người bản địa nên cũng rất tự giác, không đến đây để bị người khác xem thường, ngược lại họ sẽ tới những chỗ khác. Bị người khác kỳ thị rất hay sao? Lại không thể từng giây từng phút đem chức vụ thân phận của mình viết lên trên một cái bảng đeo trên ngực, cũng may thành Lạc Già cũng có không ít chỗ ăn chơi xa hoa, chỉ nhìn tiền không nhìn người, cũng không ngăn cản người dân địa phương đi vào. Qua nhiều năm như vậy, mới có thể bình an vô sự. Tuy nhiên, ở một nước gần đan mạn thì loại mâu thuẫn này lại trở nên gay gắt, mấy chục năm qua, không ngừng bộc phát hoạt động bạo lực nhằm vào người Hoa, đã tạo thành không ít thảm án máu tanh. Phạm Nhạc đưa xe con vào bãi đỗ xe tầng hầm ở cửa hàng bách hóa lớn, ba người cùng nhau đi qua thang máy tiến vào khu bách hóa đi vào quán cà phê Hắc Thiên Nga đèn mở tối dịu dàng. Tiêu phàm và cơ khinh sa thần sắc thản nhiên, vẫn chưa cảm nhận được bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào ở bên cạnh. Thần niệm điều tra chỉ có thuật sư giỏi mới làm được. Người bình thường dù võ công cao tới đâu, không thể dùng kỹ xảo giác quan thứ 6 thăm dò ở trên thần niệm lực thì cũng giống như người bình thường mà thôi, không có gì khác biệt. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hơi mơ hồ dự cảm được, điều này cũng đã rất giỏi rồi. Phạm Anh một mình ngồi ở trong góc tối, mấy ghế phụ bên cạnh đều không có người khách nào khác, cũng không biết là nguyên nhân gì, những người khách khác đều rất tự giác tạo khoảng cách nhất định với Phạm Anh, dường như họ sợ ngồi gần quá sẽ dính vạ lây. Đây đúng là kết quả Phạm Anh cần. Là gia trưởng đương nhiệm của Phạm gia, là nhân vật quan trọng trong tầng lớp người hoa quý tộc ở thành Lạc Gia, Phạm Anh sớm đã không có thói quen lăn lộn cùng một chỗ với người thường. Huống chi, gã bây giờ là một kẻ bại trận, đang hẹn người ta gặp mặt tâm tình không vui. Cũng có thể bất kỳ một, người qua đường vô danh, nào nửa tỉnh nửa mê, làm một vài động tác lơ đáng có thể ký bản quyền tê ý bản quyền đến Phạm Anh. Chọc giận Phạm Tiên Sinh, cũng không phải hành động sáng suốt. Tuy nhiên khi nhìn thấy tiêu phàm, cơ khinh xa và Phạm Nhạc chậm rãi đi tới, Phạm Anh vẫn đứng lên, miễn cưỡng cố ra vẻ tươi cười. Đối với tên tu tưởng bí y thái tiêu phàm này, Phạm Anh ít nhiều vẫn còn tâm lý sợ hãi nhất định. Loại người, tính cách tiến nhân, này càng bị đánh mới càng thành thật, rất nhiều người đều có. Tiêu phàm ngồi xuống đối diện với Phạm Anh, khẽ vuốt cằm, không nói một tiếng. Hắn và Phạm Anh, vốn cũng không có tiếng nói chung, đối với Phạm Anh loại người không có đạo đức này, tiêu phàm rất khó ngồi chung một chỗ. Nếu không phải là bởi vì, sự việc cần đến, tiêu phàm cũng sẽ không đồng ý với Phạm Nhạc, sau khi chuyện thành công tha cho gã một con đường sống, còn chia cho gã một phần ba gia sản dựa vào tính cách của tiêu phàm, kẻ như vậy, đều không cần phạm nhạc phải ra tay, tiêu phàm sớm đã có cách xử lý. Tiêu tiên sinh, cơ tiểu thư, phạm nhạc. Phạm anh ngượng ngùng gọi tên mấy người. Cơ khinh xa gật đầu, ngồi xuống bên cạnh tiêu phàm. Phạm nhạc vẫn đứng ở phía sau cơ khinh xa, y một lần nữa về tới thành lạc gia, trong lòng cũng không xem mình là gia chủ của phạm gia, y vẫn theo thói quen như trước vẫn xem mình là bản kiêm, vệ sĩ bên người của cơ khinh xa. Đương nhiên, đây không phải do cơ khinh xa yêu cầu, là phạm nhạc tự mình nhận làm thân phận này. Cơ khinh xa dù phản đối thế nào, cũng không có hiệu quả. Phạm nhạc loại người tính cách này, một khi đã nhận định làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng phạm nhạc lại không biết, động tác tự nhiên này của y đã tạo ra một áp lực tâm lý rất lớn đối với phạm anh. Theo vị trí ba người trước mắt này có thể thấy phạm nhạc là người hầu của cơ khinh xa, mà cơ khinh xa thì rõ ràng để tiêu phạm làm chủ giống như chim nhỏ nép vào lòng người. Ở sâu trong nội tâm của Phạm Anh, luôn cho rằng Phạm Nhạc còn hơn bản thân mình, tất cả cái mình có đều ăn trồm từ tay Phạm Nhạc. Nếu so sánh như vậy, tiêu phạm thật sự rất cao cao tại thượng rồi, trên ưu thế của loại tâm lý này, nhiều khi có thể phát huy tác dụng rất lớn ở trong đàm phán. Tiêu tiên sinh, tôi hỏi thăm cụ thể rồi, việc tìm kiếm nam nữ thuần âm và thuần dương, đúng là do đại quốc sư ra lệnh. Tổng cộng cần 6 đôi nam nữ trước mắt trang viên ma cưu đã có bốn đôi còn thiếu hai đôi trong nửa tháng phải tìm cho ra thấy tiêu phàm không nói một lời phạm anh cũng lập tức nói vào vấn đề chính tổng cộng sáu đôi tiêu phàm và cơ khinh sa không khỏi liếc nhau một cái đều lập tức nghĩ tới tin đồn ma cưu đại quốc sư nuôi âm quỷ cũng là sáu đôi trong lúc này khẳng định việc đó có chút quan hệ với nhau như vậy đại quốc sư muốn những nam nữ âm dương đó rốt cuộc để làm gì Nghe Zino nói, là vì tu luyện thiên quỷ hàng. Nếu trực tiếp hợp thể với âm quỷ thì nguy hiểm quá lớn, cho dù đại quốc sư cũng không có 10 phần nắm chắc. Cho nên, trước khi hợp thể, muốn cho âm quỷ và nam nữ âm dương đó hợp thể, dung hợp sinh hồn bọn họ, cuối cùng tái hợp lại làm một, cùng với đại quốc sư hợp thể, thiên quỷ hàng có thể được luyện thành công. Phạm Anh không có giấu giếm điều gì, một hơi đều nói ra hết, tuy nhiên sắc mặt lại không nhịn được trở nên tái nhợt, vừa nói vừa nhìn xung quanh từ giờ phút này, gã coi như là đã phản bội ma cưu đại quốc sư rồi. Một khi sự việc bại lộ, dù chạy đến chân trời góc biển, cũng khó lòng thoát chết. Trên thế giới này, có mấy người có thể trốn thoát khỏi sự đuổi gờ của ma cưu đại quốc sư. Audio điện tử võ tấn bền chương 491, Đại Quốc Sư Giota S đến tận cửa. Trái ngược với sự ồn ào trong quán cà phê Thiên Nga Đen, giờ này trong Hoàng Phủ vô cùng yên tĩnh. Tuy rằng vẫn chưa muộn, đa số các phòng đều sáng đèn, đèn đường trong phủ cũng đều sáng. Nhưng đối với diện tích hoàng phủ mà nói thì số đèn đường này chỉ lác đác mà thôi. Toàn bộ hoàng phủ chìm trong màn đêm, ít nhiều có chút thê lương. Giống như trước, trời vừa tối, liền không có ai dám tiếp cận khu biệt thự nhỏ của Tô Nam đại sư. Từ khi vào hoàng phủ, Tô Nam chưa từng lộ mặt, cả ngày ở trong biệt thự, không ai biết vị đại sư này trốn trong phòng làm gì lại càng không có người dám đi điều tra. Nhưng tối nay sự yên tĩnh của Hoàng Phủ và biệt thự nhỏ nơi Tô Nam Ơ đã hoàn toàn bị phá vỡ. Anh Bill, hút điếu thuốc đi. A Tứ, vệ sĩ ở ngoài cửa Hoàng Phủ lấy thuốc ra kính cẩn đưa cho anh Bill một điếu. A Bill là lão đại trong tổ của họ, đã làm việc nhiều năm trong Hoàng Phủ, vừa có gan vừa biết điều, được lão ra hết sức coi trọng. Nếu không vì A Bill văn hóa quá thấp, Hoàng lão ra sớm đã cất nhắc làm người phụ trách một bộ phận trong công ty rồi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến uy tín của A-Biu trong lòng đám vệ sĩ, mỗi một người mới đến đều hết sức cung kính A-Biu. A-Biu tùy ý nhận lấy điếu thuốc A-Tứ đưa cho, đưa lên miệng, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh, canh phòng nghiêm ngặt để phòng có người đến tiếp cận. Đây là nguyên tắc của A-Biu, cầm tiền lương rồi thì sẽ không làm người khác thất vọng. A-Tứ vừa châm thuốc cho A-Biu, vừa cười nói Anh Biu, thả lòng một chút, đừng lo lắng như vậy. Hiện giờ trong phủ chúng ta chẳng những có vài vị ngọc dương quan chấn thủ, còn có vị đại sư số một kia nữa, người bình thường ai dám đến đây gây chuyện chứ? Theo A Tứ, có một đống người mạnh như vậy, bọn họ chỉ là những vệ sĩ biết khua đao múa kiếm, có chuyện gì xảy ra thì bọn họ cũng chỉ là góp vui mà thôi. Hoàng phủ bây giờ sớm đã phòng thủ kiên cố. A Biu hít một hơi thuốc, lại phun từng vòng khói ra từ mũi, lắc đầu nói. Không nên nói như thế, chúng ta cầm tiền của lão gia thì không nên khiến lão gia thất vọng. Chân nhân của Ngọc Dương Quan và Tô Nam giáo chủ quả nhiên lợi hại, nhưng không có nghĩa là chúng ta được phép lơ là, cho dù là báo trước cho họ cảnh giác cũng tốt. Ha ha, anh Bill, nếu thật sự có nhân vật lợi hại như thế đến, chúng ta báo hay không báo cảnh sát thì có tác dụng gì chứ? Hơn nữa cả cái thành lạc gia này, trừ phi là ma cưu đại quốc sư tự mình lại đây, những người khác thật đúng là không đáng quan tâm. A à, Tứ hơi phản đối nói trong khoảng thời gian này anh ta hay hợp tác với a biu cũng coi là quen với nhau rồi nên mới dám nói những câu này người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời tính cách của a tứ chính là như thế không khuyên nổi anh ta nên a biu lắc đầu không nói gì nữa chỉ có điều lại hít thật mạnh một hơi thuốc nữa hai mắt đang hít lại đột nhiên trợn thật lớn chỉ thấy một bóng người đen xì chậm rãi đi về phía hoàng phủ vì trời tối nên không thấy rõ diện mại người đó A chỉ cảm thấy cả người từng đợt rét run, bóng người trước mặt này như có như không, không giống như người sống. Ai đấy, đứng lại. A nhổ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, tay phải dường như có phản xả rũi ra, dơ súng lục ra, cạch cạch, một tiếng nạp đạn vang lên, họng súng đen ngòm hướng về phía trước. Mặc kệ gã là người hay ma, đã gặp A ở đây thì không thể để gã đi dễ dàng như vậy được. Bóng người kia coi như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, thậm chí còn không thèm xoay đầu sang phía A Biu. Bốn phía tĩnh mịch, ngay cả âm thanh nghiến răng ken két của A Tứ bên cạnh cũng nghe thấy được, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân. Bóng người kia như phiêu du trên mặt đất, dường như hai chân chưa từng chạm xuống mặt đất. Âm quỷ. Cuối cùng thì A Biu cũng đưa ra phán đoán trong lòng. Dù A Biu rất có dũng khí, nhưng lúc này hai tay cầm súng cũng không ngừng run lên. Nếu thực sự là âm quỷ đến thì dù súng lục có sức sát thương mạnh hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Nhiều lần, ngón trỏ Abil đã đặt trên cò súng nhưng vẫn không bóp cò. Gã thật sự không dám nổ súng với một âm quỷ. Không thể nghi ngờ, âm quỷ này không hề hướng tới phía bọn họ. Abil gã chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng để ý, A Tứ lại càng không hơn vậy. Không đến mức có hàng đầu sư đưa âm quỷ ra để đối phó với họ, nhưng nếu mình nổ súng chẳng may chọc giận tên quỷ này thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tới gần, anh Bill, là người. A Tứ ở bên cạnh run rẩy từ nãy tới giờ bỗng nhiên hét ầm lên, âm thanh cực kỳ lớn, thiếu chút nữa là đâm thủng màng nhĩ A Bill, trong tình cảnh này thì tiếng hét truyền ra càng thêm sợ hãi. Kỳ thật không cần A Tứ nhắc nhở, A Bill cũng thấy rõ, bóng đen chậm rãi đi đến nơi này không phải là một âm quỷ mà là một con người sống sờ sờ. Giá người này cũng không cao lắm, có thể nói là vóc dáng thấp bé, mặc trang phục truyền thống của nước Đan Mạn, áo bảo lớn tay áo rộng, dưới ánh sáng của đèn đường, kim tuyến trên trang phục còn phát ra ánh sáng nóng lánh. Đây là một loại trang phục rất đẹp, quý giá, chỉ có những nhân sĩ có địa vị, được tôn sùng thì mới có thể được mặc trang phục như thế. Nhân vật lớn của Hoa Kiều sẽ không mặc trang phục như thế. Người này có để dâu, được cắt sửa chỉnh tề, hai mắt tinh quang, nghiêm nghị có uy, không ngờ là một vị cực có khí độ thân sĩ bởi vì bóng đèn che khuất nên không thể xác định tuổi của y, nhưng có lẽ tuổi cũng không quá trẻ. Một nhân vật lớn uy phong lẫm liệt như vậy nhưng khi vừa mới xuất hiện lại bị A Tứ và A Biu coi là âm quỷ, thật sự rất kỳ quái. Nhưng cảm giác vừa rồi của A Biu và A Tứ thực sự là có chút chân thật, quả thật là không giống như đang đối mặt với người sống, điều này không có liên quan đến việc người đó mặc gì, mà là một loại cảm giác rất đặc biệt. Vị tiên sinh này, xin dừng bước, đây là vùng đất của cá nhân, không thể tự do đi vào như thế. Xác định người đến không phải là quỷ, dũng khí của A cao lên rất nhiều, đồng thời lời nói cũng khách khí hơn. Cho dù đây là khu của người Hoa, có sự, kỳ thị chủng tộc với những người dân ở đây, tuy nhiên cũng tùy người thôi. Vị khách này rõ ràng không thể so sánh tầm thường được, cũng không phải là người mà A có thể tùy ý quát tháo. Thấy vị khách không có chút phản ứng nào, A cho rằng gã không hiểu ngôn ngữ của mình, vội vàng dùng thuật ngữ thông dụng của thổ dân nói lại lần nữa, giọng điệu có chút biến hóa, không còn cung kính như trước. Thói quen kỳ thị thổ dân hình thành từ mấy chục năm qua không dễ dàng sửa được. Sự thay đổi này rất nhỏ nhưng lại bị vị khách nắm bắt được, ánh mắt sốt cục cũng hướng sang bên này, đồng thời hư, lạnh một tiếng. Tiếng, hư, này không lớn nhưng lọt vào tai A Biu và A Tứ lại giống như sấm sét đánh ngang trời vậy. Hai người đồng thời kêu thảm, Cạch, súng lục trong tay rơi xuống đất, lập tức ôm chặt lấy đầu, đặt mông ngồi ngay đó, co giật một cách đau đớn. Vị khách liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm liếc mắt sang bên đó nữa, chậm rãi đi về phía cửa chính hoàng phủ. Căn biệt thự hoàng phủ xây dựng theo lối giả cổ, cánh cửa chính làm từ gỗ lim nên vô cùng dày. Vị khách vừa mới đi tới trước cửa, cánh cửa chính bằng gỗ lim liền phát ra tiếng kéo kẹt trầm đục, dường như đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Chỉ một vài giây sau một tiếng kêu thật lớn vang lên, cửa chính bằng gỗ lim, ẩm ẩm, đổ xuống. Người đàn ông mặc hoa phục nhấc chân, phiêu nhiên đi vào. Hai vệ sĩ, ám tiêu, bên trong cửa chính cùng nhau lấy tay che tay, co giúp ở đấy, không động đậy được giống như A Biu và A Tứ vậy. Đội ngũ vệ sĩ Hoàng Phủ vốn được coi là hùng hậu, nhưng trước mặt người đàn ông này lại giống như những con rối bằng dơm vậy, hoàn toàn không chịu nổi đả kích, không có bất kỳ phản kháng nào không cần người đàn ông kia ra tay cũng dễ dàng bị khuất phục đối với những vệ sĩ này người đàn ông kia căn bản là không để vào mắt chỉ chậm rãi đi về phía trước mục tiêu dường như là căn biệt thự nhỏ của tô nam không ai dám cản trở đội ngũ vệ sĩ của hoàng phủ không chỉ có bốn người nhưng các vệ sĩ đều sớm bị người đàn ông này chế trụ không còn ai dám rút súng ra nữa người đàn ông này không có chút hứng thú nào với họ cũng chưa từng ra tay với bọn họ trong mắt người đàn ông này những người này chỉ như những con kiến nhỏ bé mà thôi. Qua chỗ có đèn sáng, rốt cục cũng có thể nhìn rõ mặt của người đàn ông này. Đó là khuôn mặt với làn da ngăm đen, có nét đặc thù của dân thổ địa, tuy nhiên khí thái kia thì thổ dân không thể sánh được. Dường như gã nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ, chỉ trong một suy nghĩ thôi là có thể định nhân sinh tử. Cho dù trong con mắt những người vệ sĩ có truyền thống kỳ thị chủng tộc cũng không ai dám toát ra ánh mắt bất kính. Còn chưa đợi nhìn kỹ thì ngọn đèn lại tối sầm lại, người đàn ông bước vào khu khá tối. Chương 492, đừng đối nghịch với ta. Cư sĩ xin dừng bước. Người đàn ông mặc hoa phục vòng qua một hành lang gấp khúc, phía bên phải là thông tới biệt thự của Tô Nam, bên trái cách đó không xa là biệt thự của Hoàng Thanh Vân. Một người trung niên hướng về phía người đàn ông, chắp tay, trầm giọng nói. Là một trong đệ tử đích truyền của Nguyên Thành Tử, ngài là đạo sĩ của Ngọc Dương Quan. Suốt cuộc thì người đàn ông cũng dừng bước, bình tĩnh nhìn, thản nhiên dùng tiếng hán phổ thông hỏi. Vô lượng thọ phúc, bần đạo Kim Dương, chính là Ngọc Dương quan đạo sĩ. Xin hỏi cư sĩ, trung niên đạo sĩ Kim Dương từ một câu nói còn chưa dứt lời, đã bị người đàn ông ngắt lời, thản nhiên nói. Ngọc Dương quan các ông chẳng phải luôn tự xưng là công chính vô tư hay sao? Tại sao lại cho vệ sĩ đến đây? Quy định này có từ bao giờ thế? người đàn ông nói liên tục dường như không khách khí chút nào cả. Kim Dương Tử hơi xấu hổ cười, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự tức giận, nhưng vẫn cố nén cười nói. Rất xin lỗi cư sĩ, đây là việc nhà của Ngọc Dương quan chúng tôi, không phiền đến ngài bận lòng. Vậy sao, nói như thế, Ngọc Dương quan các ông nhất định phải đối nghịch với ma cư tôi sao? Người đàn ông mặc hoa phục chậm rãi nói, giọng điệu đã trở nên lạnh như băng. Ma cưu, gã chính là ma cưu đại quốc sư. Không ngờ tự mình gờ yêu ta ết tới cửa. Chẳng trách lại có khí thế khinh người như thế, không thể chống đỡ được. Kim Dương Tử càng kinh hãi hơn, lùi lại vài bước, không ngừng kính lại. Kim Dương Tử tham kiến đại quốc sư. Thanh âm không kìm nổi sự run rẩy, Có vẻ như y vừa cản đường đại quốc sư, giọng điệu lại còn có chút lỗ máng. Trước mặt các đại nhân vật khác thì điều này cũng không có gì, cũng lắm chỉ là gây ấn tượng không tốt, khiến cho nhân vật lớn không hài lòng, cho dù có đắc tội với tô đan cao nhất nước đan mạn hậu quả cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng, lúc này người mà y đắc tội chính là Ma Cưu. Hàng đầu sư số một của nước đan mạn. Ma Cưu, hừ, lạnh một tiếng, ống tay áo phất về phía trước một cái, Kim Dương Tử chỉ thấy một nguồn sức mạnh cực lớn đánh thẳng tới. Hơi thở trong đan điền còn chưa kịp chống đỡ đã bị một lực lớn đánh trên ngực, Kim Dương Tử hét to một tiếng, cả người hướng phía sau bay thẳng ra ngoài, ước chừng bay ra 5 đến 6 mét, khiến lan can bằng kim loại trên đường mòn rất xuống. Hiển nhiên là bị đâm thủng ngực. Trong lúc nguy cấp, một bóng người bên cạnh lóe lên, nhanh như tên rời cung, phóng đến trước mặt kim dương tử, bật hơi mở thanh âm, đánh lên đầu vai kim dương tử một trường. Kim dương tử kêu to một tiếng, thân mình vượt ra ngoài, quăng thật mạnh lên đám cỏ, cú rơi chật vật không chịu nổi, toàn thân không một chỗ nào là không đau trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế, người giúp đỡ ông ta chính là sư phụ, Ngọc Dương quan trụ trì chân nhân, trưởng giáo nguyên thành tử của môn phái Long Môn ở Lạc Gia Thành. Ma cưu đại quốc sư ra tay thật sự quá nhanh quá mức hống hách, cho dù nguyên thành tử võ công cao cường, bay nhanh đoạt ra, cũng không có thể thông dòng hóa giải thế công của ma cưu đại quốc sư, chỉ có thể dùng cách lấy thể diện để cứu đệ tử. Tuy nhiên nói thì nói thế, trong tình huống ma cưu đại quốc sư đã xuất thủ thì có thể cứng rắn cứu một cái mạng đồ đệ, Nguyên Thành Tử cũng có thể khoe khoang được rồi. Vô lượng thọ phúc, Nguyên Thành Tử Ngọc Dương quan bái kiến đại quốc sư. Nguyên Thành Tử cách khá xa, chừng 4 đến 5 mét, chắp tay hướng về ma cưu đại quốc sư, giọng điệu vô cùng kính cẩn. Ở nước Đan Mạn, không ai dám vô lễ với đại quốc sư, bao gồm cả tô đan cao nhất và người cao nhất của quân đội chính phủ. Ở trước mặt đại quốc sư đều hết sức kính cẩn và khách khí. Đại quốc sư thực muốn gây chuyện với ngươi, thì cho dù ngươi có vác trên vai 100 ngàn súng, có hộ vệ bao quanh chỉ sợ cũng khó có thể chu toàn được. Nguyên thành đạo trưởng, trước kia ta chưa bao giờ can thiệp sự phát triển của đạo giáo ở Ngọc Dương Quan và Lạc Già Thành, đó là bởi vì ta kính trọng các ngươi cùng là thuật pháp nhất mạch. Qua nhiều năm như vậy, Ngọc Dương Quan làm việc coi như giữ quy củ, không có quá đáng, ta có thể dung nhịn được. Nhưng tại sao hiện tại các ông lại giúp người khác cố tình đối nghịch với ta? Mà cưu đại quốc sư nhìn phía nguyên thành tử, nói không vội vàng không hấp tấp, giọng điệu sớm khôi phục lại bình tĩnh. Không có ý tức giận, nguyên thành tử lại không người, kính cẩn nói. Không dám, đại quốc sư đã hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có ý này. Chủ yếu là mấy ngày nay, cơ thể Hoàng Thanh Vân có chút không thoải mái, cho nên tôi mới mang vài tên đồ đệ ở trong này chữa bệnh cho nó, chứ cũng không có ý tứ gì khác. Nói thì nói như thế, nhưng Nguyên Thành Tử trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Trên thực tế, ông ta, Tô Nam và Tiêu Phàm đã thỏa thuận, giống như lời nói của Ma Cưu Đại Quốc Sư, phải đối nghịch với Ma Cưu. Nhưng bây giờ đối mặt cùng Đại Quốc Sư, Nguyên Thành Tử nào dám thừa nhận? Thật sự không nghĩ tới, Ma Cưu Đại Quốc Sư sẽ đích thân gỡ iota ta -S đến tận cửa. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm vừa vặn không ở đây, Tô Nam liệu có ra tay hay không, cũng còn chưa biết. Dù Nguyên Thành Tử và vài vị môn nhân cùng đối nghịch với Ma Cưu Đại Quốc Sư, thì dù là nửa điểm thắng lợi cũng không thể nắm chắc được. Nếu ma cưu đại quốc sư tức giận, tiêu phàm lại không thể đến kịp, Tô Nam cũng không xuất thủ, chỉ sợ những nhân vật tinh anh Ngọc Dương quan bọn họ cùng cả Hoàng Phủ, đêm nay toàn bộ sẽ bị ma cưu đại quốc sư gỡ yêu Nguyên thành tử và toàn bộ tinh anh Ngọc Dương quan, nếu đánh với đại hàng đầu sư bình thường. Thắng bại là 50 phần 50, nhưng mà đánh với đại quốc sư kiệt xuất nhất đan mạn mấy chục năm qua, thắng bại trên cơ bản không cần phải luận đến nữa. Trong suy nghĩ của Nguyên Thành Tử, cho dù bọn họ tam phương liên kết, muốn lật đổ ma cưu đại quốc sư, đều cần phải khéo léo tìm cách, như vậy mới có một chút phần thắng. Cho nên tiêu phàm đề xuất muốn mượn chỗ của Ngọc Dương Quan, bắt Phạm Anh, Nguyên Thành Tử không chút do dự liền đáp ứng. Bất kể thế nào Phạm Anh là đệ tử Zino, là đồ tôn của Ma Cưu. Cho dù nhiều thành lũy chắc chắn, công phá từ nội bộ sẽ tiết kiệm sức lực và tỷ lệ thành công cũng cao hơn là công phá từ bên ngoài. Ai ngờ kế hoạch của bọn họ mới vừa mới triển khai, Phạm Anh không cung cấp bất luận tin tức gì hữu dụng, mà cựu đại quốc sư liền đi trước một bước gợi Iota S tới cửa. Đại quốc sư, người thật đúng là ra bài không theo quy củ A. Không ai chơi như thế đâu. Nhưng đại quốc sư nhất định ra bài theo lối mòn của mình, thì Nguyên Thành Tử cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp. Là thế này phải không? Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt mà cừu đại quốc sư lóe lên tinh quang, yên lặng nhìn chăm chú vào mặt của nguyên thành tử giọng điệu thản nhiên hoàn toàn nghe không ra gã không tin tưởng lời tự biện của nguyên thành tử nữa theo ta được biết mấy ngày nay các người vẫn ở nơi này một vị lão bằng hữu của ta may mắn thế nào cũng chạy tới nơi này nguyên thành đạo trưởng chẳng lẽ người muốn nói cho thanh biết điều này thực sự chỉ là trùng hợp sao việc này nguyên thành tử ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào tô nam ở cách đó không xa trong lúc này Nguyên Thành Tử vừa không có thể thừa nhận chuyện này với Ma Cưu Đại Quốc Sư, dẫn tới Ma Cưu lập tức trở mặt mà ra tay với bọn họ, lại cũng không thể nhiều mặt nói xạo, bởi như vậy, không khỏi đắc tội Tô Nam. Bọn họ vốn đã là đồng minh vô cùng yếu ớt, chỉ sợ sẽ lập tức tan rã. Bất kể hậu quả thế nào, ông ta và Ngọc Dương Quan đều chịu không nổi. Không có Tô Nam và Nạp Cát phái gia nhập liên minh, đơn thuần dựa vào lực lượng của Ngọc Dương Quan và Tiêu Phàm muốn đánh bại Ma Cưu và mười mấy tên hàng đầu sư bất cổ phái quả thực chính là chuyện nghìn lẻ một đêm đương nhiên nếu cẩn thận phân tích mà nói Ngọc Dương Quan sở dĩ chọn cách này hoàn toàn là có liên quan đến Hoàng Thanh Vân mà địch nhân của Hoàng Thanh Vân chỉ có Phạm Anh nhiều nhất còn dính dáng đến Zino còn với Ma Cưu Đại Quốc sư thực sự không có chút quan hệ gì hiện tại Phạm Anh đã bị Tiêu phàm chế phục Ngọc Dương Quan hoàn toàn không có lý do nhất định phải đối nghịch với Ma Cưu chẳng qua nếu nguyên thành tử thật muốn như vậy rời khỏi mà khiến cho tiêu phàm không có thể thuận lợi lấy được xích viêm thảo như vậy tiêu phàm liệu có thật sự sẽ giải quyết phạm anh diệt trừ đại hỏa tâm phúc của hoàng gia bọn họ điều này cũng khó mà nói được ít nhất nguyên thành tử cảm thấy nếu mình ở địa vị tiêu phàm chắc chắn sẽ không đại độ như vậy các ngươi không giúp ta xuất lực lại muốn kiếm được lợi từ chỗ ta trên đời nào có chuyện tốt như vậy tinh thần vị lãnh tụ người hoa của lạc gia thành này chưa bao giờ cảm thấy khó xử thế này. Nói như vậy, đại quốc sư là đặc biệt đến vì ta sao? chương 493, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà Tô Nam. Mà cưu đại quốc sư gào to một tiếng, ngắt lời Tô Nam, giọng nói rất mãnh liệt. Dù sao ngài cũng là đại hàng đầu sư nổi danh, mà có thể nói những lời này sao? Như thế là bất kính với đại thiên vương. Trong truyền thuyết, hàng đầu sư Nam Dương, Thủy tổ lạp chát đắc lý được xưng là Thiên Quỷ Vương, hay còn gọi là Đại Thiên Vương. Đa số hàng đầu sư đều rất tôn thờ vị thủy tổ trong truyền thuyết này. Một khi Đại quốc sư tức giận, nguyên thành tử và các đệ tử của ông ta không khỏi hoảng sợ thất sắc. Từ trong mắt đối phương có thể thấy được sự sợ hãi. Nhiều năm trước, ma cưu Đại quốc sư giống như thần minh vậy, cao cao tại thượng là người không cùng tầng cấp với họ. Thậm chí từ khi bọn họ còn nhỏ đã nghe nói qua uy danh hiển hách của ma cưu có thể nói một cách khoa trương, bọn họ nghe các huyền thoại về ma cưu mà lớn lên. Hiện giờ, nhân vật huyền thoại này đứng ở trước mặt bọn họ, chân thật như thế, làm cho bọn họ không khỏi sợ hãi. Tô Nam không có bị dọa cho sợ hãi, vẫn bình tĩnh như trước nhìn ma cưu, cười nhạt một tiếng, nói. Đại quốc sư không cần phải lừa mình dối người, kế hoạch của ngài, tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Chẳng lẽ đêm nay ngài đích thân tới đây, là để tìm tôi nói chuyện phiếm sao? ma cưu trầm mặt lạnh lùng nói tô nam ngài không ở lãnh địa của mình tĩnh thu bỗng nhiên chạy đến thành lạc già tôi đương nhiên muốn đi qua tìm hiểu một chút xem rốt cuộc là ngài có dụng ý gì tôi khuyên ngài vẫn nên thông minh một chút không nên xen vào việc của người khác hả xin hỏi đại quốc sư như thế nào mới được xem là thông minh đây nếu hiện tại tôi rời khỏi thành lạc già đại quốc sư đồng ý thả cho tôi đi sao tô nam hỏi ngược lại trong giọng nói mang theo ý chào phúng. Không cần thiết, nếu đã đến đây, vậy lưu lại làm khách mấy ngày. Tôi sẽ sắp xếp căn phòng yên tĩnh cho ngài tu luyện, các loại đan dược và tài liệu khác đều chuẩn bị vô cùng đầy đủ, tốt hơn nhiều so với nơi này. Ngài cùng tôi về trang viên ở một thời gian ngắn đi. Ma Cưu không chút khách khí nói. Tô Nam liền mỉm cười, không hề để ý tới Ma Cưu. Quay đầu nhìn Nguyên Thành Tử cách đó không xa, mỉm cười nói nguyên thành đạo hiếu hiện tại nên để ngài đưa ra quyết định tiếp tục thực hiện nghiệp nghị của chúng ta hay là tạm thời thay đổi chủ ý quỳ xuống đất cầu xin đại quốc sư tha thứ tất cả đều do ngài quyết định ánh mắt của ma cư giống như tia chớp nhìn quét lại đây ánh mắt u ám và lạnh lẽo nguyên thành tử không ngừng ngầm cười khổ cho dù ông ta muốn lùi bước nhưng câu nói của tô nam đã chặt đứt hết đường lui của ông ta rồi ma cưu đại quốc sư là hạng người nào chứ lẽ nào lại không hiểu được câu mà Tô Nam vừa nói, tiếp tục thực hiện hiệp nghị. Nếu Nguyên Thành Tử sớm đã cùng với Tô Nam hợp mưu, muốn đối phó Ma Cưu. Như vậy dù bây giờ Nguyên Thành Tử lựa chọn thế nào, thì trên thực tế Ma Cưu cũng sẽ không buông tha cho ông ta. Đổi lại, nếu như Nguyên Thành Tử làm việc đại sự tuyệt mật nào, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ thù nào. Để những kẻ thù này còn sống, chính là tạo ra cho mình những tai họa không thể biết trước được. Nguyên Thành Đạo Hiếu, Ngọc Dương quan của ngài thật muốn làm châu chấu đá xe sao? Thấy Nguyên Thành Tử trầm ngâm không nói, Ma Cưu lạnh lùng hỏi. Không đợi Nguyên Thành Tử mở lời, Tô Nam liền thản nhiên chen vào. Đại quốc sư, rốt cuộc thì ngài đang sợ điều gì? Chẳng lẽ ngài thật đã suy yếu, cho nên ngài rất sợ hãi việc tôi liên kết với Nguyên Thành Đạo Hữu để đối phó ngài sao? Tôi sợ hãi, đây thực sự là chuyện nực cười. Ma Cưu ngửa đầu bật cười ha hả, giọng điệu cực kỳ khinh thường nói. Nếu ngài đã không sợ hãi thì dựa vào năng lực của ngài cần gì phải hết lần này đến lần khác uy hát yêu ta ép chúng tôi, lại có ý đồ chia rẽ chúng tôi. Trực tiếp gờ yêu ta ép chết chúng tôi, chẳng phải là bớt phiền hơn hay sao? Tô Nam không lưu tình chút nào vạch trần cặn kẽ mưu đồ của Ma Cư, lập tức nhìn phía Nguyên Thành Tử. Nguyên Thành đạo hiếu, Ma Cư phải tu luyện, thiên quỷ hàng, ông ta nhất định phải giữ thể lực tràn đầy và pháp lực hùng hậu nhất. Nếu trước đó tiêu hao nhiều pháp lực, thì khi tu luyện thiên quỷ hàng sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải sợ hãi, ông ta chưa chắc sẽ làm gì chúng ta đâu." Tô Nam vội vàng nói. Trong ba người, luận về uy lực thuật pháp đả thương người, dường như Nguyên Thành Tử yếu nhất. Nhưng mà giờ này khác này, Nguyên Thành Tử lại trở thành mấu chốt hai bên tranh giành. Tô Nam miệng là nói như vậy, song trên thực tế trong lòng cũng rất bồn chồn dù sao đây chỉ là do hắn phỏng đoán, còn chân tướng thế nào hắn cũng không nắm chắc. Nếu chẳng may phán đoán sai lầm, dựa vào một mình hắn, lại ở xa nơi ở của mình, muốn ngăn cản được ma cưu, thực không dễ dàng. Lúc này, thái độ của Nguyên Thành Tử liền trở nên vô cùng quan trọng. Ma cưu không cần Nguyên Thành Tử hỗ trợ mình, điều này cũng không phải là sự thật. Nhưng nếu như có thể hù sở Nguyên Thành Tử duy trì trung lập, ai cũng không giúp, như vậy lúc mình đánh với Tô Nam nhẹ nhàng hơn vài phần cũng tốt vị trụ trì chân nhân Ngọc Dương quan này, trưởng giáo chi mạch đạo giáo phái Long Môn cũng không phải là người bình thường. Vậy sao? Vậy ngài hãy tự nếm thử chút mùi vị này đi. Ma Cưu cười lạnh một tiếng, tay phải cong lại gảy nhẹ một chút ánh lửa xanh mơn mờn, vù, một tiếng, bắn về hướng Nguyên Thành Tử, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, liền bắn tới trước người Nguyên Thành Tử. Phịch, ánh lửa chợt phóng đại, biến thành một hỏa cầu xanh biếc, chiếu dọi lên người Nguyên Thành Tử và mấy vị môn nhân một màu xanh mượt, giống như bị tô lên một màu sơn xanh lục. Không ổn rồi. Nguyên thành tử chấn động, giờ ống tay áo bên phải lên, một tấm chu sa phù lục tươi đẹp bay nhanh ra, đón gió phấp phới, hóa thành một ngọn lửa, bao vây hỏa cầu màu lục lại. Miệng lập tức lẩm bẩm, tay trái niết chặt lại, bao vây phù lục lại. Lại chỉ nghe một tiếng nổ lớn, phù lục biến thành ngọn lửa màu đỏ đột nhiên nổ tung, hỏa cầu màu lục cũng đồng thời nổ tung, tựa hai ngọn lửa đỏ lục giao nhau, nở rộ vô cùng rực rỡ mau tránh ra nguyên thành tử phất tay áo một cái lập tức gào thét xua đám lửa đỏ lục trước mặt mình ra xa đồng thời lớn tiếng kêu lên kim dương tử và mấy vị đệ tử tâm đắc đã sớm sợ hãi luống cuống tay chân có người thì bay ra phía sau có người thì vung vẩy ống tay áo hoặc là tế bái phủ lục muốn ngăn cản nhưng ma cưu đại quốc sư ra tay linh hoạt sắc bén lúc này có ngăn cản cũng không kịp trong nháy mắt ngọn lửa màu xanh liền dính vào trên người ba người sau đó liền xuất hiện tình huống vô cùng quỷ dị chỉ thấy ngọn lửa màu xanh hào quang lóng lánh giống châu báu trên quần áo ba người lập tức liền biến mất không thấy gì nữa dường như là xuyên thấu chui vào trang phục của bọn họ ngọn lửa màu xanh này nhìn rực rỡ sống động như thật hàng đầu sắc mặt ba người lập tức biến sắc một người lại lên tiếng kinh hô thanh âm khàn khàn bóng người chợt lóe tô nam vốn cách đó mấy thước bỗng nhiên đã đến trước mặt đánh về phía trước một trường nháy mắt biến hóa, trưởng ảnh rất mơ hồ. Ba gã đệ tử Ngọc Dương quan bị ngọn lửa màu xanh dính trên người cũng không phải lo ai soàng xính. Trên thực tế, bọn họ có thể đến Hoàng Phủ Trấn Thủ cùng Nguyên Thành Tử, cũng đã chứng minh bọn họ là nhóm cao thủ số một của Ngọc Dương quan. Nguyên Thành Tử sẽ không mang đệ tử bình thường đến nơi đây, không nói đến việc có giúp được gì hay không, thời khắc mấu chốt còn sẽ trở thành gánh nặng. Thấy Tô Nam không nói được một lời liền, đấu võ, cho dù ba người ở trong hoàn cảnh bối rối cũng không khoanh tay chịu chết, từng người dồn khí ở đan điền, vung quyền đá chân, đón đỡ đòn tiến công của Tô Nam. Tất cả dừng tay, Nguyên Thành Tử ở một bên kịp thời quát to một tiếng. Tô Nam là đại hàng đầu sư số một, hàng đầu thuật lợi hại điều này không cần phải nói rồi. Nhưng luận đến võ thuật chi đạo, chưa chắc tinh diệu hơn so với tiên thiên huyền công của Long Môn Phái muốn trong phút chốc bắt ba vị môn đồ tâm đắc của nguyên thành tử nào có dễ dàng như vậy nghe thấy sư phụ kêu gọi ba người đều tự nhiên sửng sốt động tác trên tay dừng một chút cứ như vậy chỉ hoãn được một chút chỉ nghe ba tiếng rầm 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 giòn vang trên người ba người đều trúng một trưởng của tô nam ba người không kìm nổi ngơ ngác nhìn nhau chiêu này của tô nam thanh thế không nhỏ nhưng tại sao đánh vào người một chút cảm giác cũng không có đùa giỡn với họ sao Tuy nhiên ngay sau đó, mọi người đều hiểu rõ, chỉ thấy ba ngọn lửa xanh bỗng nhiên lại hiện ra trên quần áo ba người, lóng lánh như bảo lục rồi dần dần lại trở nên ảm đạm và lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi đâu. Lúc này ba gã đạo sĩ Ngọc Dương Quan này mới nhận ra, Tô Nam đây là đang cứu bọn họ, nên vội vàng chắp tay cùng hướng về Tô Nam, cung kính nói: "Cảm ơn Tô Nam giáo chủ cứu mạng." Lời này không khoa trương chút nào. Đừng thấy ngọn lửa rực rỡ sắc màu này đẹp lại do ma cưu đại quốc sư tạo ra, nếu là do hàng đầu sư bình thường tạo ra cũng đã lợi hại vô cùng, huống chi ma cưu. Nếu Tô Nam ra tay chế, chỉ sợ ba người bọn họ đã chết thảm không kịp nói lời nào. Tô Nam khoát tay áo, hạ giọng nói. Mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất là kết trận tự bảo vệ mình. Mấy vị môn đồ của Nguyên Thành Tử nếu đối đầu với hàng đầu sư bình thường thì không sợ hãi chút nào, nhưng ma cưu lại thuộc tầng cấp trên. Trong tình huống bình thường, Đụng tới đại quốc sư, muốn bảo tò ẩn tính mệnh, biện pháp tốt nhất chính là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không được quay đầu lại. Nhưng mà lúc này, không cần nói đến Ma Cư tuyệt không để bọn họ chạy thoát, Tô Nam cũng không muốn để bọn họ chạy như vậy. Trong lúc này, Tô Nam cần tập trung tất cả lực lượng có thể sử dụng, cùng nhau đối kháng Ma Cư. Tuy rằng đám người Kim Dương tử sức chiến đấu yếu một chút, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Hơn nữa Tô Nam biết rõ trận pháp lực Ngọc Dương quan rất lợi hại nếu đám người kim dương tử lập trận tự bảo vệ mình dò xét chỗ sơ hở của ma cư thì việc làm bị thương đại quốc sư đó là không cần nghĩ có lẽ có thể kiềm chân được một chút lập lục hợp bát hoang trận nghe xong lời tô nam nguyên thành tử không chút do so dự lập tức vung tay lên quát lập tức kim dương tử và năm tên đệ tử tức thì mỗi người đứng một phương nguyên thành tử vung ống tay áo thân hình bay lên đứng ở vị phía can lục hợp bát hoang trận là một đại trận tổ sư ngọc dương quan truyền lại có lẽ không hùng hậu bằng cửu cung bát quái trận, nhưng lại mạnh hơn kỳ binh lực. Điều quan trọng nhất chính là thời gian lập trận rất ngắn, trong nháy mắt có thể bố trí xong. Thật sự là một pháp trận phòng ngự hữu dụng trong lúc cấp bách. Tô Nam vốn chỉ là kêu đệ tử Ngọc Dương Quan tự bảo vệ mình, không nghĩ tới nguyên thành tử cũng tự mình gia nhập đại trận, Tô Nam cũng không ngăn trở. Ít nhất nếu như thế thì quan hệ đồng minh hợp tác giữa mình và Ngọc Dương Quan không có gì phá nổi. Không còn phải chiến đấu anh dũng một mình nữa chương 494, hàng đầu thuật hoa Mỹ. Ma cưu đại quốc sư lạnh lùng nhìn, cũng không có ngăn cản bọn họ, sau khi nguyên thành tử và đồ đệ lập trận xong, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, nói. Nguyên thành đạo hiếu, xem ra là ngài quyết tâm đối nghịch với tôi rồi. Chỉ tiếc kế thừa long môn phái ở thành lạc dài nhiều năm như vậy lại bị hủy trong tay đạo hữu rồi. Một khi hạ quyết tâm, Nguyên Thành Tử lập tức liền chấn định lại, mắt nhìn Ma Cưu, chậm rãi nói nếu thiên mệnh đã định như thế vậy tôi cũng không thể nói gì hơn tuy nhiên bần đạo cũng có một câu xin khuyên đại quốc sư thiên mệnh vô thường đại quốc sư không nên nghịch lại thiên hành thì tốt hơn ma cư cười lạnh một tiếng nói tôi nên làm như thế nào không cần các vị quan tâm các vị đã nhất định phải đối nghịch cùng tôi vậy cũng đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình nguyên thành tử và tô nam lướt nhau cũng không lên tiếng nữa nếu đại chiến đã không cách nào tránh khỏi vậy cũng không cần phải nhiều lời. Tô Nam nắm tay trái thành quyền, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, từng cơn gió lạnh cuộn lên, khiến đèn đường bốn phía lập tức trở nên ảm đạm. Nguyên Thành Tử và mấy tên đệ tử tựa như bỗng nhiên rơi trong hầm băng, không kìm nổi giật nảy dùng mình một cái. Hai bóng đen hiện ra trong gió, miệng mũi giống như người sống bình thường, chính là âm quỷ mà Tô Nam nuôi dưỡng. Hai người này một nam một nữ, nhìn qua cũng đã là thanh niên, hai mắt ngăm đen, thẳng tắp nhìn thẳng ma cưu nguyên thành tử giật mình kinh hãi tuy rằng ông ta không tu luyện hàng đầu thuật nhưng lại vô cùng hiểu biết hàng đầu thuật ông ta biết rõ đây là âm quỷ mà hàng đầu sư nuôi dưỡng bình thường đều dùng thủ đoạn ẩn giấu ngày bình thường chỉ là dùng để tìm hiểu tin tức tung tích hàng đầu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sai khiến âm quỷ đối địch với ma cưu đại quốc sư vừa mới bắt đầu thậm chí chưa chính thức mở màn tô nam đã gọi hai âm quỷ đi ra không biết là dụng ý gì chẳng lẽ là tồn tại ý liều mạng sao thậm chí ngay cả trên mặt ma cư cũng hiện lên một chút vẻ kinh ngạc tuy nhiên lập tức lại hồi phục vẻ mặt lạnh lùng nghe danh đại quốc sư tế luyện âm quỷ không giống bình thường đã lâu tô nam rất muốn lĩnh giáo một phen mời đại quốc sư chỉ giáo sau khi tế xuất hai gã âm quỷ tô nam nhìn ma cư từ từ nói ma cư lạnh lùng cười nói chỉ dựa vào hai tên tiểu tử kia thì không cần âm quỷ của ta ra tay vậy sao tại sao tôi lại cảm thấy đại quốc sư không mang theo âm quỷ bên cạnh có phải ngài sợ âm quỷ bị thương thì không thể luyện thiên quỷ hàng được nữa không tô nam cười cười không chút khách khí nói ma cư cười ha hả nói tô nam từ nãy tới giờ ngài vẫn muốn thử xem có phải ta tu luyện thiên quỷ hàng hay không vậy ta nói cho ngài biết nếu ta tu luyện thiên quỷ hàng thì ngài sẽ làm gì ta không luyện ngài sẽ làm gì chẳng lẽ chỉ bằng mấy người các vị cũng có thể quản việc của ta hay sao? lo chuyện bao đồng thì chúng tôi không dám. chỉ cần đại quốc sư vẫn như trước đây thì chúng tôi đều kính phục ngài là hàng đầu sư số một của nước đan mạn sẽ không có ai gây sự với ngài. bất cổ phái và nạp khát phái sẽ chung sống hòa bình ít tranh đấu thì cũng sẽ không có nhiều người phải chết. hừm lo lắng thay cho người khác sao? các vị nên ngẫm lại chính mình trước đi. ma cưu đại quốc sư hừ lạnh một tiếng. Còng tay bắn ra hai ngọn lửa xanh đỏ, một trái một phải bay thẳng về phía hai tên người hầu bên cạnh Tô Nam. Thể tích của hai ngọn lửa này lớn hơn ngọn lửa ông ta vừa phóng về phía Kim Dương Tử, cũng sáng ngời rực rỡ. Cùng lúc đó, một nguồn khí lạnh hơn khi nãy cuộn trào mãnh liệt. Nguyên Thành tử tay vội nắm thành quyền, một tấm phủ lục bay ra, khiến nguồn khí lạnh này dừng cách người mấy bước, ngăn không cho đến gần. Mục tiêu trực tiếp của hai ngọn lửa là hai tên âm quỷ nhưng đám người nguyên thành tử cũng bị nguồn khí lạnh tác động đến, hai gã âm quỷ càng không dám khinh thường. Thấy ngọn lửa phóng tới, không đợi Tô Nam chỉ bảo liền nhẹ nhàng bay sang hai bên. Hai tên âm quỷ mà Tô Nam nuôi dưỡng vóc dáng cao hơn nhiều so với hai tên nhị đồng âm quỷ mà Phạm Anh nuôi dưỡng. Nhìn qua rất dày đặc giống như thực thể bình thường, động tác cực kỳ linh hoạt. Âm quỷ của Phạm Anh không thể sánh bằng, khi hai ngọn lửa gần trong gang tắc vẫn có thể tránh được đáng tiếc ngọn lửa của ma cưu đại quốc sư cũng không phải là dễ đối phó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoảnh khắc hai ngọn lửa và hai tên người hầu sát vào với nhau, nổ tung ra, hóa thành vô số ngọn lửa màu xanh, che trời phủ đất, bao phủ hai âm quỷ. Âm thanh, hít kha zz hí zzz, liên tục vang lên, chỉ thấy ngọn lửa xanh dính trên người hai tên âm quỷ, giống như lớp mỡ màu vàng đọng lại trên chảo dầu sôi, nháy mắt liền tan vào một lỗ nhỏ sương mù màu đen từ bốn phía bay dựng lên tô nam gầm lên hai tay xuất trưởng từng làn gió nhẹ lướt qua thổi qua người hai tên âm quỷ chỗ bị ngọn lửa mà xanh đâm thủng trong nháy mắt lại được lấp đầy như lúc đầu dường như hai gã âm quỷ này đã bị chọc giận bốn đầu cánh tay múa máy bổ nhào về phía ma cư bộ dạng vô cùng hung ác tuy nhiên vẫn vô thanh vô tức như trước dường như tất cả những âm quỷ mà hàng đầu sư nuôi dưỡng đều không nói chuyện còn về việc hàng đầu sư và âm quỷ giao tiếp thế nào thì không thể biết được, hẳn đó là một thứ gọi là tâm linh cảm ứng. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn hai tên âm quỷ giống như người thường vậy, giống như hai cao thủ đang công kích ma cưu. Nhưng ai cũng biết, lọ ai công kích này tuyệt đối không phải là công kích vật lý. Nếu thực sự bị âm quỷ đánh chúng, chắc chắn sẽ bị hạ hàng đầu. Mặc dù ma cưu là hàng đầu sư số một của nước đan mạn, tuyệt đối không để người khác hạ hàng đầu với mình. Phương thức tế luyện của mỗi hàng đầu đều không giống nhau. Phương pháp điều chế thuốc chỉ có hàng đầu sư mới biết được. Những hàng đầu sư mạnh giống như Ma Cưu cũng chưa chắc nắm chắc được 100%. Huống chi là Tô Nam chỉ đứng sau hàng đầu sư số 1 của nước Đan Mạn. To gan. Ma Cưu quát khẽ một tiếng, một lò ét những ngọn lửa trong tay ông ta nở rộ ra, đẹp như pháo hoa vậy. Đám người kim dương tử đứng xem mà há hốc mồm kinh ngạc mặc dù hàng ngày ở thành Lạc Dương có nghe đồn qua không ít điều có liên quan đến hàng đầu sư. Nhưng cảnh tượng đấu pháp thực sự của hàng đầu sư thì được xem rất ít. Bình thường thì hàng đầu sư đấu pháp sẽ tránh mặt những người không liên quan. Chỉ có điều những người này không nghĩ tới, hàng đầu sư đấu pháp lại có thể huyễn lệ, nhiều màu sắc đến thế. Ngọn lửa nhiều màu phối hợp với trang phục truyền thống của ma cư quả thật rất ảo mộng. Hàng lõ ép ngọn lửa cùng nhau nở rộ, hai gã âm quỷ giống như người thường gặp quỷ vậy hai âm quỷ chợt dừng chân, lui về phía sau nhanh như tia chớp, cực kỳ kiêng kỵ ngọn lửa này. Tô Nam khe khẽ thở dài. Ma Cưu không hổ là đại quốc sư, không ngờ có thể luyện được thuật huyết hàng theo ý mình, thậm chí không cần, nhạc dạo, bất cứ lúc nào, chỗ nào, muốn hạ hàng đầu nào đều có thể hạ. Đích xác là rất nhiều đại hàng đầu sư có khổ luyện cả đời cũng không thể luyện được cảnh giới đó. Ngay tại lúc này, Ma Cưu bỗng nhiên lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như điện hướng về bên trái ống tay áo phất một cái, một đám lửa cùng bắn ra, hướng về phía đám cỏ không có người. Ngay sau đó, trên đám cỏ nhìn qua tưởng trống không, một bóng đen thật dài bắn mạnh lên, giống như tên rời cung, cấp tốc trở về phía tô nam, khó khăn lắm mới tránh được ngọn lửa tập kích của ma cưu. Đám người kim thành tử nhìn xong chợt hiểu ra, bóng đen này chính là một con rắn lớn, cả người giáp sắt, trong đêm tối lờ mờ, dung hợp với mặt đất và cỏ khiến không ai phát hiện ra được. Tô Nam Nhân lúc hai âm quỷ thu hút sự chú ý của Ma Cưu lặng lẽ phóng xuất, chuẩn bị tập kích Ma Cưu, nào ngờ vẫn bị Ma Cưu phát hiện ra. Hừ, Tô Nam, xem ra ta đánh giá ngài quá cao rồi, ngài cũng chỉ sử dụng thủ đoạn như thế sao? Thấy đại xạ ẩn vào bóng tối phía sau Tô Nam, Ma Cưu cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói. Đại quốc sư có năng lực gì, cứ việc thi triển đi, tôi thực sự rất muốn lĩnh giáo một phen. Tô Nam cũng không chút nào yếu thế, lạnh lùng nói. Nhìn qua, ông ta đã liên tiếp ra tay công kích ma cưu hai lần, đều sắp thành lại bại. Nhưng mà ai cũng biết, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Hai đại hàng đầu sư quyết chiến, sao có thể phân thắng bại dễ dàng như thế được? Nguyên thành tử và các đệ tử lập trận không ngừng thi pháp, ký bản quyền tê ý bản quyền pháp trận, giữ vững trận tuyến, không cầu lập được công, chỉ mong không xảy ra sơ suất gì. Trong trận tranh đấu này, rõ ràng bọn họ ở vào thế bị phụ thuộc, muốn tranh giành làm diễn viên chính là điều không sáng suốt, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Ma Cưu đến nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, tất cả sự chú ý đều dồn trên người Tô Nam. Đối với Ma Cưu, chỉ có Tô Nam mới có thể tạo ra sự uy hát yêu ta ép với ông ta, Nguyên Thành Tử và Ngọc Dương Quan không đáng lo ngại. Cho dù ông ta luyện thành công, thiên quỷ hàng, thì cũng chỉ ảnh hưởng đến lực lượng giới hàng đầu, chứ không ảnh hưởng lớn đến Ngọc Dương Quan chỉ có điều tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến, trên tầng thượng tòa nhà cách đó không xa, không biết từ khi nào lặng lẽ hiện ra hai bóng người, cứ vững vàng đứng ở nơi đó, mặc cho gió to. Người đứng phía trước dáng người cao to, tóc dài bay múa, người còn lại dáng người mập mạp, khoanh tay đứng sau người đàn ông, hình như là người hầu của y. Vladimir, nhìn thấy chưa? Đây là thủ đoạn của hàng đầu sư Nam Dương. Người đàn ông đứng ở phía trước khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra chính là bá tước Mikhail. May là trong bóng tối nên không bị ai phát hiện ra, nếu không sẽ khiến cả thế giới nổi sóng to gió lớn. Ông chủ lớn phía sau tập đoàn Đức Mế, thân sĩ phong độ tao nhã, không ngờ lại vụ IGTA xuất hiện trên mái nhà người khác, ở đó rình hai đại hàng đầu sư đấu Pháp. Vâng, dường như năng lượng vũ trụ xung quanh đó đều chịu ảnh hưởng mạnh. Nhưng thưa ngài, việc này có liên quan đến thứ mà chúng ta muốn tìm sao? Vladimir kính cẩn hỏi. Ta không biết, Vladimir yêu quý, căn cứ vào sự chỉ dẫn của các thần, thứ mà chúng ta muốn có được sẽ xuất hiện ở phương Đông. Phương Đông có quá nhiều thứ thần bí khó lường. Mikhail từ từ nói, dưới ánh trăng, hàm răng trắng của vị bá tước thỉnh thoảng sáng bóng lóng lánh như kim lọ ai, nhìn rất lạnh lùng. Thưa ngài, đúng thế. Vladimir cung kính đáp, có điều gã lại không có quá nhiều niềm tin. chương 495, lực lượng phòng vệ của trang viên Ma Cư bên trong Hoàng Phủ, một mảnh sơ sắc tiêu điều, điều. Trong quán cà phê Hắc Thiên Nga, lại rất náo nhiệt. Tuy nhiên góc của đám người tiêu phàm vẫn vắng lạnh như trước, xung quanh cũng chưa có ai ngồi xuống. Mọi người tình nguyện chen chúc ở chỗ khác, thậm chí có vị khách sau khi liếc nhìn bên này liền vội vã xoay người rời khỏi quán cà phê, dường như trong lòng rất sợ hãi. Đám người tiêu phàm làm như không thấy những chuyện này, vẫn nói chuyện với nhau rất hòa hợp. Chỉ cần tiêu phàm đặt câu hỏi, Phạm Anh liền thành thật trả lời, thái độ tương đối thành khẩn. Đối với loại thái độ này của gã ta, tiêu phàm tương đối hài lòng, nâng chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười hỏi. Phạm tiên sinh, ngài đã từng đi qua trang viên ma cư chưa? Từng đi qua rồi. Phạm anh lập tức gật đầu. Trước kia khi Gino ở trang viên chủ trì giáo vụ, tôi thường xuyên qua bên đó tặng đồ cho ông ta và một số hàng đầu sư khác. Nói như vậy, Phạm tiên sinh tương đối thân quen trang viên ma cư có thể xem là như thế đi, phần lớn những nơi ở trang viên tôi đều đã xem qua. Ngoại trừ nội thành quan trọng nhất, tôi không đi vào. Nơi đó là chỗ tu luyện của đại quốc sư, người bình thường không được vào đấy, cho dù là sư phụ Gino của tôi cũng chỉ đi vào đó vài lần. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười, nói. Phạm Anh, hẳn không phải là như vậy chứ. Mà cưu đại quốc sư vừa mới quay lại trang viên không lâu, trước đó, ông ta đều ở tại Hoàng Cung. Khi đó, ngài cũng không thể vào nội thành được sao? Nhìn qua ngài cũng không giống với người quy củ lắm, Phạm Anh liền có điểm xấu hổ, ngượng ngùng cười nói. Cơ tiểu thư, tôi quy củ, tuy nhiên, việc gì cũng có giới hạn của nó, có nhiều việc nhất định phải tuân theo quy định. Quy củ của đại quốc sư, không ai dám làm trái. Điểm này, cơ khinh xa cũng không bác bỏ. Hơn nữa Phạm Anh cũng là hàng đầu sư, càng thêm rõ ràng sự lợi hại của đại hàng đầu sư. Tiêu Phạm hỏi. Phạm tiên sinh, tôi cũng cần một tấm bản đồ chi tiết trang viên, ngài có không? Có, tôi đã chuẩn bị xong. Ngoài dữ liệu của Tiêu phàm, Phạm anh trả lời cực kỳ sảng khoái, lập tức liền lấy từ bên người ra một tấm bản đồ được gấp rất cẩn thận. Cơ khinh xa khẽ cười nói: "Phạm anh, ngài thật là chu đáo." Phạm anh cười nói: "Nếu Tiêu tiên sinh muốn hái Xích Viêm thảo thì phải đi một vòng trang viên." Tôi suy xét Bản đồ này sớm hay muộn sẽ cần dùng đến, bằng không mang đến sớm một chút thì Tiêu tiên sinh cũng có thể làm quen với địa hình sớm hơn. Chuyện của tôi." Nét Tiêu Phàm gật gật đầu. Phạm anh xấu thì xấu, nhưng thực ra cũng là một nhân tài, nếu không thì cũng không đánh lén được Phạm Nhạc. Lúc này Tiêu Phàm giơ tay tiếp nhận bản đồ, mở ra đặt trên bàn trà trước mặt. Tấm bản đồ này là dùng tay vẽ, chế tác vô cùng tinh tế, đã có vài phần cổ xưa. Phạm tiên sinh tấm bản đồ này là do tự tay ngài vẽ sao? Đúng, tôi dựa vào trí nhớ chính tay vẽ lại đấy. Trang viên ma cưu không thể phát hành bản đồ ra ngoài được. Phạm Nhạc bỗng nhiên nói. Ngài vẽ bản đồ ma cưu trang viên làm cái gì? Phạm Anh không khỏi ngơ ngác một chút, dường như có chút không ngờ. Từ khi vào cửa tới giờ, Phạm Nhạc gần như vẫn chưa từng mở miệng, giống như là người hầu của cơ khinh xa, chứ không phải là Phạm Thiếu ra sắp trở về Phạm gia cầm quyền một lần nữa không nghĩ tới lại đột nhiên ông ta lại hỏi vấn đề này một lúc sau phạm anh mới lắc đầu nói tôi cũng không biết rằng tấm bản đồ có ích lợi gì chỉ là tùy tay vẽ ra thôi phạm nhạc nói thật với anh tôi và anh bất đồng tôi từng giây từng phút đều đang lo lắng bị người khác làm phiền tôi luôn nghĩ nên chuẩn bị một chút thì tốt hơn nói như vậy chẳng lẽ ngài vẫn tính toán động thủ với trang viên ma cưu trong giọng nói của phạm nhạc mang theo ý rõ ràng không tin Tôi không có dự định này, nhưng dù là ai đưa tôi đến đường cùng, tôi nhất định sẽ liều mạng với người đó, dù là ma cưu đại quốc sư cũng không ngoại lệ. Phạm Anh trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Giọng điệu vô cùng bình tĩnh, giống như đang thuật lại chuyện đương nhiên theo lý thường vậy. Phạm nhạc lạnh hừ lạnh một tiếng. Cơ khinh xa liếc Phạm Anh một cái, tự nhiên cười. Phạm Anh đột nhiên cảm giác được, dường như mình nói sai. Lúc này, quyền chủ động là ở trong tay người khác. Tiêu Phàm đứng giữa cuộc đối thoại của họ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nghiêm túc nhìn bản đồ. Theo bản đồ, quy mô trang viên ma cư cũng không phải quá lớn. Đương nhiên, cái gọi là không phải quá lớn, là chỉ dự đoán trong lòng thôi, cảm thấy trang viên ma cư đại quốc sư nhất định sẽ rất lớn. Trên thực tế, diện tích trang viên ma cư ước chừng khoảng 600 mẫu, trong đó diện tích nội thành ma cư đại quốc sư tu luyện, chiếm ước chừng 50 mẫu, hơn nữa không ở vị trí trung tâm trang viên ma cư, mà là lệch về phía nam, cách cửa chính trang viên khá xa và gần cửa sau hơn tuy nhiên cái gọi là cửa sau trang viên thực ra lại không tồn tại sau lưng trang viên ma cưu là một mảnh vách núi vách đá nếu quả thật có cửa sau cũng chỉ để cho người trong trang viên đi ra ngoài trèo lên vách đá thưởng thức phong cảnh nội thành là một mảnh đất trống hoàn toàn tiêu phàm tin tưởng phạm anh lần này nói thật ông ta quả thật không đi vào nội thành nếu không trên tấm bản đồ cũ sẽ phải có chỗ đánh dấu. Mấy năm trước, Phạm Anh chắc chắn sẽ không nghĩ đến có một ngày bị người khác yêu cầu giao ra bản đồ trang viên ma cưu, cho nên cố ý không vẽ nội thành vào. Dựa vào tiêu chuẩn phân biệt đồ cổ của tiêu phàm, tuổi thọ của tấm bản đồ này là mới hay cũ hắn không đến mức tính sai được. Phạm tiên sinh, dấu chấm màu đỏ ở chỗ này có ý nghĩa gì? Sau khi tiêu phàm cẩn thận nghiên cứu bản đồ, chỉ vào điểm màu đỏ hỏi. Trên tấm bản đồ này còn có bảy tám chỗ có dấu chấm đỏ như thế. Phạm Anh liếc qua, lập tức nói. Đây là nơi tu luyện khác trong trang viên của hàng đầu sư. Tám nơi sao? Tiêu Phạm nhìn chầm chầm hỏi. Phạm Anh gật gật đầu, lập tức còn nói thêm. Tiêu Tiên Sinh nói một cách chính xác là tám nơi tu luyện, nhưng không chỉ có tám hàng đầu sư. Ngoại trừ sư phụ tôi Zino, toàn bộ, bất cổ phái, còn có 14 vị đại hàng đầu sư bình thường có trên 6 vị đại hàng đầu sư ở tại trong trang viên. Ngài nói không chỉ có 8 vị hàng đầu sư. Cơ khinh xa hỏi. Ý tôi nói là những đại hàng đầu sư có thân phận giống như sư phụ tôi. Cơ khinh xa và phạm nhạc không khỏi liếc nhau, trên mặt hiện lên một chút vẻ ưu tư. Người kế thừa, bất cổ phái, và hoa hạ môn phái chắc chắn không giống nhau hoàn toàn. 14 vị đại hàng đầu sư không phải mỗi người đều là đệ tử thân truyền ma cưu, nhưng hẳn là trên cơ bản cũng là sư huynh đệ Zino Trình độ về hàng đầu thuật chắc hẳn không hề kém Phạm Anh là đồ đệ của Zino Đã rất khó đối phó Huống chi trong trang viên Ma Cưu Bình thường chỉ ít có 6 vị đại hàng đầu sư trở lên hộ pháp Còn chưa kể đến những hàng đầu sư như Phạm Anh Số lượng chắc chắn không chỉ dừng lại ở 6 người Trang viên Ma Cưu này cũng không lớn Lực lượng phòng vệ lớn mạnh quá Thì dường như có chút bí y thái Hơn nữa, tiêu tiên sinh Xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu đại quốc sư thực sự tính toán tu luyện, thiên quỷ hàng, ông ta nhất định triệu hồi tất cả hàng đầu sư quay trở về trang viên." Phạm Anh nói rất nghiêm túc. "Chưa chắc." Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng lắc đầu. "Tại sao?" Ba người đều nhìn phía Tiêu Phàm. Bởi vì, bất cổ phái, tuân thủ chính là luật rừng, kẻ mạnh làm vua. Mà Cừu lúc trước chính là a S chết tiền nhiệm đại tế ti mới lên vị đấy. Hiện giờ thời khắc mấu chốt, 14 vị đại hàng đầu sư này cũng không chắc được ma cưu tin tưởng. Càng là thời khắc mấu chốt, ông ta sẽ càng chú ý cẩn thận, tha rằng bố trí một ít thủ đoạn phòng ngự khác, cũng sẽ không dễ dàng đem hàng đầu sư không đáng tin cậy về bảo vệ trang viên. Tiêu phàm không vội vàng không hấp tấp phân tích nói. Mọi người nghĩ lại, hình như là có lý. Nếu quy tắc trò chơi, như thế, vậy ai cũng không thể cam đoan những đại hàng đầu sư khác không nảy sinh ý đồ khác tuy nhiên Phạm Anh lập tức đưa ra dị nghị. Tiêu tiên sinh, chỉ sợ ngài còn không biết địa vị của đại quốc sư ở giới hàng đầu. Không cần nói đến, bất cổ phái, cho dù là toàn bộ nước Đan Mạn, cũng gần như không người nào có thể uy hát yêu ta ép được đến đại quốc sư. Theo tôi được biết, bên trong, bất cổ phái, thì càng không người nào dám sinh lòng khác. Thực lực kém quá xa. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói. Phạm tiên sinh, ngài sai lầm rồi. Sư bá sư thúc của ngài, bọn họ muốn đối phó đấy, không phải ma cưu, mà là sư phụ ngài Zino. Dựa theo thế cục lúc này, sư bá sư thúc ma cưu đại quốc sư, trên cơ bản nên là do Zino tiếp nhận, bất cổ phái, rồi. Còn người bốn vị đại hàng đầu sư, hẳn là không cơ hội đảm nhiệm vị trí giáo chủ rồi. Có điều bọn họ kém ma cưu quá xa, lại tranh lệch so với sư phụ ngài, chỉ sợ không có gì rõ ràng như thế nữa. Tiêu tiên sinh, ý của ngài là... Phạm Anh nghi ngờ nhớn hai hàng lông mày lên. Rất đơn giản, chúng ta không ngại suy nghĩ một chút, nếu ma cưu đang tu luyện, thiên quỷ hàng, lại xảy ra việc ngoài ý muốn, sắp thành lại bại. Đã không có sự ủng hộ của ông ta, sư phụ ngài Gino còn có thể thuận lợi đi lên giáo chủ ngai vàng sao. Khả năng cho đến lúc này, sẽ dùng thực lực quyết thắng thua sao. Nếu ta đoán không sai sư phụ ngài nhất định sẽ kiệt lực ủng hộ ma cưu triệu hồi các đại hàng đầu sư khác về trang viên. Nếu thời khắc mấu chốt thực sự những người khác tiến công trang viên, cứ để những người này đi trước xung phong. Mượn sự giúp đỡ từ bên ngoài diệt trừ đối thủ của ông ta, chẳng phải là sẽ giải quyết gọn gàng sao. Cứ như vậy, mà cừu tu luyện thành công, thiên quỷ hàng, địa vị của Gino vững như núi, dù xảy ra rủi ro, Gino cũng vẫn có thể đảm nhiệm vị trí giáo chủ. Với ông ta mà nói, đây là phương án tốt nhất. Phạm Anh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trước kia có lẽ gã ta chưa từng suy xét qua như vậy nhưng mà cẩn thận tưởng tượng, tiêu phàm phân tích vô cùng có đạo lý. Cơ khinh xa nhẹ nhàng cười. Tiêu phàm mặc dù là vui vẻ kính nhường quân tử, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hề hiểu biết gì những mưu mẹo nham hiểm này. Thật biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên kế hoạch này cố nhiên là có lợi nhất cho Zino, mà cựu đại quốc sư chắc chắn sẽ không đáp ứng. Điều ông ta cần không phải người đông thế mạnh, mà là tâm phúc thật sự. Thời điểm nguy hiểm những người này có thể vì ông ta mà liều mạng có đạo lý, chính là như vậy. Phạm Anh liên tục gật đầu. Tiêu Phạm nâng chén trà lên uống một ngụm, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, đứng mạnh dậy, hai hàng lông mày bỗng nhiên nhướng lên. Cơ khinh xa lập tức đứng dậy đi theo. Không thể nghi ngờ, có chuyện khẩn cấp gì đã xảy ra. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 495.